Đại Hào Môn chương 1036 giết đến thăm đến Nữ sát tinh bỗng nhiên chạy tới làm dối Cũng không có ảnh hưởng tiêu phàm cuộc sống Ít nhất trước mắt là như thế này Tiêu y thánh như trước mỗi ngày ngồi xuống điều tức Vững chắc cảnh giới Làm sâu sắc công lực Đúng hạn đến trăm hùng đường tỏa chấn Thống trị một ít nghi nan tạp chứng Tiếp đái một ít đến thăm thỉnh giáo lang chung Đồng thời còn muốn hoạt động trăm hùng đường đại sự cùng với trong bang đại sự, Hồng Thiên cố ý đem trong bang sự vụ phân một bộ phận tới do chỗ hắn đưa, ý định tại sau này mấy năm trong, từng bước một hoàn thành giao quyền trình tự. Cuối cùng nhất nước chảy thành sông, vô luận Tiêu phàm tiếp không tiếp nhâm chức bang chủ, trên thực tế bang chủ cũng sẽ là hắn. Audio điện tử võ tấn bền. Hồng Thiên tự nhiên mà vậy liền giải thoát đi ra, chuyên tâm chuẩn bị đột phá hậu kỳ bình cảnh, kéo dài thọ nguyên. Nhưng là loại này nhìn như bình tĩnh thời gian rất nhanh tiểu bị đánh vỡ. Tiêu phàm tại trăm hùng đường bắt đầu cuộc sống hàng ngày chỗ, là một tòa hoàn toàn độc lập tiểu viện tử, ba tiến ba ra, không lớn, lại tinh xảo vô cùng. Ngày bình thường chỗ ngồi này tiểu viện tử chỉ có một gã kim đan sơ kỳ chấp sự xuất lĩnh lấy một ít đội vệ sĩ tuần tra thủ vệ, chủ yếu là không cho phép người không có phận sự tới gần, quấy dày đến tiêu trưởng lão thanh tu. Tại Kim Châu Thành, cũng không có gì người dám tại sông vào y thánh chỗ ở đây cũng là tiểu viện tử duy nhất, phòng vệ biện pháp. Tiêu phàm nhập chủ về sau, trong sân bày một cái đơn giản ảo trận, không có được hắn chỉ dẫn, tung xem như nguyên anh tu sĩ xâm nhập trong đó, cũng cần một chút thời gian mới có thể năng lực phá giải. Có điểm ấy giảm sóc thời gian, cũng đủ tiêu phàm làm tốt ứng đối chuẩn bị. Dùng hắn tu vi hiện tại, một trọi một lời mà nói, Kim Châu Thành ở bên trong đã muốn không có người nào có thể uy hiếp được hắn tung tính toán không địch lại nguyên anh trung kỳ tu sĩ, bình yên thoát thân nhưng lại không thành vấn đề. Vì vậy cũng không cần phải cẩn thận quá mức cẩn thận. Nhưng mà sự thật chứng minh, tại chính thức đại cao thủ trước mặt. Đơn giản như vậy phòng vệ thủ đoạn, tác dụng xác thực không lớn. Một ngày này, tiêu phàm chính trong thư phòng, tìm đọc sách thuốc điển tịch. Mặc dù nói, tu chân giới học tập tri thức phương thức so phàm tục thế giới muốn vào bước nhiều lắm, hảo như yên hải sách thuốc điển tịch, chỉ cần thời gian không lâu liền chữ khác vào đồ vật nhập thần trong thức hải nhưng thuộc ký những này điển tịch là một chuyện hiểu rõ thấu triệt trong điển tịch nội dung cái kia lại là một chuyện khác liếu tương đương thường thường chỉ cần mấy ngày thời gian liền có thể thuộc ký nghiêm chỉnh bộ sách thuốc cái này tại phàm tục thế giới là khó có thể tưởng tượng đích bất quá muốn thông hiểu đạo lý hóa cho mình dùng sẽ phải phiền toái nhiều lắm liếu tương đương tiêu phàm hội đem những này đã muốn ghi khắc tại thần trong thức hải điển tịch lại lấy ra dán tại trên chán, chậm rãi lại mảnh đọc, chương một chương một tiết tiết, một cái đơn thuốc một cái đơn thuốc, tinh tế nghiên cứu. Tại Kim Châu Thành trong khoảng thời gian này, y thuật của hắn cũng là đột nhiên tăng mạnh. Chẳng những học được rất nhiều mới y đạo tri thức, đối với Nam Cực Y Kinh, Nam Cực Sách Thuốc giải thích, cũng nâng cao một bước. Và Cực Y Kinh bên trong đan phương hòa trị liệu phương án. Không sai biệt lắm gia tăng rồi nửa thành nhiều. Đối với Nam Cực Y Kinh, như vậy minh mông y điển mà nói, do một người gia tăng 5% đan phương hòa trị liệu phương án, cái kia là bực nào khó lường sự tình. Bỗng nhiên trong lúc đó, một cổ cực kỳ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xẹt qua tiêu phàm trong lòng. Không có bất kỳ báo động trước, cũng không có nguyên nhân khác, hoàn toàn là ra vì loại nào đó bản năng, tiêu phàm đã nhận ra nguy hiểm. Lập tức không cần suy nghĩ, màu trắng huyền vũ giáp bắn ra, đón gió lớn lên trong khoảnh khắc tại phía sau của hắn hóa thành một mặt vài thước lớn nhỏ màu trắng tấm chắn đây là tiêu phàm tiến giai nguyên anh về sau cùng huyền vũ giáp câu thông về sau lĩnh ngộ ra tới mới thần thông thật giống như đỉnh càn khôn đồng dạng huyền vũ giáp với tư cách vô cực môn chấn giáo tam bảo một trong thần thông công hiệu cũng xa không chỉ xem bói hỏi quẻ đơn giản như vậy thời kỳ thượng cổ thần quy huyền vũ vốn là để phòng ngự cường đại chứ danh đích huyền vũ giáp hóa thành hộ thân thuận lá chắn giáp bất quá là nho nhỏ thần thông mà thôi. Tế gia huyền vũ giáp đồng thời, tiêu phạm phi thân lên, hướng tiền phương kích bắn đi, đồng thời hoàn thành không chung trong chớp mắt. Và, từng tiếng lạnh hừ nhẹ thanh âm tựu trong thư phòng vang lên, tựa hồ đối với tiêu phạm phản ứng cực nhanh có chút kinh ngạc. Và, huyền vũ giáp thượng lập tức hiện ra một cái trắng noãn vết sâu, nhìn kỹ lại, chính là một thon dài bàn tay nhỏ bé bộ dáng. Nhưng lập tức, cái này trưởng ấn liền dần dần biến mất, sau một khắc, Huyền Vũ Giáp đã muốn khôi phục như lúc ban đầu, bay phục trở lại tiêu phàm trước người, đưa hắn hơn phân nửa thân tử đô nghiêm nghiêm thực thực mà che đậy bắt đầu đứng dậy. Ngay tại cửa thư phòng, đứng một gã cô gái áo đen, tư thái thon thả, hai ngọn núi cao ngất, thước tha xinh đẹp, làn da trắng nõn dị thường, như sa tanh loại tản ra nhu hòa sáng bóng, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần tinh xảo, mũi như huyền gan, miệng anh đào nhỏ, cực kỳ xinh đẹp, lại tựa hồ như che lấp lấy tầng một nhàn nhạt đám xương luôn làm cho người ta khó có thể hoàn toàn nhìn rõ ràng diện mục thật của nàng, tựa như ảo mộng giống nhau. Dịch sung thuật, tiêu phàm đáy mắt lục mang chấp động, thiên nhãn thần thông lập tức vận chuyển tới cực hạn, muốn có thể phá cô gái này dịch sung thuật, xem thấu nàng tướng mạo sẵn có. Cô gái áo đen lại là một tiếng hừ nhẹ, ngập nước trong hai tròng mắt, bỗng nhiên cũng sạch bong đại phóng, tia ánh mắt bắn thẳng đến mà đến, tiêu phàm chỉ cảm thấy trong mắt một hồi đau đớn, không khỏi kinh hãi, lập tức nghiêng đầu, không dám cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, thiên nhãn thần thông dĩ nhiên cũng làm như vậy bị phá mất. Cái này cô gái áo đen, rõ ràng cũng tu tập cực kỳ cao minh thông thiên nhãn, tạo nghệ tựa hồ tại phía xa tiêu phàm phía trên. Và không phải y thánh sao, như thế nào hiểu được nhiều như vậy loạn thất bát tao tạp học. Trong lúc lơ đáng tự phá vỡ tiêu phàm thông thiên nhãn, cô gái áo đen nhàn nhạt hỏi, ngữ khí lạnh lùng đích, không mang theo chút nào cảm giác sao giấu lớn và hạ xác thực học qua không ít tạp học, thật ra khiến đạo hữu chê cười. Tiêu phàm cười cười, cũng rất lạnh nhạt nói, trong lòng kinh ngạc, trong chốc lát liền loại trừ đắc sạch sẽ. Ở này một lát trong lúc đó, tiêu phàm thần niệm chi lực đã tại cô gái áo đen trên người đảo qua nhiều lần, mỗi lần nhìn quét, cũng như cùng bùn như nhập hải nhất loại, không có nửa điểm tin tức, vậy mà hoàn toàn nhìn không ra cô gái này chân thật cảnh giới. Chỉ là trong lòng cảm thấy nặng trịch đích, vẻ này cực độ cảm giác nguy hiểm, luôn lái đi không được. Người này có thể vô thanh vô tức tự lấn đến thư phòng của hắn bên trong, gian ngoài ảo trận hoàn toàn không có phát ra nổi nửa phần tác dụng, đủ thấy nàng tại trên trận pháp tạo nghệ cực cao, ít nhất không tại tiêu phàm phía dưới. Lại có như thế cao minh dịch dung thuật, rõ ràng đồ hộp kỳ nhân, lại đều khiến người thấy không rõ lắm diện mục thật của nàng. Phàm loại này trùng trồng, gia tăng cùng một chỗ, tiêu phàm đã muốn đoán được thân phận của nàng cô gái áo đen lạnh lùng nói ra, người có biết hay không ta là ai? Và khái đoán được, cô gái áo đen nhẹ gật đầu, nói ra cái kia tính theo tu sĩ cùng hắn môn nhân đệ tử là ta giết. Tiêu phàm hai hàng lông mày có chút nhân lại, nói ra tại sao phải tùy tiện giết người. Cô gái áo đen liếc hắn một cái, tựa hồ cảm thấy tiêu phàm rất có điểm kỳ quái, cái này đương lúc vẫn còn quan tâm vấn đề như vậy, lập tức nói ra hắn đáng chết. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, không có tiếp tục truy vấn. Hắn không phải quan tòa, không phải quan phủ xử án. Và đã đoán được thân phận của ta, nhưng thật giống như tuyệt không sợ hãi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi sao? Tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi ngược lại, nếu như ta sợ hãi, tiên tử có phải là sẽ không giết ta rồi? Cô gái áo đen thoảng qua khẽ giật mình, một vòng vẻ kinh ngạc sẽ cực kỳ nhanh tại trong mắt nàng hiện lên, lập tức lại bản hạ mặt đến, lạnh lùng nói ra, giết hay không ngươi, tại ta một ý niệm. Tiêu phàm bình tĩnh nói, ta tin tưởng tiên tử hôm nay tới lần này, không phải là vì giết ta mà đến. Nói xong, ngón tay một điểm, huyền vũ thuẫn lá chắn khoảng cách hóa thành tức hơn đại mai rùa, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa, cứ như vậy đứng ở cô gái áo đen trước mặt, thần thái chấn định, cũng không có chút nào sợ hãi ý. Cô gái áo đen trong mắt sạch bong lại là lóe lên, lạnh như băng nói tốt, người nghe, ta cần vạn năm hồn hương một một đoạn, năm nghìn năm băng hải đường một cây, cực phẩm cửu long hương một khối. Người giao ra cái này ba dạng gì đó, ta liền cho không giết ngươi. Ngươi là y thánh, khẳng định có những vật này. Tiêu phàm lẳng lặng yên nhìn xem nàng, bất tử bất tật nói, tiên tử, vạn năm hồn hương một ta quả thật có một đoạn, năm nghìn năm băng hải đường cũng có một cây, cực phẩm cửu long hương mặc dù không có. Nhưng ta có thể dùng những dược vật khác điều phối thay thế, hiệu quả không tại cực phẩm cửu long hương phía dưới nhưng là, ta sẽ không đem những vật này giao cho ngươi. Và ta sẽ giết ngươi. Một cổ cực kỳ bạo ngược khí tức, bỗng nhiên từ cô gái áo đen trên người bạo phát đi ra, lập tức tự tràn ngập cả gian thư phòng, giống như hữu hình vật chất giống nhau, bốn phương tám hướng áp bách mà đến. Tiêu phàm hạo nhiên chính khí lưu chuyển, lập tức bảo vệ toàn thân, nhìn qua cô gái áo đen, nửa bước không lùi, chậm rãi nói ra ta là lang Trung, người đã đến thăm cần y, thì phải là bệnh nhân của ta ta phải trước cho ngươi xem mạch hỏi trần, xem xét bệnh tình của ngươi, sau đó kê đơn thuốc trị liệu. Nếu như ta trực tiếp đem bà cái này vài loại dược vật cho ngươi, sao còn muốn chúng ta lang chung làm cái gì? Và ta xem mạch hỏi trần. Cô gái áo đen hiển nhiên không nghĩ tới tiêu phàm sẽ nói ra như vậy một phen đến, thoảng qua sướng sở ngơ ngác một chút, lập tức liền lạnh lùng cười một tiếng. Và đã cho ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Và đã có thể trở thành kim châu y thánh, chứng minh ngươi cũng không phải cái ngu ngốc, làm sao sẽ nói ra như thế ngu ngốc lời nói đến, để cho ta đem mệnh môn giao cho trong tay ngươi. Tiêu phàm chậm rãi rũi ra bản thân cánh tay trái, nói ra tiên tử nếu là không tin được tại hạ, không ngại trước chế trụ tại hạ mạch môn, ta lại vì tiên tử bắt mạch xem bệnh như thế nào. Cô gái áo đen lại ngây ngẩn cả người, như là xem quái vật đồng dạng gắt gao nhìn thẳng hắn, sau nửa ngày, mới lên tiếng, ngươi tại sao phải làm như vậy. Người đem cái kia ba dạng gì đó giao cho ta, ta lập tức đi ngay. Đúng rồi, ta không biết lấy không đồ đạc của ngươi, nơi này là 5.000 khỏa thượng phẩm linh thạch, là cho thù lao của ngươi. Nói xong, giơ tay lên, một cái chữ vật vòng tay hướng tiêu phàm bay nhanh mà đi. Tiêu phàm không chút do dự, một phát bắt được, thần niệm chi lực hướng chữ vật vòng tay ở phía trong tìm tòi, quả nhiên là 5.000 khỏa phẩm tương thượng giai thượng phẩm trung giai linh thạch, một khỏa như vậy thượng phẩm trung giai linh thạch, có thể chống đỡ mà vượt hơn mấy trăm ngàn khỏa cấp thấp linh thạch. Cái này chữ vật vòng tay ở phía trong 5.000 khỏa thượng phẩm trung giai linh thạch không sai biệt lắm chống đỡ mà vượt năm trăm vạn cấp thấp linh thạch, cùng cô gái áo đen yêu cầu ba dạng linh dược. Đại khái giá cả tương đương. Tiêu phàm lập tức lắc đầu, đem chữ vật vòng tay tiện tay đi phía trước ném đi, nhét vào án vài phía trên, nhàn nhạt nói ra, thỉnh tiên tử thứ lỗi, không xem mạch không hỏi trần, tuyệt không kê đơn thuốc. Cô gái áo đen trên mặt sát khí ẩn hiện, lạnh lùng nói ra, thực đã cho ta không dám giết ngươi. Giết ngươi, cái kia ba dạng gì đó giống nhau là ta đích. Tiêu Phàm khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, hiện lên mỉm cười, lại không nói thêm gì nữa, chỉ là cánh tay trái cố chấp về phía vươn về trước ra, không có nửa điểm nhượng bộ ý tứ. Chương 1037 Hạo thần mặt trời lôi. Và chủ tu là công pháp gì? Vượt quá Tiêu Phàm dự kiến, cô gái áo đen đột nhiên hỏi ra một câu như vậy lời nói đến trên mặt sát khí cũng lập tức ẩn liếm không thấy, lại ẩn ẩn lộ ra một cổ chú ý thần sắc, tựa hồ vấn đề này đối với nàng mà nói, thập phần quan trọng hơn. Đồng dạng vượt quá cô gái áo đen dự kiến, tiêu phàm vậy mà không chút do dự phải trả lời nàng. Và hạ chủ tu chính là vô cực truyền thừa hạo nhiên chính khí. Và cực truyền thừa, cô gái áo đen hai hàng lông mày mãnh liệt dương lên, trong ánh mắt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, tựa hồ có chút không tin tưởng lắm. Và sao, Tiên tử nghe nói qua vô cực môn, Tiêu Phàm lại càng kinh ngạc, đi vào thoi ma giới nhiều năm như vậy, đây là đầu một hồi có người đối với vô cực truyền thừa, làm ra phản ứng. Và ai ngờ cô gái áo đen lại là một tiếng kêu đau đớn, sắc mặt trầm xuống. Dù là Tiêu Chân Nhân cơ trí vô song, trong khoảng thời gian ngắn, lại cũng khó có thể tác giải, không rõ cô gái này vì sao bỗng nhiên trở mặt. Tuy nhiên Tiêu Chân Nhân đã không còn là đồng nam tử cùng các loại mỹ nữ cũng đánh qua chút ít quan hệ, tại phương diện này, như trước, đồ ăn, đắc rất, xa xa chưa nói tới cái gì người trong nghề. Không ngờ cô gái áo đen tuy nhiên giận tái mặt đi, lại chậm rãi tiến lên, sơ lên chính mình cổ tay trái, nhìn cái dạng này, lại ý định lại để cho tiêu phàm vì hắn bắt mạch liễu tương đương. Nàng cái này tâm ý tình rốt cuộc là như thế nào biến ảo đích, tiêu phàm thật sao làm không rõ ràng. Cũng may hắn cũng nhìn ra được, cô gái áo đen tựa hồ cũng không chất chứa sát ý. Liền vào lúc này, ngay tại ngoài mật thất bên cạnh, một cái bén nhọn tiếng rít bỗng nhiên phóng lên trời. Tiêu phàm lập tức sắc mặt đại biến. Hắn nghe được đi ra, đây là bí chế vạn lý phù bị dẫn phát phát ra thanh âm. Đạo này vạn lý, phù vừa phát ra đi, một lát trong lúc đó, bảy đại tông môn tất cả nguyên anh tu sĩ cùng kim đan hậu kỳ tu sĩ đều bị kinh động lập tức theo bốn phương tám hướng hướng tại đây hội tụ mà đến cái này nguyên vốn là chuyên môn dùng để đối phó thiên hay tiên tử đích và bỉ tiêu phàm còn chưa kịp giải thích cô gái áo đen liền từ trong kẽ răng tóe ra như vậy hai chữ đến và hữu chậm đã tiêu phàm chỉ gọi đắc nửa câu trước mắt đã muốn trắng xóa một mảnh một cổ kỳ hàn khí tức đập vào mặt cơ hồ là lập tức tiêu phàm trong đầu liền hiện ra theo tính tu sĩ tử trạng bị trí âm chí hàn pháp lực lập tức đông cứng trái tim, bạo liệt mà vong. Nguy cấp thời điểm, tiêu phàm không kịp nghĩ lại, tâm niệm vừa động, huyền vũ giáp bắn ra, đón gió tăng vọt. Đảo mắt hóa thành ba thước lớn nhỏ thuẫn lá chắn giáp, che lấp tại chính mình trước ngực. Mặt khác bảo vật muốn tại đây lập tức kích phát ra đến, độ khó không nhỏ, luôn hội thoảng qua chậm nửa nhịp, duy chỉ có huyền vũ giáp cùng, đỉnh càn khôn, tuy nhiên không phải tiêu phàm bổn mạng pháp bảo, lại đi theo thời gian của hắn dài nhất, sớm đã cùng hắn tâm ý tương thông, chỉ cần tâm niệm vừa động. Bảo vật lập tức sinh ra phản ứng, cơ hồ hoàn toàn đồng bộ. Ngay sau đó, lại để cho tiêu phàm chấn động sự tình đã xảy ra. Huyền vũ thuẫn lá chắn vừa mới ly thể, liền là bị vẻ này kỳ hàn chi lực đông cứng. Nửa phần đều không thể động đậy, lập tức tâm thần chấn động, cùng huyền vũ giáp ở giữa thần niệm liên lạc. Lại bị cưỡng ép hiếp chặt đứt liếu tương đương. Cô gái áo đen thon dài bàn tay trắng nõn vừa nhấc, năm ngón tay kia. Đúng ngay vào mặt liền đem huyền vũ thuẫn lá chắn chảo tới, động tác mau lẹ vô cùng. Phách đạo dị thường. Cái này đương lúc, tiêu phàm nhưng căn bản chẳng quan tâm huyền vũ thuẫn lá chắn, một cổ cực độ nguy hiểm khí tức, đã cùng hắn gần trong gang tắc. Quát khẽ một tiếng. Và khôn đỉnh, bắn ra. Tại đây cấp bách nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, cái khác bảo vật cũng không đáng tin cậy, huyền vũ thuẫn lá chắn đã mất, tiêu phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp vận dụng Đỉnh Càn Khôn. Dùng hắn tu vi hiện tại, Đỉnh Càn Khôn bay ra bên ngoài cơ thể đồng thời, cũng đã bị hoàn toàn kích phát ra đến. Một đạo trắng xóa hàn khí, tiêm minh một tiếng, tựa hồ cực độ không cam lòng tựa như, đảo mắt đã bị Đỉnh Càn Khôn hấp thu đi vào. Đạo này hàn khí, cố nhiên là cô gái áo đen tế luyện nhiều năm đại sát khí, nhưng bất ngờ không để phòng gặp được, Đỉnh Càn Khôn, như vậy thần diệu khó lường không gian bảo vật, cũng là lập tức đã bị lấy đi dùng tiêu phàm thiên nhãn thần thông cao thâm tạo nghệ, vậy mà cũng không thấy rõ ràng hàn khí bên trong cái bọc là vật gì. Theo đạo này hàn khí bị, đỉnh càn khôn, lấy đi, một mảnh kia trắng xóa lạnh vô cùng âm vụ, đã ở trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. Cô gái áo đen hai hàng lông mày mãnh liệt dương bắt đầu đứng dậy, tựa hồ khó có thể tin. Cứ việc, đỉnh càn khôn, vừa ra tay tựu xây công, tiêu phàm cũng không dám có chút chủ quan trần chờ thân thể sau này bay ngược, trên người bạch sáng lóng lánh, huyền tinh giáp, di động hiện ra, đảo mắt liền đưa hắn cái bọc đắc nghiêm nghiêm thực thực, do phong độ nho nhã y thánh hóa thân thành uy phong lẫm lẫm chiến tướng. Khôi giáp phía trên, từng đạo ngân sắc lôi điện không ngừng lóng lánh, dây dưa cùng một chỗ, tựa hồ tại huyền tinh giáp bên ngoài lại bện ra một kiện hữu hình có thể, lôi giáp. Thủ đoạn một phen, viêm linh chi lưới kiếm nắm trong tay, pháp lực cuồng rót mà vào, đỏ thấm ngọn gió thoáng qua hóa thành màu lam nhạt, Trung quanh không khí bỗng nhiên trở nên cực nóng vô cùng. Cái này cô gái áo đen đã tu luyện chính là trí âm trí hàn công pháp, tiêu phàm liền một hơi cho mình bỏ thêm tầng 3 phòng hộ. Đây là hắn đặt chân nguyên anh cảnh giới về sau, lần đầu tiên cùng người chính thức giao phong. Ai ngờ tụ đụng phải như vậy một vị cường hãn đến biến thái đối thủ, vừa mới giao thủ, chấn giáo tam bảo một trong huyền vũ giáp đã bị người lăng không chiếm đi, tuy nhiên hắn lập tức hay dùng, đỉnh càn khôn, chiếm đối phương một kiện ám khí nhưng khách quan phía dưới, tự nhiên là sâu sắc đã rơi vào hạ phong. Cô gái áo đen là tay không đoạt hắn trí bảo, hắn lại muốn nhờ một kiện khác chấn giáo chi bảo tài có thể cướp lấy đối phương tiện tay phát ra ám khí, song phương tranh lệch, vừa xem hiểu ngay. Không hổ là đã từng thiên hay cung chủ, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thủ đoạn, quả thật rất cao minh. Mắt thấy tiêu phàm gặp nguy không loạn, liên tiếp phòng ngự thủ đoạn gọn gàng, cô gái áo đen hừ nhẹ một tiếng, thủ đoạn một phen, một thanh rất nhỏ thật dài, hắn mỏng như giấy chật vật kiếm di động hiện ra, dài nhọn năm ngón tay nhẹ nhàng cầm, mũi kiếm tà tà chỉ hướng mặt đất, nhẹ nhàng run rẩy phát ra cực kỳ rất nhỏ ong ong thanh âm và đem bà cái kia ba dạng gì đó giao ra đây, ta liền cho đem ngươi bảo vật trả lại cho ngươi. Cô gái áo đen gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm, tinh sao trong mắt tinh sáng lóng lánh, nghiêm nghị quát. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, đang muốn mở miệng lại bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi hoàng kim như ý tháp bắn ra, đảo mắt hóa thành lớn gần trượng nhỏ, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, một đạo thô như nước vạc màu vàng lôi điện, từ không trung tuôn trào mà hạ, ầm ầm một tiếng, đem thư phòng nóc nhà cả sốt bắt đầu đứng dậy, lôi điện bắn ra bốn phía. Như ý lôi quang tháp ngân quang lóng lánh, lôi hồ lập lè, đem những kia màu vàng lôi điện, hơn phân nửa đều hấp thu đi. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, dĩ nhiên mất đi cô gái áo đen tung tích. Và đạo Hữu người làm gì, giữa không trung vang lên vũ văn xung quanh gầm lên, bất mãn hết sức. Chỉ thấy trăm hùng quan tòa không, một trái một phải, cách xa nhau mấy trượng, lơ lửng lấy hai gã tu sĩ, bên trái vị kia, đúng vậy hạo ngày môn môn chủ huệ thiên hào, trong tay nắm một kiện kim chói hoàng kim lôi trùy, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, cái kia lôi trùy phía trên, thỉnh thoảng có màu vàng lôi điện lóng lánh không ngừng. Đứng ở bên phải thì còn lại là hoác đô tông tông chủ Vũ Văn Chu, chính nổi giận đùng đùng nhìn thẳng Huệ Thiên Hào, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Và như vậy không hỏi xanh đỏ đen trắng tự loạn ra tay, làm bị thương tiêu đạo hữu làm sao bây giờ. Huệ Thiên Hào cười hắc hắc, nói ra, Vũ Văn Huynh an tâm một chút chớ vội, tiêu đạo hữu thần thông tại phía xa bình thường Nguyên Anh sơ kỳ cùng trên đường, không biết khinh địch như vậy bị thương đích. Nói thì nói như thế, nhưng theo thần thái của hắn chung mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, hắn cũng không quan tâm tiêu đạo hữu an nguy. Tiêu phàm tổn thương cũng thế, không tổn thương cũng thế, một chút cũng không để tại trong lòng của hắn. Và môn chủ khen chật rồi, tiêu mỗ không có người nói lợi hại như vậy. Quý môn hạo dương thần lôi to như vậy uy lực, đạo hữu có lẽ hay là không cần phải tùy tiện phóng ra tốt. Phía dưới lôi điện tung hoành bên trong, vang lên tiêu phàm nhàn nhạt thanh âm. Nghe được đi ra, trước sau như một mây trôi nước chảy, khí độ ung dung tiêu y thánh, lúc này thật sự có chút tức giận liếu tương đương nếu không phải hắn người mang như ý lôi quang tháp loại này dị bảo, vừa rồi Huệ Thiên Hào cái kia hạo dương thần lôi nhô lên cao một kích, chỉ sợ cũng đã bị thương không nhẹ liếu tương đương. Từng nghe tuyên bố rõ ràng chân quân lời nói, hạo dương thần lôi, thái ất thần lôi, đều là đại danh đỉnh đỉnh trí dương thần lôi, uy lực mạnh, không gì sánh kịp. Cái này Huệ Thiên Hào biết rõ hắn tại hạ bên cạnh trong thư phòng, lại không có chút nào lưu thủ ý, trong lòng ngoan độc, không nói cũng hiểu. Huệ Thiên Hào lại không thèm để ý chút nào, vừa cười vừa nói tiêu đạo hữu quả nhiên là kiến thức rộng rãi, đáng tiếc Huệ nào đó cái này hạo thần mặt trời lôi là xuất từ hạo thiên tông chi nhánh, tuy nhiên cùng hạo dương thần nói hùa nguyên, chỗ rất nhỏ có lẽ hay là hơi có khác biệt. Cái kia yêu nữ quỷ kế đa đoan, Huệ nào đó không dám không toàn lực ứng phó, mong rằng tiêu đạo hữu thứ lỗi. Tiêu phàm tự phía dưới trong thư phòng phi thân lên, sớm đã thu như ý lôi quang tháp, sắc mặt lạnh nhạt, lại không nói được lời nào. Huệ Thiên Hào thần sắc tự nhiên, cũng là không thèm để ý chút nào. Dùng thân phận của hắn địa vị, Nguyên Anh Hậu kỳ đại tu sĩ cao thâm tạo nghệ, lại là theo hàng tỷ ở phía trong bên ngoài đại tế quốc mà đến, chút nào cũng không quan tâm phải trang đắc tội Kim Châu thành một gã Nguyên Anh sơ kỳ tuổi trẻ đồng đạo. Không chỉ nói vừa rồi hạo thần mặt trời lôi một kích, cũng không thật sự làm bị thương tiêu phàm, coi như là làm bị thương rồi, lại có thể thế nào. Tung tính toán cả cùng hắn trở mặt, hắn cũng nghiêm nghị không sợ, Vũ Văn Chu lại cấp cấp hỏi, tiêu đạo hiếu, làm sao ngươi giảng? Không có bị thương ha? Từ tiêu phàm cứu được Vũ Văn Quảng, hơn nữa bảo vệ hắn Nguyên Anh Kỳ Tu Vi, Vũ Văn Chu tự đối với tiêu phàm vài phần kính trọng, dụng tâm cùng hắn kết giao. Có như vậy một vị tuổi trẻ y thánh làm bằng hiếu, ngủ đều an tâm vài phần. Tiêu phàm bề bộn tức gật đầu đáp, cảm ơn Vũ Văn Tông Chủ quan tâm, khá tốt. Vũ Văn Chu nhẹ gật đầu, liền lại yên tâm bất quá vẫn là có chút cơn giận còn sót lại không tiêu, nhìn Huệ Thiên Hào liếc, trầm giọng nói ra, Huệ Đạo Hiếu, ta tuy nhiên đáp ứng ngươi cùng một chỗ đối phó thiên hay tiên tử, nhưng Huệ Đạo Hiếu tốt nhất cũng chú ý một ít, không cần phải tùy tiện ra tay, ngộ thương rồi chúng ta hoác sơn quốc đồng đạo, tránh khỏi dẫn phát rồi nhiều người tức giận, vậy thì không tốt lắm. Huệ Thiên Hào sắc mặt hơi đổi, hai đầu lông mày sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng sắc mặt giận dữ, hiển nhiên đã muốn thật lâu không người dùng loại này khẩu khí cùng hắn nói chuyện nhiều liếu tương đương. Bất quá người này không hổ là nhất môn chi chủ, tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, có được giãn được, này cổ sắc mặt giận dữ chỉ là một cái thoáng tức thì, lập tức ngửa mặt lên trời đánh cho cái ha ha, cao giọng nói ra, Vũ Văn Huynh bị chỉ trích rất đúng, huệ nào đó cũng là bắt yêu nữ quá mức nóng vội, lúc này mới thiếu chút nữa ngộ thương tiêu đạo hiếu. Ở chỗ này cho tiêu đạo hữu phối cái không phải, mong rằng hai vị đạo hữu đừng nên trách hắn đường đường một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, có thể như vậy phóng cúi người đoạn, Vũ Văn Chu tự cũng không nên nói cái gì nữa. chương 1038 tốt cao minh ẩn nạc thuật. Xa xa một đạo nhân ảnh bay vụt mà đến, đúng vậy Phương Phi Dương. Hắn là Kim Châu thành đệ nhất cao thủ, vừa tiếp xúc với đến vạn lý phủ báo động, lập tức hướng bên này phi độn tới, trước tiên chạy tới trăm hùng quan tòa không, nhìn thấy Huệ Thiên Hào cùng Vũ Văn Chu, không khỏi sướng sờ, Mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, nói ra, Vũ Văn Huynh, Huệ Môn chủ, hai vị sao còn sống lưu trong thành. Lúc trước triệu tập bọn hắn bảy đại tông môn người chủ trì họp về sau, Vũ Văn Chu cùng Huệ Thiên Hào liền dắt tay nhau mà đi, rời đi Kim Châu thành, nếu không muốn lại ở chỗ này nhìn thấy. Huệ Thiên Hào cười hắc hắc, nói ra, Phương Bang chủ, chúng ta lúc ấy nếu không làm bộ rời đi, cái này Yêu Nữ Yên dám mạo hiểm hiểm tiến vào Kim Châu thành. Có hai gã cùng giai đại tu sĩ tỏa trấn thiên hay tiên tử coi như là lại tự tin, cũng không dám xông loạn Kim Châu Thành. Phương Phi Dương cũng là nhất đại hào hùng, tự nhiên lập tức tự hiểu được. Chỉ là, minh bạch quy minh bạch, cũng không tỏ vẻ Phương Phi Dương hội thật cao hứng. Phú Văn Chu Huệ Thiên Hào hai người lập kế hoạch, ngay hắn vị này Kim Châu Thành đệ nhất nhân đều mông tại cổ lý, mơ mơ màng màng, không nói khinh người quá đáng, tối thiểu chưa nói tới tôn trọng hắn, cũng không còn như thế nào đem Kim Châu Thành bảy đại tông môn đương làm hồi sự chỉ có điều trong lúc này tự nhiên không phải truy cứu cái này thời điểm trong nháy hồng thiên cùng hai gã khác nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng theo các phương hướng bất đồng chạy tới nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng liếc trông thấy tiêu phàm không có việc gì hồng thiên lúc này mới yên lòng lại thật dài thở phào một cái và văn huynh huệ môn chủ yêu nữ đâu này ở nơi nào phương phi dương lập tức hỏi chuyện khác mà lại đều ác hậu trước giải quyết yêu nữ nói sau tất cả mọi người thần niệm chi lực toàn bộ triển khai, bốn phía siêu tầm, nhưng lại một điểm mánh khóe đều chưa từng phát hiện. Ngày đó hai tiên tử phảng phất đột nhiên hư không tiêu thất giống nhau. Như vậy vô tung vô ảnh, không khỏi cả đám đều âm thầm kinh ngạc không thôi. Mọi người tại đây, nhưng không có một người nào, không có một cái nào kẻ yếu. Cảnh giới thấp nhất tiêu phàm, cũng tuyệt không phải bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có thể so sánh đích. Huệ Thiên Hào cười lạnh một tiếng, nói ra cái này yêu nữ tự cao ẩn nạc vật rất cao minh cũng dám tại mắt của ta ra phía dưới ra vẻ hắc hắc quả nhiên là không biết sống chết nói xong dương một tay lên chung màu vàng lôi trùy từng đạo màu vàng lôi điện bỗng nhiên ở giữa không trung di động hiện ra giống như vạn lưu quy hải nhất loại hướng trong tay hắn màu vàng lôi trùy hội tụ mà đến vốn là bầu trời trong xanh thay đổi bất ngờ sấm sét vang dội khí thế rất kinh người phương phi dương Hồng Thiên bọn người liếc nhau, kìm lòng không được mà ngừng lại rồi hô hấp, nhìn không chuyển mắt mà nhìn thẳng Huệ Thiên hào cùng nhất cử nhất động của hắn. Mặc dù mọi người đều ở Nam Châu Đại Lục tu hành, nhưng Nam Châu Đại Lục thật sự quá lớn, Đại Tề Quốc cũng thực sự quá xa xôi, ở đây Nguyên Anh tu sĩ, bên ngoài xuất phân bơi cũng rất ít đi qua như vậy địa phương xa xôi. Ngẫu nhiên lộ quá, cũng là vội vã đích, cái này hay là đám bọn hắn lần đầu thấy tận mắt biết đến đến từ Đại Tề Quốc Nguyên Anh hậu kỳ Đại Tu Sĩ ra tay tiêu phàm lại càng thấy nhận thức thật cẩn thận. Theo Huệ Thiên Hào hội tụ lôi điện khí thế mà nói, xác thực cường đại tuyệt luân, làm cho người ta tạo thành áp lực. So Vũ Văn Chu còn muốn trầm trọng ba phần. Và, Huệ Thiên Hào một tiếng quát lớn. Chỉ thấy giữa không trung kim quang trói mắt, một đoàn cực lớn màu vàng lôi cầu mãnh liệt bạo liệt ra đến, oanh kích mà xuống. Một cổ nóng bỏng nguyên dương khí tứ tán bắn ra. Huệ Thiên Hào tự xưng hạo thần mặt trời lôi thoát thai tự hạo dương thần lôi tự nhiên cũng ẩn chứa nóng bỏng trí dương chi lực. cùng hổ trí dương lôi điện một oanh mà hạ, tiêu phàm nhà tiểu viện một tòa núi sơn. Tại màu vàng lôi điện phía dưới từng mảnh vỡ vụn, hóa thành cho bụi. Mọi người sớm đã toàn bộ tinh thần đề phòng, chỉ chờ thiên hay tiên tử vừa hiện thân, liền bất chấp tất cả, toàn lực ra tay. Đối phương đã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, lại bị buộc lên tuyệt lộ, một khi tình thế cấp bách dốc sức liều mạng, cũng không phải là đùa giỡn đích, không nghĩ qua là sẽ bị thương thậm chí vẫn lạc mà vong. Chỉ có ỷ vào người đông thế mạnh, tiên hạ thủ vi cường, đem nàng đả thương nặng nói sau. Đúng vậy, làm cho người trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện từng mảnh vỡ vụn dưới núi giả, không có cái gì. Không chỉ nói thiên hay tiên tử thân ảnh, quỷ ảnh cũng không trông thấy một cái. Ừm, chậm đã. Tựa hồ cũng không là không có cái gì. Giống như ở đằng kia một đống phá toái dưới núi đá lộ ra nào đó cổ hơi thở, cảm giác phi thường đặc dị. Huệ Thiên Hào khẽ giật mình, lập tức giận tím mặt, lần nữa dương một tay lên chung lôi trùy, sấm sét vang dội trong tiếng, vỡ vụn núi đá bị quét sạch không còn, Huệ Thiên Hào tay trái tìm tòi. Một khỏa phá toái đen nhánh viên châu bay vụt đến trong tay hắn. Cái này khỏa đen nhánh viên châu ước chừng chim bồ câu trứng lớn nhỏ, bởi vì vị trí dương lôi điện oanh kích, sớm đã rời ra phá toái, không được bộ dáng, nhưng như cũng lộ ra một cổ khí tức quỷ dị, chỉ cần một chút chuyên chú, lập tức cũng có chút đầu váng mắt hoa. Và là cái gì? Vang lên kinh hô thanh âm. Và hình như là thiên diện Nga trứng côn trùng. Hồng thiên hơi một tia nghi ngờ nói nói. Và mặt Nga trứng côn trùng. Không thể nào, làm sao có thể có lớn như vậy thiên diện Nga trứng côn trùng. Lập tức đã có người đưa ra dị nghị. Tiêu phàm khe khẽ thở dài, nói ra, đây đúng là thiên diện Nga trứng côn trùng hơn nữa là một loại biến dị thiên diện Nga, cùng bậc ít nhất tại tam giai đại thành. Loại này thiên diện Nga trứng côn trùng, biến ảo hiệu quả rất mạnh, là che giấu tai mắt người, chế tác thế thân khôi lỗi thượng giai tài liệu. Ở đây mọi người đều là không được đại nhân vật, vừa nghe tiêu phàm cái này giải thích, ở đâu còn có bất minh bạch đích, lập tức đồng loạt về phía Huệ Thiên Hào nhìn lại. Và nữ, Huệ Thiên Hào lập tức mặt đỏ tới mang tai, nghiến răng nghiến lợi mà mắng một câu. Bản ý của hắn, tự nhiên là nghĩ tại Kim Châu Thành bày cạo mặt trước hảo hảo lộ thượng thủ đoạn, kinh sợ thoáng một tí những này Tây Nam vắng vẻ chi địa đồ nhà quê. Ai ngờ lại bị thiên hay tiên tử hung hăng trêu đùa hí lộng một bả, trước mặt mọi người xấu mặt. Cái này mặt ném đến. Nhưng thiên diện Nga vốn là linh trùng bên trong ngoại tộc, tam giai đại thành thiên diện Nga lại càng giống như phượng mau lân rác giống nhau, cực kỳ khó tìm. Ai biết cái này yêu nữ vậy mà cất giấu bảo vật như vậy. Bị nàng trêu chọc một bả, tựa hồ cũng tình có thể nguyên. Vũ Văn Chu hỏi, Huệ Huynh, cái kia yêu nữ không tại nơi đây, cái kia rốt cuộc đi nơi nào? Giờ phút này Vũ Văn Chu trong nội tâm cũng lật lật không thôi. Nhưng hắn là cùng Huệ Thiên Hào đồng thời chạy tới nơi này, Huệ Thiên Hào không để ý tiêu phàm an nguy, không chút do dự động thủ thời điểm, hắn cũng thanh sở địa cảm ứng được phía dưới trong thư phòng, ngoại trừ tiêu phạm bên ngoài, còn có tên còn lại khí tức. Cái kia khí tức thâm bất khả chắc, rất rõ lộ ra cùng bọn họ đồng dạng đều là cùng giai đại tu sĩ nhưng mà trong nháy mắt người nọ đã không thấy tăm hơi tung tích khi bọn hắn hai vị cùng giai đại tu sĩ mí mắt dưới mặt đất trượt không còn thấy bóng dáng tăm hơi đây quả thực không thể tưởng tượng nổi tại không có tự mình kinh nghiệm trước kia vũ văn chu tuyệt không tin trên đời có như vậy thần hồ kỳ kỹ bởi vì này ý nghĩa nếu như người này muốn đánh lén hắn đem có thể giấu đến bên cạnh hắn rất gần địa phương, lại đột nhiên khởi sướng tập kích, làm hắn khó lòng phòng bị. Huệ Thiên Hào mặt âm trầm, cả giận nói, Vũ Văn Huynh yên tâm, cái này yêu nữ nếu như che giấu khí tức, giấu giếm được người ta mà nói, khẳng định trốn không xa, tự trốn ở kẻ bên này. Hiện tại chúng ta cũng không cần nóng lòng, chỉ cần đợi đạo hữu khác tụ họp về sau. Mọi người cùng nhau động thủ, đem cái này phạm vi mấy trăm trượng trong đều cho trở mình cái ngọn nguồn chỉ lên trời, không tin tìm không ra cái kia yêu nữ chỗ ẩn thân Từ khi bọn hắn đang khi nói chuyện Sớm đã có vô số đạo thần niệm chi lực Tại phạm vi mấy trăm trượng Trong phạm vi qua lại tuần tra vô số lần Đều đều không thu hoạch được gì Những người khác nhíu mày không nói Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu Nói ra như vậy chỉ sợ không ổn Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn sang Tiêu phàm nói ra Nếu như thiên hay tiên tử Có cái gì khác thần bí ẩn nạc vật Chỉ sợ cái này đoạn chờ đợi thời gian đã đầy đủ nàng chạy ra rất xa. Hay hoặc là nàng ẩn thân tại kề bên này, đến lúc đó mọi người đồng loạt ra tay, nàng tuy không còn chỗ ẩn thân, một khi tình thế cấp bách xốc sức liều mạng, nhưng cũng bất hảo ngăn cản. Cái này lời nói được uyển chuyển, Phương Phi Dương đợi đều vẻ sợ hãi mà kinh. Hôm nay hay tiên tử rõ ràng tại phía xa hàng tỷ ở phía trong bên ngoài, cùng Kim Châu Thành không hề liên quan. Muốn bắt bộ nàng, cũng là đại tề quốc chính đạo tông môn hôm nay lại làm không tốt sẽ tổn thương đến bảy đại tông môn nguyên anh cao thủ cái này tổn thất đến lúc đó tìm ai bồi thường dấu lớn thật sao rất oan uổng và môn chủ các ngươi đã đại tế quốc chính đạo tông môn ban xuống huyền thưởng lệnh đuổi bắt thiên hay tiên tử huệ môn chủ lại tự mình đuổi tới chúng ta hoắc sơn quốc đến có nên không ngay tìm được biện pháp của nàng đều không có a à. phương phi dương lập tức hỏi sắc mặt âm u đích đã muốn có phần có chút không vui Huệ Thiên Hào trước đó không trinh đắc bảy đại tông môn đồng ý, tự tự tiện đem chiến trường bày tại Kim Châu Thành, không khỏi khinh người. Đối với Phương Phi Dương trong nội tâm suy nghĩ, Huệ Thiên Hào nhất thanh nhị sở, vội vàng nói, Phương Bang chủ yên tâm, cái này yêu nữ bị chúng ta một đường đuổi giết, cũng sớm đã thân chịu trọng thương, đã không có nguyên anh hậu kỳ thực lực. Chúng ta nhiều như vậy đồng đạo tập trung ở lần này, nàng còn có thể lật lên bao nhiêu sóng gió đến. Nàng lần này, tuyệt đối là tự tìm đường chết trong lúc nói chuyện, lại có không ít nguyên anh tu sĩ lục tục từ khác nhau phương hướng chạy tới. Và đạo hiếu, không cần chờ đi à nha, có cái gì tuyệt chiêu tranh thủ thời gian xử đi ra. Vũ Văn Chu cũng nhịn không được nữa thúc giục một câu. Và, Huệ Thiên Hào nhẹ gật đầu, thủ đoạn một phen, một mặt khéo léo gương đồng di động hiện ra, này mặt gương đồng nhìn về phía trên cực kỳ cổ xưa, cũng không có thiếu thiếu tổn hại chỗ, nhìn qua có thể biết ngay, chính là là một việc đại có lai lịch bảo vật huệ thiên hào dương một tay lên đem mặt này gương đồng chộp trong tay miệng lẩm bẩm đang muốn thi triển cái gì pháp thuật lại chỉ nghe được tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên mọi người vội vàng hướng đông bắc phương hướng quay đầu nhìn lại chỉ thấy vài dặm bên ngoài một bóng người màu đen phóng lên trời từ giữa không trung một gã vội vã chạy đến tu sĩ kích bắn đi tốc độ cực nhanh không gì sánh kịp và cung thanh dương lệ đạo hiếu hồng thiên kêu lên tên kia vội vã hướng bên này chạy đến tu sĩ, cũng có nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, đúng vậy cung thanh dương cái kia mặt mũi tràn đầy sầu khổ, kỳ thực lại tâm ngoan thủ lạt lệ lão quái, trong tay nâng một cái hộp gấm, chờ mắt nhìn qua hướng chính mình kích xạ mà đến màu đen bóng người, lại là sợ hãi lại là phẫn nộ, ngày bình thường mặt mũi tràn đầy sầu khổ vẻ, đã sớm ném ra. Đến trời cao vân ngoại, trong miệng hét lớn một tiếng, một thanh màu đen cự kiếm bắn ra, đón gió tăng vọt, đoạt trước một bước hướng cái kia màu đen bóng người gấp bổ mà đi. Đáng tiếc đây hết thảy đều là phí công. Và mà một tiếng, chuôi này nhìn như uy mãnh vô cùng màu đen cự kiếm bị cô gái áo đen ống tay áo dương lên, tự cao cao cuốn bắt đầu đứng dậy, ở giữa không trung hoàn toàn mất đi khống chế. Trong nháy, cô gái áo đen liền lấn đến lệ lão quái trước mặt, quả nhiên là nhanh như thiểm điện, như quỷ giống như mị. Suối tay ra, liền đem lệ lão quái trong tay cái hộp gấm kia đoạt tới lệ lão quái sớm bị dọa đắc hồn phi thiên bên ngoài, ở đâu còn chú ý tìm được hộp gấm kia, toàn thân pháp lực giống như nổi điên hướng chân hạ rót đi, thân thể giống như mùi tên, bay vượt qua về phía sau nhanh chóng thối lui, lập tức liền rời khỏi một hai chục trượng xa. Cô gái áo đen cũng không truy kích, tay trái siết chặt, ba tương đương, một tiếng, hộp gấm kia tính cả bên trong sự việc, bị nhiết đắc nát bấy. Dưới chân độn quang mãnh liệt ra tốc, hướng không trung kích bắn đi, xem cũng không lại nhìn lệ lão quái liếc chương 1039 lôi độn thuật cùng phong độn thuật. Kim Châu trên thành không trải qua đặc biệt cường hóa cấm bay cấm chế, phản phất giấy giống nhau, bị cô gái áo đen không tốn sức chút nào mà xé mở một đường vết rách, bóng người lóe lên, liền là từ miệng tử trung phóng đi, hướng phía đông bắc phi độn mà đi. Và lớn mật, hét to trong tiếng, hơn 10 đạo độn quang ảo ảo hướng bên kia truy giết đi qua. Thật không nghĩ tới, ngắn ngủn một thời gian ngắn, cô gái áo đen vậy mà đã muốn lặng lẽ tiềm hành đến vài dặm bên ngoài. Tại hai gã cùng giai đại tu sĩ mí mắt dưới làm được điểm này, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Và sư đệ, người không sao chớ. Cung thanh dương trưởng giáo vô vi chân nhân nhoáng một cái đã đến lệ lão quái bên người, trầm giọng hỏi. Lệ lão quái là cung thanh dương trưởng lão. Lệ lão quái kinh hồn chưa định, lắc đầu, lập tức oán hận nói ra, ta lại là không có sự tình, đáng tiếc, truy phong cái này yêu nữ thật cay thủ đoạn. Vũ Văn Chu theo miệng hỏi, lệ đạo hiếu, người hộp gấm kia bên trong sự việc, chính là dùng truy tung khí tức nổi tiếng linh trùng, truy phong dấu lớn. Lệ lão quái nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy. Truy phong vừa mới có chút phản ứng, tựa hồ phát hiện cái gì, ta còn không kịp mảnh cha, cái này yêu nữ liền bỗng nhiên giết đi ra, đánh cho ta trở tay không kịp. Vô vi chân nhân có chút vuốt cằm, nói ra, may mắn mục tiêu của nàng là truy phong nếu không nghe lời dùng cái này yêu nữ ra tay chi tàn nhẫn lệ lão quái làm sao có thể bình yên vô sự đồng dạng là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới theo tính tu sĩ đúng vậy bị cái này yêu nữ một kích bị mất mạng phương phi dương nhìn về phía huệ thiên hào hỏi huệ môn chủ làm sao bây giờ người lén lút trốn ở kim châu thành chuẩn bị phục kích ngay cả ta cái này địa chủ cũng không thông báo một tiếng hôm nay còn không phải như vậy đi thiên hay tiên tử nếu như thế, Tổng muốn xuất ra cái chương trình đến mới được. Huệ Thiên Hào sụ mặt, nói ra, Vũ Văn Huynh đã muốn ban xuống hiệu lệnh, hoắc sơn trong biên giới. Xuyên quốc gia truyền tống trận hết thảy đóng cửa, bất luận kẻ nào không được tự tiện mở ra. Cái này yêu nữ đã muốn bị thương, không có truyền tống trận có thể dùng lời mà nói, nàng muốn rời khỏi hoắc sơn quốc, nhưng không dễ dàng như vậy. Vô luận nàng hướng phương hướng nào, Vũ Văn Huynh cũng đã sắp xếp xong xuôi ánh mắt, nàng không chạy thoát được đâu chúng ta nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ toàn lực đuổi bắt mệt mỏi cũng mệt chết đi được nàng phương phi dương lãnh đạm nói huệ môn chủ có phải là hiểu lầm chúng ta kim châu thành đồng đạo nhưng cũng không có đáp ứng muốn phối hợp huệ môn chủ toàn lực đuổi bắt thiên hay tiên tử đây là các người đại tề quốc chính đạo tông môn cùng thiên hay cung ân oán xin thứ cho chúng ta không muốn lẫn vào tiến đến huệ thiên hào cười hắc hắc nói ra phương bang chủ lời nói cũng không thể nói được như vậy tuyệt. Chúng ta đại tề quốc chính đạo tông môn ra tới mức thưởng, sợ sợ cũng không có thể tính toán quá thấp. Tung xem như Kim Châu thành bảy đại tông môn cùng đi phân, mọi người cũng có thể được đến không ít lợi ích thực tế. Phương bang chủ cùng chư vị đạo hiếu đều là thấu đáo chi sĩ, muốn cũng biết trên đời này cũng không có trời sập chuyện tốt. Huống hồ, cái kia yêu nữ đã tại hoắc Sơn quốc động thủ giết người, lại đây trăm hùng đường đi tìm tiêu đạo hiếu, các người bảy đại tông môn muốn không đếm xỉa đến, sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu như mọi người không thể đồng tâm hiệp lực, lại để cho cái kia yêu nữ tiêu giao bên ngoài, huệ nào đó tuy hội không công mà lui, chư vị thời gian. Tự thật có thể trôi qua sống yên ổn sao, không bằng đau nhức hạ quyết tâm, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà giải quyết hết cái này phiền toái. Đây cũng là một phen đạo lý. Hồng Thiên gật gật đầu, nói ra, Huệ Môn chủ lời ấy có lý, ta xem có lẽ hay là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã tốt. Nói xong, liếc tiêu phàm liếc. Cái này yêu nữ vốn là giết theo đạo hiếu, lại chuyên vào thành tìm đến tiêu phàm, tuy nhiên tạm thời còn chưa kịp hỏi thăm tiêu phàm cụ thể trải qua, nhưng nghĩ đến tổng không phải là cái gì chuyện tốt. Theo tính thu sĩ bị giết, còn không đến mức lại để cho tổn thương gân động cốt, nhiều nhất mặt khác tại Lê Hoa thành tìm một vị, đại lý thương, nguyện ý cùng việc buôn bán đại dược liệu thương không tại số ít nhưng mà một khi tiêu phàm xảy ra chuyện vậy thì làm bị thương căn bản liếu tương đương hôm nay tiêu phàm trong bang địa vị đúng vậy không người thay thế tung tính toán đinh sán trở về đều xa xa so ra kém tiêu phàm một cái đã muốn ngày mỏng tây sơn có vài chục năm thọ nguyên một cái mới vừa vặn bước vào nguyên anh kỳ như ngày mọc lên ở phương đông một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà giải quyết phiền toái hoàn toàn hợp lợi ích tiêu phàm cũng nhẹ nhàng vốt cằm Phương Phi Dương vẫn còn trầm ngâm. Lệ lão quái bỗng nhiên oán hận nói, muốn truy lời nói muốn tranh thủ thời gian, cái kia yêu nữ hướng thần Long Nguyên Phương hướng đi. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, Vũ Văn Chu kêu lên, lệ đạo hiếu, làm sao người biết cái kia yêu nữ hướng thần Long Nguyên Phương hướng đi. Và nàng tự cao tu vi cao thâm, một bà bóp chết ta truy phong, nhưng không biết cái này linh trùng cũng sớm đã cùng ta tâm thần tương thông, tuy nhiên chết, lại đem cái kia đặc thù khí tức nhiễm ở đằng kia yêu nữ trên người, chỉ cần nàng không có một hơi thoát ra ngàn dặm bên ngoài, ta liền cho có thể cảm ứng được đến. Lệ lão quái hầm hừ nói, và còn chờ cái gì? Huệ thiên hào không khỏi đại hỉ, kêu lên. Phương phi dương trầm ngâm nói ra, Huệ môn chủ, người khả năng không đại thanh sở thần Long Nguyên tình huống, nơi đó là một mảng lớn đầm lầy, độc trùng khắp nơi trên đất, không nghĩ qua là, coi như là chúng ta nguyên anh kỳ đạo hiếu cũng có thể có thể thân nhuộm kịch độc, chậm chế cứu chữa không kịp lời mà nói, liền có lo lắng tính mạng. Vũ Văn xung quanh nhi tử Vũ Văn Quảng, cũng là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chính là tại thần Long Uyên đầm lầy bị độc trùng cắn tổn thương, nếu không phải gặp được tiêu phàm, dưới mắt sớm đã tính khó giữ được tánh mạng. Huệ Thiên Hào trầm mặt, nói ra, chỉ sợ cái kia yêu nữ chính là hướng về phía điểm này mới hướng thần Long Uyên đi đích. Nếu là chúng ta không dám cùng đi qua, từ nay về sau, cái này yêu nữ chẳng khác nào có một cái vững chắc chỗ an thân. Thỉnh thoảng trở ra phục kích thoáng một tí, hoắc Sơn Quốc chỉ sợ vĩnh viễn không ngảy yên tĩnh liếu tương đương. Và huynh, truy a à, cái này phiền toái luôn muốn giải quyết đích. Hồng Thiên chậm rãi nói ra. Do so dự một chút, Phương Phi Dương rốt cục hạ quyết tâm, khẽ gật đầu, nói ra, dấu lớn. Tung tính toán có hai gã hậu kỳ đại tu sĩ tại, Kim Châu thành sự tình, cuối cùng nhất còn phải Phương Phi Dương mấy vị này quyết định ngày Vũ Văn Chu cũng không tốt bắt buộc đích. Hắn cái này đại minh chủ, đa số thời điểm là khởi cái phối hợp tác dụng. Phương Phi Dương cùng Hồng Thiên một làm ra quyết định, bảy đại tông môn mặt khác nguyên anh lão quái đều im lặng cho phép. Ở trước mặt người ngoài, bảy đại tông môn, nhất trí nguyên tắc, phải quán triệt thủy chung. Và suy suy, liên tiếp không ngừng liệt bạch trong tiếng, Kim Châu trên thành không cấm bay cấm chế bị xé thành thất linh bát lạc, hơn 10 đạo bóng người bay lên trời, Hướng phía đông bắc Thần Long Uyên đầm lầy phương hướng kích bắn đi. Rất xa, một đạo vạn lý phù hướng bên này kích xạ mà đến. Vũ Văn Chu một phát bắt được, thần niệm chi lực quét qua, liền là nói ra cái kia yêu nữ quả nhiên hướng Thần Long Nguyên đi. Huệ Thiên Hào không nói hai lời, toàn thân lôi lóng lánh, mãnh liệt nhanh hơn độn nhanh chóng, trong nháy liền đi đắc xa, đám đông đều vung ở sau người, hóa thành một cái chấm đen. Và độn thuật một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ như là đau răng giống như nói. Lôi độn thuật từ trước là tất cả độn thuật bên trong khó khăn nhất tu luyện một loại, nhưng sau khi luyện thành, độn nhanh chóng cực nhanh, cũng là khác tầm thường. Có một loại đồn đãi, nói đem lôi độn thuật tu luyện tới cực cao minh cảnh giới, thậm chí có thể tại cự ly ngắn trong thi triển thuấn di thuật. Cùng bình thường cận thân vật lộn cái gọi là thuấn di thuật khác nhau rất lớn, lôi độn thuật thuấn di, có thể lập tức thoát ra hơn 10 dặm bên ngoài, là bảo vệ tánh mạng thật tốt thủ đoạn cái này huệ thiên hào không hổ là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ lôi độn thuật đã tu luyện đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh vũ văn chu ha ha cười một tiếng thân thể nhoáng một cái ngay tại chỗ hóa thành một cổ cuồng phong cũng là lập tức tự thoát ra thật xa lập tức phương phi dương hồng thiên đợi nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng cùng thi triển thần thông chăm chú đi theo kim châu thành mặc dù không có hậu kỳ đại tu sĩ tỏa chấn lại cũng không thể khiến đại tề quốc đến đồng đạo khinh thường liễu tương đương Mọi người cứ việc đều là nguyên anh tu sĩ, nhưng hậu kỳ, trung kỳ cùng sơ kỳ tranh lệch, có lẽ hay là rất rõ ràng đích, chỉ cần tại độn nhanh chóng thượng, tự phi thường đơn giản mà phân ra cao thấp. Tiêu phàm hướng bên người thanh phu nhân cùng mã trưởng lão nhẹ nói nói, ta trước cùng đi lên xem một chút. Và sao? Thanh phu nhân cùng mã trưởng lão còn có chút trở lại thẫn thờ. Cái này đương lúc, tất cả mọi người đã muốn độn nhanh chóng toàn bộ triển khai, trước cùng đi lên xem một chút là có ý gì không đợi thanh phu nhân cùng mã trưởng lão mở miệng hỏi thăm, chỉ thấy một đầu uy mãnh đại bằng hư ảnh mãnh liệt theo tiêu phàm đỉnh đầu bay vút lên mà dậy, cái này đại bằng hai cánh ngân quang lóng lánh, thiết mỏ như cái móc, thần tuấn phi phàm. Ngửa mặt lên trời không tiếng động mà ngao một tiếng, trở về co rụt lại, hoàn toàn ẩn vào tiêu phàm trong cơ thể. Trong chớp mắt, tiêu phàm thân hình liền trở nên như có như không, bay bổng mà đi phía trước nhoáng một cái, tự bay ra hơn 10 trượng bên ngoài, tựa hồ hoàn toàn không cần tốn hao nửa phần khí lực. Lại lóe lên, liền đã đến trăm trượng bên ngoài, thân ảnh lại càng cơ hồ hoàn toàn ẩn vào trong gió, không thấy tung tích. Và phong dấu hình, tốt cao minh phong độn thuật. Hơn 10 người nguyên anh sơ kỳ tu sĩ lập tức hai mặt nhìn nhau, cơ hồ khó có thể tin. Phong độn thuật cùng lôi độn thuật đồng dạng, đều thuộc về đặc biệt khó luyện độn thuật, nếu như không phải trời sinh có được lấy đặc dị lôi linh căn cùng phong linh căn bản, quả quyết khó có thể tu luyện đại thành mà có được phong linh căn bản thể chất, so có được lôi linh căn thể chất còn muốn hiếm thấy. Và phu nhân, mã trưởng lão, không nghĩ tới tiêu đạo hữu là phong linh thể. Khó trách vừa mới tiến dai, thì có thực lực như vậy. Liền lập tức có người nói đạo, mang theo chút hít vị chua hương vị. Dưới mắt bọn hắn đoàn người cũng đã độn nhanh chóng toàn bộ triển khai, đem đều tự độn thuật thi triển đến cực hạn, tiêu phàm lại không tốn sức chút nào tự đưa bọn chúng lắc tại sau lưng, cái này mặt ném đến có chút đại. Bất kể là phong độn thuật có lẽ hay là lôi độn thuật, tóm lại là muốn dùng bản thân pháp lực với tư cách cậy vào đích, cái này chẳng phải là ý nghĩa, vừa mới tiến giai vị này tiêu y thánh, chẳng những y thuật xa so đoàn người cao minh, thực lực chân thật cũng tại phía xa bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ phía trên. Thanh phu nhân cười hắc hắc, nói ra, nếu không có như thế, lúc trước bổn bang cũng sẽ không tại hắn còn không có tiến giai thời điểm tự bái hắn vì khách khanh trưởng lão rồi bái một vị kim đan tu sĩ vì khách khanh trưởng lão, xem như mở bảy đại tông môn khơi dòng, lúc ấy còn kém điểm trở thành mặt khác sáu đại tông môn hài hước. Thanh phu nhân bọn người tuy vừa sợ lại bội, phương phi dương hồng thiên vô vi chân nhân đợi xa xa vượt lên đầu nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng bị bỗng nhiên ra hiện tại bên người tiêu phàm lại càng hoảng sợ. Cứ như vậy vô thanh vô tức theo sát đi lên, chấn định tự nhiên, nhìn về phía trên cũng không giống như như thế nào cố sức. Và hiền đệ, Hồng Thiên nhìn từ trên xuống dưới cùng mình sóng vai mà đi tiêu phàm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cứ việc hắn cũng biết tiêu phàm tiềm lực kinh người, vượt qua xa bình thường Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ có thể so sánh, nhưng vừa mới tiến dài mấy tháng, tự cùng bọn họ những này Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ sánh vai cùng, cũng có lẽ hay là vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Và đệ năm đó cơ duyên xảo hợp, tại độn thuật trên có chỗ lĩnh ngộ. Tiêu phàm cười cười, rất khiêm tốn nói chương 1040 thần Long Uyên đầm lầy. Trước sau như một yên lặng thần Long Uyên đầm lầy bỗng nhiên trở nên náo nhiệt lên. Vốn là ít ai lui tới đầm lầy mà, thoáng cái tràn vào đến mười mấy tên nguyên anh tu sĩ, đây là nhiều năm qua chưa bao giờ có cảnh tượng. Thần Long Uyên đầm lầy cơ hồ cũng tương đương với nhân loại tu sĩ cấm khu rồi, cái này tấm đầm lầy cùng vô biên vô hạn kéo dài nghìn vạn dặm đã ngoài tây nam man hoang thế giới tương đối mà nói, đương nhiên quy mô rất nhỏ, nhưng tại đây các loại độc trùng nhiều, nhưng lại làm kẻ khác khó lòng phòng bị, có rất ít người giao thiệp với qua thần Long Nguyên đầm lầy ở chỗ sâu trong. Qua nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gom góp một bộ nguyên vẹn thần Long Nguyên đầm lầy địa đồ, chứng minh đầm lầy ở chỗ sâu trong, còn có rất nhiều địa phương, từ xưa tới nay tựu không người giao thiệp với. Đảo là có người đã từng đến thần Long Nguyên, đã từng gặp cái kia một hoàng sâu không thấy đáy nước hồ. Nghe nói cái chỗ này nối thẳng Bắc Minh biển cả, uyên trung thường xuyên có biến hóa giao long hiện ra. Đương nhiên, cho tới bây giờ cũng không có ai chính thức tại thần long nguyên gặp được qua biến hóa giao long, nếu như gặp, trên cơ bản cũng đã trở thành giao long bụng chung mỹ món ăn, lại không có cơ hội đem chính mình phát hiện công chư tại chúng. Từ cổ chí kim, cái này chính là một nghe đồn mà thôi. Tại khó khăn lắm tiến vào thần long nguyên đầm lầy ở chỗ sâu trong trước kia, Huệ Thiên Hào cùng Vũ Văn Chu rốt cục truy lên trời hay tiên tử hóa thân cô gái áo đen. Trước đó, Huệ Thiên Hào khăng khăng thiên hay tiên tử đã muốn bản thân bị trọng thương, mọi người cũng chỉ là bán tín bán nghi. Nhất là cô gái áo đen chết ngay lập tức theo tính tu sĩ về. Sau, càng làm cho Kim Châu thành các tu sĩ trong nội tâm lật lật bất an, nhận định Huệ Thiên Hào tại cố ý lừa gạt mọi người. Một cái thân chịu trọng thương Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng đã như thế đắc, có thể chết ngay lập tức Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, nếu như nàng không việc gì thời điểm, cái kia trả đắc nhưng sự thật chứng minh huệ thiên hào còn thật không có nói dối trải qua thời gian dài truy đuổi mang thương trong người cô gái áo đen rốt cục hiển lộ ra vẻ mệt mỏi pháp lực không đông đảo bị huệ thiên hào cùng vũ văn chu hai vị này cùng giai đại tu sĩ đuổi theo cái này có điểm giống trên địa cầu phàm nhân thế giới tiến hành chạy marathon trận đấu vô cùng nhất khảo nghiệm một người thể lực cùng sức chịu đựng nửa phần đều làm không phải giả vờ nếu như là khoảng cách ngắn chạy nước rút còn có thể cắn chặt răng, đem thương thế cưỡng ép hiếp đè xuống, liều mạng một phen. Như vậy tính ra 10 vạn giảm phi độn xuống, lại là không có chút nào mưu lợi phương pháp xử lý. Trận này đại chiến kịch liệt vô cùng, nhưng lại không tiếp tục dài hơn thời gian. Cô gái áo đen rất rõ ràng, nàng trì hoãn không dậy nổi. Một khi ở chỗ này bị cuốn lấy, đợi cho phía sau Nguyên Anh Trung Kỳ cùng Sơ Kỳ Tu Sĩ liên tục không ngừng mà chạy tới, cái kia thật có thể chết không có chỗ chôn liếu tương đương tục ngữ nói tình thế cấp bách dốc sức liều mạng. Cô gái áo đen lúc này dùng bí pháp thúc dục trong cơ thể tiềm lực, tự bảo hai kiện thượng phẩm pháp bảo, đem Huệ Thiên Hào cùng Vũ Văn Chu bức lui, sau đó lại không tiếc hao phí bổn mạng chân nguyên, thi triển ra một loại cực kỳ quỷ dị thuấn di thuật, trong khoảnh khắc liền trốn ra hơn 10 dặm bên ngoài. Như vậy điểm khoảng cách, tự nhiên hoàn toàn không để tại hai gã hậu kỳ đại tu sĩ trong mắt, chỉ cần một lát. Huệ Thiên Hào cùng Vũ Văn Chu liền có thể đuổi theo. Nhưng cô gái áo đen đã cũng là đại tu sĩ, lại đã từng là đứng đầu một phái, chém giết kinh nghiệm chi phong phú, đó là không cần phải nói liễu tương đương. Tốn hao to như vậy một cái giá lớn, tự nhiên không chỉ là muốn chạy trốn ra như vậy hơn 10 dặm lộ trình, mà là muốn tranh thủ cái này một lát thời gian. Đợi Huệ Thiên Hào cùng Vũ Văn Chu tránh thoát pháp bảo tự bảo uy năng về sau, lại dùng thần niệm chi lực điều tra. Không ngờ phát hiện, cô gái áo đen hóa thành hơn 10 đạo phân thân hướng mấy phương hướng bất đồng, trốn chạy để khỏi chết đào mệnh đi. Cần gấp nhất chính là, Huệ Thiên Hào Vũ Văn Chu cách hơn 10 dặm bên ngoài, cũng hoàn toàn vô pháp phân chia, trong lúc này rốt cuộc người mới là thật thân. Thiên hay cùng các loại quỷ dị thủ đoạn, nhiều vô số kể. Huệ Thiên Hào không tự tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng cũng không cách nào khả thi. Nguyên cũng biết, muốn tiêu diệt giết một gã cùng hắn cùng giai đại tu sĩ, tuyệt không dễ dàng, những chuyện lặt vặt này mấy trăm năm lâu lão quái vật, ai không có vài cái bảo vệ tánh mạng tuyệt kỹ. Chỉ có điều đã đến lúc này, không chỉ nói Huệ Thiên Hào, coi như là Kim Châu thành bảy đại tông môn các tu sĩ, cũng không muốn buông tha cho như vậy thiên tái nan phùng cơ hội tốt liếu tương đương. Đại tu sĩ là đại tu sĩ, nhưng một cái thân chịu trọng thương, liên tiếp hao phí đại lượng bổn mạng chân nguyên bảo vệ tánh mạng đại tu sĩ, không có thể tựu đáng sợ như vậy mà hạo thiên tông cùng hạo ngày môn đợi chính đạo tông môn ban bố mức thưởng lại thật là khiến người động tâm tung tính toán dùng kim châu thành bảy đại tông môn hào phóng cũng khó có thể cự tuyệt như vậy hấp dẫn vũ văn chu chính miệng nói cho mọi người cái kia yêu nữ bị hắn đánh cho một cái nặng tay đoàn người không tin lắm qua được huệ thiên hào đối với vũ văn chu vẫn tương đối tin tưởng đích vô luận như thế nào vũ văn chu cũng là hoắc sơn tu chân giới đại minh chủ không có khả năng tại chuyện như vậy thượng nói dối kế tiếp tình huống, dĩ nhiên là đơn giản. Mọi người quyết định chia ra tính ra đường, đuổi giết cô gái áo đen phân thân. Mỗi một lộ đều có hai gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ dẫn đội, mấy tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tùy tướng, thực lực không thể bảo là không cường đại. Một khi đuổi theo cô gái áo đen chân thân, không cần phải liều mạng, chỉ cần cuốn lấy nàng là được, đồng thời kích phát vạn lý phù. Một khi hình thành vây kín, hôm nay hai tiên tử tận thế cũng đã đến có hai gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ lĩnh đội, hơn nữa mấy tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đồng hành, chỉ cần cuốn lấy một gã trọng thương đại tu sĩ, vô luận như thế nào xem, độ khó cũng không lớn. Lập tức thương nghị đã định, liền là chia nhau làm việc. Cả cái kế hoạch nhìn về phía trên thập phần hợp lý, cẩn thận, nhưng một khi thi hành, lập tức liền trạch hướng nguyên lai phương hướng. Cô gái áo đen huyến hóa ra đến hơn 10 đạo phân thân, trên cơ bản đều là đi ít ai lui tới nguy hiểm khu vực, trong đó không ít địa phương là chân chính cấm khu, cho tới bây giờ đều chưa từng có người tiến vào qua. Hoặc là nói, mặc dù có người đi vào, nhưng lại chưa bao giờ còn sống đi ra. Hôm nay ỷ vào người đông thế mạnh, lại tu vi cao thâm, đuổi giết đội ngũ không chút do dự mà chia nhau giết đi vào. Cái này trong ao đầm lại có cái gì cổ quái, cái này rất nhiều nguyên anh tu sĩ liên thủ nhất trí, chắc hẳn cũng có thể ứng phó được đến. Ngoại trừ bảy đại tông môn nguyên anh cao thủ, lục tục lại có mặt khác thành trì những bang phái khác nguyên anh các tu sĩ nghe hỏi chạy đến, gia nhập đuổi bắt trong đội ngũ. Đã có có sẵn tiện nghi, vì cái gì không chiếm. Huệ Thiên Hào nói được minh bạch, vô luận là ai bắt sống thiên hay tiên tử, lập tức có thể tìm được cái kia vô tận treo giải thưởng. Thậm chí bộ phận nguyên anh tu sĩ còn nghĩ môn hạ kim đan kỳ đệ tử cũng mang tới, cùng một chỗ đụng đại vật. Đối với cái này, bảy đại tông môn các tu tù sĩ tuy bất mãn, lại cũng khó có thể ngăn cản, chỉ có thể các hiển thần thông, tất cả bằng vận khí. Xem ai vận khí tốt, cuối cùng nhất hái đến cái kia khỏa đại quả đào. Nhưng còn chân chính biến cố, tại đuổi giết người mã tiến nhập cấm khu ở chỗ sâu trong về sau, dần dần tựu đã xảy ra. Không vì cái gì khác đích, tựu làm cho. Này cấm khu ở chỗ sâu trong các loại linh thảo linh dược cùng với thấy những điều chưa hề thấy các loại độc trùng cùng dị thú. Những địa phương này, lúc trước theo không có người chính thức đặt chân qua, bảo trì nguyên thủy nhất phong mạo, một ít tung xem như tương đối tầm thường linh thảo linh dược, có vạn năm đã ngoài dược tính, lập tức tự trở nên giá trị con người nhân, quý hiếm vô cùng. Tất cả đuổi giết đội ngũ, cơ hồ không hẹn mà cùng mà cải biến ước nguyện ban đầu, đem thiên hay tiên tử phân thân ném ra. Đến trời cao vân ngoại, đồng loạt mà chuyển hướng về phía những linh thảo này linh dược. Cũng có rất nhiều chuyển hướng những kia chưa bao giờ thấy qua độc trùng cùng dị thú. Thứ tốt, thật sự là đồ tốt thường ngày bọn họ là tuyệt đối không có khả năng duy nhất một lần tập trung cái này rất nhiều nguyên anh tu sĩ đến sông thần Long Nguyên đầm lầy đích. Lúc này đây, quả nhiên là ngoài ý muốn chi hỉ. Thiên hay tiên tử có thể hay không tìm được, sau khi tìm được cuối cùng nhất có thể hay không bắt sống, đoàn người một điểm nắm chắc đều không có, trước mắt những linh thảo này linh dược độc trùng dị thú, nhưng lại gần trong gang tắc, dễ như trở bàn tay, tại sao phải xá cận cầu viễn bỏ gần tìm xa thậm chí ngay thái độ kiên quyết nhất hồng thiên đã ở nhìn thấy tam giai đại thành dị trùng linh trùng về sau rốt cục thay đổi ước nguyện ban đầu ngược lại dẫn thanh phu nhân cùng tiêu phàm đuổi bắt cái kia dị trùng độc trùng đi mã trưởng lão lưu trong thành chưa cùng đến vô luận như thế nào trong bang cũng còn nhất định phải có một tên nguyên anh tu sĩ tỏa chấn mới được cùng bọn họ liên thủ hành động chính là bảy đại tông môn bên trong khác một bang phái cái kia mấy vị nguyên anh tu sĩ đối với độc trùng hứng thú không lớn lập tức liền cùng người mỗi người đi một ngả siêu tầm vạn nam linh dược đi không quá phận tay trước kia có lẽ hay là trao đổi vài câu ước định một khi có tình huống dị thường liền là dùng vạn lý phủ liên lạc lẫn nhau trước tiên thi dùng viện thủ tiêu phàm đối với cái này tuy nhiên thập phần không cho là đúng lại cũng không có mở miệng ngăn cản dù sao những tu sĩ này gần đây tự do tự tại quen đích cũng không phải nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội xuất hiện loại này chia rẽ giống như tình hình thật sự quá bình thường cho dù hắn muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được cuống hồ hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn không có ý định muốn ngăn cản hắn có tính toán của mình mấy ngày sau tiêu phàm tự biến thành một mình hành động cái này đầm lầy ở chỗ sâu trong tự giống như mê cung giống nhau rất dễ dàng thất lạc nhưng lúc này đây tách ra nhưng lại ba người thương nghị kết quả nguyên nhân là càng đi ở chỗ sâu trong đuổi theo các loại quý hiếm hiếm thấy độc trùng linh dược liền càng ngày càng nhiều thật sự khó có thể lấy hay bỏ, liền là tách ra, đều tự đuổi bắt linh trùng, tìm kiếm linh dược. Về phần thiên hay tiên tử, nhưng lại không bao giờ. Nữa tiêu nhắc tới, dù sao bọn hắn đuổi theo cái kia một đạo phân thân, cũng cùng bọn họ là cùng một cái tiến lên phương hướng, thủy chung đều có biểu hiện, cũng không sợ truy tìm. Đã có thể làm được lượng. Hay không lầm, đương nhiên là không còn gì tốt hơn nhất. Cái này một một mình hành động, Tiêu Phàm lập tức lấy ra hàng nhái trùng vương bình bát chén ăn của sư, lại tại bác phố bên trong để đặt đại lượng huyền mật luyện chế đan hoàn, lại giấy lên đặc chế hương liệu. Cái này một bộ tổ hợp, là Tiêu Phàm nhiều năm nghiên cứu khu trùng thuật lục lọi ra đến đích, đối với hấp dẫn các loại côn trùng, lại linh nghiệm bất quá. Trùng vương bình bát chén ăn của sư chính phẩm, vẫn luôn là cơ lụa mỏng thu lấy đích, hai người kết hợp về sau, cơ lụa mỏng chuyên môn vì hắn luyện chế ra một cái phỏng chế phẩm, hiệu quả tuy nhiên không bằng chính phẩm, nhưng cái này đầm lầy ở chỗ sâu trong, theo không có người đặt chân qua, bên trong linh trùng dị thú, tự nhiên cũng chưa từng chịu đựng qua như vậy hấp dẫn. Quả nhiên cái này mấy thứ gì đó một lấy ra, không dùng bao lâu thời gian, tự đưa tới vô số xà chuột cùng độc trùng, phía sau tiếp trước hướng bên này chen chúc mà đến, ào ào lọt vào tử vong trong cạm bẫy. Tam giai lưng sắt con bạo ngựa mang theo ba mươi mấy cấp hai con bạo ngựa, đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch thần long uyên đầm lầy linh trùng xà chuột tuy hung ác lại như thế nào là lương sát con bọ ngựa chi địch đa số đã thành con bọ ngựa bụng chung mỹ món ăn những kia hiếm thấy linh trùng tiêu phàm cũng bắt sống không ít những độc chất này trùng nọc độc độc tố đều là luyện đan chế thuốc thượng giai tài liệu vô luận chữa bệnh giải độc có lẽ hay là tăng tiến tu vi đều là đồ tốt không gì hơn cái này thứ nhất cái này đầm lầy ở chỗ sâu trong độc trùng xà chuột không lý do mà gặp một hồi hạo kiếp coi như là mệnh trung chú định nên có kiếp nạn này liễu tương đương. Audio điện tử võ tấn bền chương 1041 Hắc Vương Nhện Và ô, một đầu cực lớn Hắc Chi Chu, mở ra miệng lớn dính máu, một ngụm liền đem một đầu ngũ thải ban lan vàng, xanh, đỏ, trắng, đen cóc nuốt xuống. Và, Quảng Dương tử vội vàng không kịp chuẩn bị, một ngụm máu tươi phun sắp xuất hiện đến, sắc mặt thoáng cái biến thành vàng như nến sắc. Cái này năm quang gấm các hắn đào tạo nhiều năm, sớm đã tâm thần tương liên, hôm nay bị hắc phương nhện một ngụm nuốt mất, lập tức tác động tâm thần, trọng thương thổ huyết. Cái này năm quang gấm cắp là hắn dựa vào cấp độc chữa thương ẩn giấu thủ đoạn, tang ở chỗ này, tự nhiên vô cùng đau lòng. Thực tế quan trọng hơn chính là, đã không có năm quang gấm cáp, bọn hắn cái này vài người lập tức tụt xa vào đến cực độ nguy trong cục. Quảng Dương Tử một chuyến vốn là có 7 người, trong đó hắn và đơn nghĩa là Lăng Vân Tông Đích, mặt khác 5 người thì là phụ cận Minh Châu thành một gã nguyên anh tu sĩ, mang theo 4 gã kim đan kỳ đệ tử, cũng chạy đến Thần Long Nguyên đầm lầy đến đụng đại vận. Kết quả tại kẻ bên này, một đầu đánh lên một ổ Hắc Phương Nhện. Hắc Phương Nhện vốn là cực kỳ hiếm thấy độc trùng, chẳng những độc tính mãnh liệt, hơn nữa trời sinh tính hung tàn, một khi phát hiện con mồi, không đem giết chết ăn tươi, quyết không bỏ qua. Cái này một ổ hắc vương nhện, trong đó tam giai đại thành thủ lĩnh thì có một công một mẹ, những thứ khác độc chi chu, có 10 đầu cũng đã bước vào tam giai, cấp 2 độc chi chu, tác chính là có 5 sáu chục đầu nhiều, đây là một khổng lồ đắc vượt qua tưởng tượng nhện bầy. Tại đầm lầy bên ngoài, hắc vương nhện cũng lúc có qua lại, nhưng đều không có khổng lồ như thế tộc đàn, tối đa cũng chính là 7 tám đầu, 10 đầu. Cùng bậc cũng tương đối thấp, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một đầu tam giai đích, cũng đã rất khó lường đối với nhân loại tu sĩ mà nói, Hắc Phương Nhện có thể nói toàn thân là bảo. Hắc Phương Nhện nọc độc, có thể luyện chế các loại lợi hại ám khí, cũng có thể luyện chế các loại đan dược. Cái kia một thân cứng rắn vô cùng giáp xác thì là luyện chế tấm chắn cùng hộ thân khôi giáp thượng giai tài liệu. Về phần Hắc Phương Nhện nội đan, lại càng chân quý vô cùng. Đặc biệt nhất tự nhiên muốn tính ra Hắc Phương Nhện tơ nhện liễu tương đương. Hắc Phương Nhện tơ nhện cực kỳ cứng cỏi, có thể nói đao kiếm khó làm thương tổn, trải qua đặc thù xử lý về sau. Trước thành vải vóc, chính là luyện chế thiếp thân nội giáp tốt tài liệu, đối với các loại pháp thuật công kích đều có thượng giai phòng ngự công năng. Cho nên đại đa số tu sĩ chỉ cần nhìn thấy hắc phương nhiệt, sẽ không chút do so dự một đầu truy xuống dưới, nhất định muốn tiêu diệt chi cho thống khoái. Một đầu tam giai hắc phương nhiệt, chính là một số lớn linh thạch. Đạo lý này, mặc cho ai đều hiểu đích hiện nay một đống lớn một đống lớn linh thạch tựu trồng chất tại Quảng Dương Tử bọn người trước mắt, mấy vị này lại chỉ cảm thấy miệng đầy phát khổ. Quảng Dương Tử hòa đơn kết nghĩa bạn mà đi, trước hết nhất đụng phải bọn này hắc phương nhện cũng không phải bọn hắn. Mà là vị kia Minh Châu thành cổ tính Nguyên Anh tu sĩ cùng hắn bốn gã đệ tử. Cổ tính tu sĩ vừa thấy được bọn này hắc phương nhện quy mô, lập tức tự toàn thân đổ mồ hôi lạnh, trong chớp mắt liền trốn. Hắc vương nhện theo đuổi không bỏ, sau đó cùng với Quảng Dương tử đơn nghĩa đánh lên liễu tương đương. Bảy người lập tức lâm vào khổ trong chiến đấu. Tuy nhiên cái này một ổ hắc phương nhện cũng không có tứ giai trùng vương, cao nhất cũng chỉ là hai đầu tương đương với kim đan hậu kỳ cảnh giới tam giai đại thành độc chi chu. Nhưng linh trùng cảnh giới cùng sức chiến đấu, nhiều khi cũng không giáp với. Nhất là dùng chiến đấu tăng trưởng linh trùng, sức chiến đấu mạnh, tại phía xa cảnh giới phía trên. Bình thường mà nói, bất luận cái gì một đầu tam giai đại thành chiến đấu linh trùng, đều có thể khoa trương giai khiêu chiến rất cao cảnh giới nhân loại tu sĩ. Huống chi những này hắc phương nhện linh trí cực cao. Tại hai đầu trùng vương dưới sự chỉ huy, rất nhanh liền tạo thành vòng vây, đem quảng dương tử bọn người vây vào giữa. Cái kia hơn 10 đầu tam giai hắc phương nhện không ngừng hướng trong vòng vây phun nọc độc, còn lại năm sáu chục đầu cấp hai độc chi chu tắc chính là cố lấy bụng, cuồn cuộn không dứt về phía không trung bắn ra một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to tơ nhện. Ý đồ đem quảng dương tử bọn người chó chặt bắt đầu đứng dậy. Loại này chiến pháp rất lợi hại. Nếu như là một trọi một, hắc phương nhện càng lợi hại, quảng dương tử bọn người cũng không ý kỵ. Đánh không lại còn có thể trốn, nguyên anh tu sĩ đột nhanh chóng, cũng không phải là những độc chất này chi chu có thể đuổi đến thượng đích. Hiện nay hắc phương nhện chiếm cứ số lượng ưu thế tuyệt đối, đưa bọn chúng bao bọc vây quanh lại tiến hành không gián đoạn, công kích từ xa, quảng dương tử bọn người không có một thân bổn sự. Thập thành chung cũng có bảy tám phần thi triển không được, không thể không lên đỉnh đầu khởi động một cái vòng phòng hộ, liên tục không ngừng mà đem pháp lực rót đi vào, rồi mới miễn cưỡng chặn từ không trung nghiêng rơi vãi mà hạ độc dịch cùng tơ nhện. Gần kề chỉ là như vậy một vòng vây, cũng là không làm gì được đắc quảng dương tử đợi ba gã nguyên anh tu sĩ, cũng có thể dùng pháp bảo hộ thân, sông sắp xuất hiện đi, thuận tay còn có thể diệt sát vài đầu độc chi chu. Nhưng này hai đầu tam giai đại thành hắc vương nhiệt, nhưng vẫn đều ở nhìn chằm chằm, thấy bọn họ có cái phá vòng vây ý, lập tức liền không chút do dự phát động công kích. Tung xem như nguyên anh tu sĩ, cũng tuyệt không dám chính diện thừa nhận tam giai đại thành hắc vương nhiệt một kích toàn lực. Tại loại tình hình này hạ phá vòng vây, cái kia thật sự tranh thủ thời gian. Chỉ cần hơi có chỉ hoán, rơi xuống đơn, bị vài đẳng cấp cao linh trùng đồng thời công kích, không chết cũng phải lột lớp ra. Nhưng mà hiện tại loại này đấu pháp, bọn hắn lại trên căn bản là ở vào quang bị đánh không hoàn thủ hoàn cảnh. Cho dù là bọn họ tu vi cao tới đâu, pháp lực cũng cuối cùng có hao hết thời điểm, một khi pháp lực hao hết, thì phải là tử kỳ đến. Không chỉ nói cái kia vài tên kim đan tu sĩ tuyệt không may mắn lý, coi như là ba gã nguyên anh tu sĩ, hơn phân nửa cũng chạy trời không khỏi nắng. Như vậy rằng có một hai canh giờ, vòng phòng hộ càng co lại càng nhỏ một cái sơ sẩy thì có nọc độc thông qua vòng phòng hộ bạc nhược yếu kém nơi nghiêng rơi vãi mà hạ lập tức liền có một gã kim đan tu sĩ chúng độc bỏ mình những người khác trên người cũng lây dính không ít nọc độc nguyên một đám luống cuốn tay chân vừa muốn vận công chống cự độc tố vừa muốn trèo chống vòng phòng hộ không bị công phá lập tức pháp lực tiêu hao tốc độ sâu sắc nhanh hơn mắt thấy không phải đầu quảng dương tử cũng bất chấp coi trọng của mình vội vàng lấy ra năm quang gấm cáp vì mọi người liệu độc. Thân là Lăng Vân các thủ tịch đại lang ở bên trong, Quảng Dương Tử so bất luận kẻ nào đều tin tưởng Hắc Vương nhện nọc độc độc tính có nhiều liệt. Cái này của tính tu sĩ cùng các đệ tử của hắn tuy cùng hắn không hề giao tình, dưới mắt nhưng lại kể vai chiến đấu minh Hữu Một khi cái kia vài tên kim đan tu sĩ kể hết độc dậy thì vong, còn lại bọn hắn ba gã nguyên anh tu sĩ, càng thêm chi chống đỡ không được bao lâu. Ai ngờ năm quang gấm cáp vừa mới lấy ra, cũng không dựa theo hắn chỉ lệnh vì cái kia vài tên tu sĩ hấp thu nọc độc, ngược lại hùng hổ hướng hắc vương nhện đánh tới. Quảng Dương Tử lúc này mới nhớ tới, năm quang gấm cắp cùng tất cả nhện loại đều là tử địch, song phương chỉ cần vừa chạm mặt, lập tức chính là một hồi đại chiến, không chết không ngớt. Chính mình nhất thời tình thế cấp bách, đảo đã quên cái này mảnh vụn gốc. Đợi Quảng Dương Tử ý thức được tình hình không đúng, đầu kia năm quang gấm cáp đã bị mẫu chi chu một ngụm nuốt vào, hài cốt không còn, và huynh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Đơn nghĩa một bên hướng vòng phòng hộ trung rót vào pháp lực, vừa hướng Quảng Dương Tử kêu lên, thần sắc hồn hền. Đại gia hỏa vốn hứng thích thú đầu đến đuổi bắt yêu nữ, vốn tưởng rằng vận khí tốt lời mà nói, nói không chừng có thể tìm được ngày đó giá treo giải thưởng. Ai ngờ ngay yêu nữ bóng dáng đều không thấy, ngược lại tại đây hoang dã trong ao đầm, bị một đám không biết không thức chi chu vây khốn, không nghĩ qua là tự muốn trở thành chi chu khẩu trung mỹ thực. Đơn Nghĩa tưởng tượng qua chính mình vô số trùng chồng chết kiểu này, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia sẽ chết tại chi chu răng nhọn phía dưới. Quả thực chính là vui đùa. Và phát một vạn lý phù. Quảng Dương Tử đem cuồng sông tới thứ hai ngụm máu tươi dùng sức nuốt xuống, cắn răng kêu lên. Đơn Nghĩa nói ra, sư huynh, tờ thứ nhất vạn lý phù đã muốn phát qua rồi, tại đây địa thế chỗ chúng, sương mù nặng nề, chỉ sợ phát ra ngoài cũng không có người có thể thu được trong giọng nói cực kỳ buồn nản và cũng muốn phát quảng dương tử cắn răng nói ra dưới mắt phán này mặt ngoại trừ phát phán lý phủ cầu viện đã muốn không có biện pháp khác liếu tương đương và đơn nghĩa cũng cắn răng nhẹ gật đầu thủ đoạn một phen một màu vàng bùa di động hiện ra đơn nghĩa tay trái niết quyết miệng lẩm bẩm phải giơ tay lên một châu bắn ra cái kia cái phủ lục tác chính là theo sát phía sau và mà một tiếng vừa mới lao ra vòng bảo hộ liền bạo liệt mà mở, một cổ giữ dần nguyên dương khí hướng bốn phía khuếch tán mà mở, lập tức đem vòng bảo hộ phía trên rậm rạp chẳng chịt mạng nhện nổ tung một cái động lớn, vạn lý phù liền từ cái này không chung bắn ra, tại giữa không trung trung hóa làm một đoàn vàng tươi liệt diễm. Và CKIT, T, T, đầu kia tam giai đại thành công chi chu miệng rộng mở ra, một đạo lè lè tỏa sáng tơ nhện hướng về không trung vạn lý phù bắn thẳng đến ra. Bình thường chi chu tơ nhện đều là theo trong bụng phun ra, cái này hắc phương nhện tơ nhện nhưng có thể theo trong miệng phun ra. Xem ra cái này độc chi chu linh trí quả thực không thấp, tựa hồ cũng biết cái này vạn lý phù là cầu cứu tín hiệu, muốn ngăn cản lại. "Và sinh, ngươi dám?" Quảng Dương tử giận dữ, tay vừa nhấc, một thanh tinh quang lập lòe lợi kiếm di động hiện ra, đón gió tăng vọt, hóa thành cao vài trượng cử kiếm, kẹp lấy lôi đình vạn quân uy thế, gào thét lên hướng cái kia hắc vương nhện nhanh chém mà đi cái kia hắc Phương nhện không thèm để ý chút nào, tám cái bụng đủ bên trong một nâng lên lui tới trước bắn ra, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, chuôi này nhìn về phía trên hùng hổ cự kiếm, lập tức đã bị đánh bay rồi trở về, nhưng hắc Phương nhện chân trước cũng bị trọng thương, cơ hồ bị từ đó hết thảy đoạn, màu ngà sữa chất lỏng, không dứt tuôn ra. Hắc Phương nhện giận dữ, bất chấp cái kia vạn lý phù, chi chi, một hồi gọi bậy, miệng rộng mở ra, một cổ mặc lục sắc mang theo hơi thở tanh hôi nọc độc, hướng trong vòng vây Quảng Dương Tử bọn người kích bắn đi. Quảng Dương Tử mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, tay phải năm ngón tay thay đổi liên tục, từng đạo óng ánh kiếm quang bắn ra, trong khoảnh khắc tụ hợp thành một tòa kiếm trận, phi tốc xoay tròn, một cổ vòi rồng tịch đi lên, đem cái kia đại cổ nọc độc cuốn đắc tứ tán phi dương. Cái kia vạn lý phù ở giữa không trung ầm ầm nổ tung, hình thành vô số thật nhỏ quang điểm, hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi. Quảng Dương tử cử động lần này triệt để chọc giận những kia tam giai độc chi chu, hai đầu trùng vương lĩnh đầu, thay đổi lúc trước muốn vây hãm tử bọn hắn đấu pháp, đồng thời hướng trong vòng vây phun ra đại cổ đại cổ nọc độc, không ngừng chi chi, gọi bậy, hiển nhiên là muốn muốn mạnh mẽ công phá bọn hắn vòng phòng ngự tử, nhất cử đem cái này vài tên người đáng ghét loại tu sĩ toàn bộ tiêu diệt. Chiến đấu lập tức trở nên dị thường kịch liệt. Và, một phút đồng hồ không đến, một tiếng thê lương kêu thảm tại trong vòng vây vang lên, chỉ thấy một gã kim đan tu sĩ bị công chi chu trong miệng nhổ ra tơ nhện triền trụ eo, mãnh liệt nhất quyền, không đợi cái kia kim đan tu sĩ làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị cuốn trở về, rơi vào đến độc chi chu miệng lớn dính máu bên trong. Và sát răng rác, một hồi giòn vang, tên kia kim đan tu sĩ lại bị độc chi chu cắn đắc nát bấy, nuốt nuốt xuống, thật sao thành độc trùng bữa ăn ngon. Dù là Quảng Dương tử đơn nghĩa bọn người kiến thức rộng rãi, đã trải qua vô số sóng to gió lớn, thấy thế cũng sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh gợn sóng mà xuống. Chương 1042 đại hiển thần uy. Và huynh, lại đánh như vậy xuống dưới không được. Quảng Dương tử vang lên bên tai đơn nghĩa truyền âm thanh âm. Và định làm như thế nào? Đơn nghĩa âm hiểm nói, đều là Minh Châu thành những cái thứ này đem Hắc Vương nhện đưa tới đích, chúng ta không cần phải xen vào sống chết của bọn hắn liễu tương đương. Liều mạng hao tổn chút ít nguyên khí, Chúng ta sử dụng kiếm trận làm yểm hộ, lao ra. Chỉ cần chúng ta lao ra rồi, những này chi chu không biết đuổi theo đích. Quảng Dương Tử ánh mắt sẽ cực kỳ nhanh hướng bên kia cổ tính tu sĩ thầy trò mấy người miết một chút, khẽ gật đầu. Những này hắc vương hiện tại linh trùng bên trong tuy xem như linh trí tương đối cao đích, nhưng côn trùng chính là côn trùng, tại không có triệt để mở ra linh trí trước kia, tuyệt đối không thể có thể cùng nhân loại đánh đồng. Chỉ cần đoạt tại cổ tính tu sĩ thầy trò trước kia lao ra lớp lớp vòng vây, cái kia có thể thoát ly hiểm cảnh. Lưu tại nguyên chỗ những người kia mới được là côn trùng mục tiêu cuối cùng nhất. Và như thế, phải xuất kỳ bất ý, đồng thời phát động. Khơi khoảnh, Quảng Dương tử trầm giọng nói ra. Và cái tự nhiên, hai người vốn là sư huynh đệ, đồng môn mấy trăm năm lâu, sớm đã tâm ý tương thông, hết sức ăn ý. Và Dương đạo trưởng, hiện tại như thế nào cho phải? Bên này chính đang bí mật thương nghị, bên kia vang lên cổ tính tu sĩ lo nghĩ vạn phần thanh âm. Chính hắn cùng vài tên đệ tử đô chúng Hắc Phương nhận chi độc, tuy nhiên vội vội vàng vàng nuốt giải độc đan dược, cũng chỉ là thoảng qua lùi lại độc tính phát tác thời gian, muốn giải độc tự nhiên hay là muốn đúng bệnh đan dược. Quảng Dương tử là Lăng Vân các thủ tịch đại lang ở bên trong, tại Kim Châu thành cũng tiếng tăm lừng lẫy thần y, cổ tính tu sĩ tự nhiên hướng hắn cầu viện. Và đám bọn họ đã muốn phát phản lý phù cầu viện chỉ cần lại kiên trì một hồi, viện binh khẳng định đi ra. Nơi này có vài khỏa giải độc đan dược, các ngươi trước cầm lấy đi ăn vào. Quảng Dương Tử nói xong, ống tay áo run lên, một cái bình ngọc hướng cổ tính tu sĩ bay nhanh mà đi. Cổ tính tu sĩ đại hỉ, vội vàng tiếp được bình ngọc. Luôn miệng nói, đa tạ đạo trưởng. Vội vã đổ ra một khỏa đan dược, ném vào chính mình trong miệng, lại đem bình ngọc đưa cho bên người đệ tử. Và huynh dấu lớn, ngay tại Minh Châu thành tu sĩ vội vã dùng giải độc đan dược thời điểm, đơn nghĩa trong miệng quát khẽ một tiếng, một thanh dài ba xích óng ánh trường kiếm, tự trên lưng hắn vừa bay ra, đón gió tăng vọt, hóa thành hơn 10 trượng chi cự. Hướng về trái phía trước không quan tâm, một kiếm bổ xuống. Một kiếm này mục tiêu công kích, cũng không phải cái kia hai đầu tam giai đại thành chi chu vương, tại cái phương hướng này, cũng chỉ có một đầu vừa mới bước vào tam giai hắc vương nhện cùng mặt khác vài đầu cấp hai độc chi chu, là vòng vây yếu kém nhất khâu. Một kiếm bổ ra, chút xuống đơn nghĩa toàn lực, thậm chí không tiếc trực tiếp vận dụng bổn mạng chân nguyên, uy lực to lớn. Không gì sánh kịp. Linh trùng tuy cường hãn, thực sự không ngu ngốc, mắt thấy một kiếm này khí thế như vậy rào rạt, thấy không thể cứng rắn, ngạnh, ngăn cản. Chi chi, trong tiếng, ao ao hướng hai bên bỏ chạy. Đơn nghĩa tranh giành đúng là cái này lập tức quang cảnh, dưới chân độn quang cùng một chỗ bắn ra, Quảng Dương tử theo sát phía sau, hơn 10 thanh phi kiếm tạo thành một cái kiếm trận, xoay tròn như luân. Từng đạo vòi rồng bay múa, ở sau người tạo thành một đạo kiếm trận bình chướng. Sư huynh đệ hai người một trước một sau, phá vòng vây mà đi. Cổ tính tu sĩ cũng là đã sống mấy trăm năm lão quái vật, cơ hồ là trong nháy mắt liền minh bạch ý của bọn hắn, không khỏi giận tím mặt, mắng thật không biết xấu hổ. Chỉ là Quảng Dương Tử Hòa Đơn nghĩa hai người phối hợp thập phần tinh diệu, cổ tính tu sĩ muốn cùng khi bọn hắn về sau phá vòng vây, nhưng lại bỏ lỡ tốt nhất thời cơ, bất quá thoáng qua trong lúc đó, những kia côn trùng liền đem lỗ hồng bổ sung liễu tương đương. Hơn nữa Quảng Dương tử hòa đơn nghĩa hai người sở tác sở vi, rõ ràng đem côn trùng cuối cùng một điểm kiên nhẫn đều ma điệu liễu, liều lĩnh về phía như trước vây ở trong vòng vây cổ tính tu sĩ bọn người mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Cổ tính tu sĩ bọn người kiệt lực ngăn cản, ngay mở miệng mắng chửi người thời gian đều đằng không được liễu tương đương mà may mắn chạy ra khỏi vòng vây Quảng Dương tử sư huynh đệ hai người, tình hình cũng cũng không khá hơn chút nào. Một mực nhìn chằm chằm, trên cơ bản án binh bất động, với tư cách, sự bị đội, hai đầu tam giai đại thành trùng vương, tráng kiện bụng đủ trên mặt đất khẽ trống, cực đại thân hình bay vụt mà dậy, đồng thời miệng rộng mở ra, phụt lên ra vô số sáng tinh tinh tơ nhiệt, trong khoảnh khắc ở giữa không trung tạo thành một mạng nhiệt, hướng Quảng Dương tử hai người bao phủ mà xuống những này tơ nhện mặt ngoài lóng lánh lấy một tia đen kịt sáng bóng, rất rõ ràng hỗn hợp có không ít nọc độc. Và, trước mở đường đơn nghĩa hét lớn một tiếng, ngón tay một điểm chuôi này hơn 10 trượng cự kiếm, liều lĩnh về phía cái kia trải rộng nọc độc mạng nhện bay đi. Và, một tiếng vang nhỏ, cự kiếm không tốn sức chút nào, xuyên thủng mạng nhện. Hoặc là nói, cự kiếm trực tiếp theo mạng nhện trong khe hở xuyên ra ngoài. Và tốt, trong chốc lát, đơn nghĩa sắc mặt thoáng cái trở nên thương trắng như tờ giấy, luống cuống tay chân muốn lại tế ra mặt khác bảo vật để ngăn cản cái kia nhô lên cao bao phủ mà ở dưới mạng nhện, lại ở đâu còn kịp. Theo sát phía sau Quảng Dương Tử tự nhiên cũng lập tức đã nhận ra nguy hiểm, là kiếm trận của hắn là phụ trách cản phía sau đích, ngay đơn nghĩa cũng không kịp tế ra tân pháp bảo, hắn thì càng gia tăng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia mang theo kịch độc mạng nhện trực tiếp rơi đem xuống. Liền tại đây nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, chói mắt chói mắt màu lam nhạt vầng sáng, từ đàng xa bay vụt mà đến, xa xa mà, đơn nghĩa cùng Quảng Dương Tử Đô cảm nhận được vẻ này nóng bỏng khí lãng. Và sắc bén tinh viêm chi lực. Quảng Dương Tử Hòa đơn nghĩa cơ hồ đồng thời trong lòng phát ra một tiếng thét kinh hãi, trong mắt lập tức lóng lánh nổi lên hưng phấn sáng bóng. Hắc Phương nhện tơ nhện đối với các loại pháp thuật công kích có rất mạnh lực phòng ngự, duy chỉ có đối với tinh viêm chi lực không hề kháng cự chi năng. Dù sao tơ nhện còn không có trải qua đặc biệt rèn luyện, không có gia nhập chống cự tinh viêm chi lực tài liệu khác. Và một thanh âm vang lên qua, Quảng Dương tử hòa đơn nghĩa chóp mũi nghe thấy được một cổ canh hôi khí, đúng vậy vật kịch độc xa rời hỏa tinh viêm thiêu đốt vọng lại khó nghe khí tức. Cái kia bao phủ mà ở dưới mạng nhiệt, trong khoảnh khắc tự trở nên rời ra phá toái, không được hình dạng. Quảng Dương tử hòa đơn nghĩa dù sao cũng là thành danh nhiều năm nguyên anh tu sĩ, tranh đấu kinh nghiệm phong phú vô cùng, có điểm này giảm sóc thời gian, sư huynh đệ lưỡng đồng thời tế ra hơn 10 thanh phi kiếm, tạo thành một cái loại nhỏ kiếm trận, đem hai người đều che đậy ở bên trong, tung trên người không chung, lúc này mới cúi đầu nhìn xuống đi. Chỉ thấy phía tây phía chân trời, một đạo tuyết trắng bóng người bay vụt mà đến, người mặc trắng muốt chiến giáp, cầm trong tay một hỏa hồng sắc cường cung. Tay phải lăng không sờ, một chi hồng mang trói mắt ly hỏa mũi tên liền là di động hiện ra. Khoảng cách nhận thức tại trên dây, cung như trăng rằm. Mũi tên phát giống như lưu tinh. Tại ly hỏa mũi tên bắn ra trong nháy mắt đó, đã muốn do tươi đẹp màu đỏ biến thành hơi mờ màu lam nhạt. Nóng bỏng nhiệt độ cao, thậm chí đem ly hỏa mũi tên bắn qua nơi không khí đều thiêu đốt đắc vặn vẹo bắt đầu đứng dậy. Trắng noãn mũ bảo hiểm phía dưới, là một trương tuấn lãng phi phàm tuổi trẻ khuôn mặt. Và phàm, Quảng Dương tử hòa đơn nghĩa liếc nhau, lại là giật mình lại là xấu hổ. Lại không nghĩ tới, tại cái này trong lúc nguy cấp, dĩ nhiên là tiêu phàm chạy tới cứu bọn hắn. Thứ hai rời ra hỏa tiến mục tiêu, nếu không phải cái kia hai đầu dương nanh múa vuốt tam giai chi chu vương, mà là mặt đất đang điên cuồng hướng cổ tính tu sĩ thầy trò vây công mặt khác hắc vương nhện. Tại mấy chục đầu hắc vương nhện vây công phía dưới, cổ tính tu sĩ thầy trò đã muốn mồ hôi đầm đìa, đỡ trái hở phải, nguy tại sớm tối. Ly hỏa mũi tên nơi đi qua, mặt đất bị nóng rực nhiệt độ cao trước ra một đảo hắc sắc rãnh sâu, lúc này có hai đầu cấp hai hắc phương nhện tại dưới nhiệt độ hóa thành cho tàn. Còn lại hắc phương nhện chấn kinh phía dưới, thế công vì một trong trì hoãn. Tiêu phàm phải giơ tay lên, một tòa vài tấc cao tinh xảo hoàng kim bảo tháp bắn ra, đón gió lớn lên, khoảng cách hóa thành mấy trượng lớn nhỏ cự tháp. Ở giữa không trung ầm ầm xoay tròn lấy, từng đợt lôi quang kích xạ mà hạ, lập tức tiếng sét đánh thanh âm, tanh hôi khí mọi nơi tràn ngập. Không biết có bao nhiêu hắc phương nhện tại lôi điện phía dưới bị thương chết đào mắt như ý lôi quang tháp ngay tại cổ tính tu sĩ thầy trò mấy người trên không dừng lại một lòe lòe sáng lên lôi võng chút xuống xuống đem cổ tính tu sĩ bọn người cùng hắc phương nhện ngăn cách ra sớm đã sức cùng lực kiệt thầy trò mấy người rốt cục có thể thở một cái liễu tương đương và người rốt cuộc tu luyện công pháp gì quảng dương tử hòa đơn nghĩa lần nữa liếc nhau trong nội tâm đồng thời bay lên nghi vấn như vậy bề ngoài giống như tiêu phàm đã từng bày ra qua không thua nguyên anh trung kỳ tu sĩ phong độn thuật Hôm nay lại phô bày sắc bén như thế tinh viêm chi lực cùng lôi điện chi lực, không có chỗ nào mà không phải là nổi tiếng. Bình thường Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cùng cực cả đời, cũng chỉ có thể đem bên trong đồng dạng tu luyện tới trình độ như vậy. Người này tuổi còn trẻ, vậy mà người mang nhiều loại đại thần thông, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tiêu Phàm giống như phi tướng quân từ trên trời giáng xuống, lập tức đem tất cả Hắc Vương nhện chú ý đều hấp dẫn. Hai đầu Tam giai đại thành chi chu vương lại càng nộ phát như điên chi chi, loạn trong tiếng kêu, toàn bộ độc chi chu đồng thời chuyển hướng, như thủy chiều hướng tiêu phàm đánh tới. Tiêu phàm tự nhiên không sợ hãi chút nào, ống tay áo run lên, lập tức một cổ cực kỳ kinh người hoang dã khí tức tịch cuốn tới, mấy chục đầu màu dỉ xét sắc cực lớn bạo ngựa, bỗng nhiên gian ra hiện ở trước mặt mọi người. Những này lưng sắt con bọ ngựa vừa thấy như thủy chiều vào tới hắc phương nhện, chẳng những không sợ, ngược lại phát ra, hít khà zzz hí zz, hiszz, tiếng kêu, có vẻ cực kỳ hưng phấn, không đợi tiêu phàm thúc giục, liền là vung vẩy lưỡi dao sắc bén, trực tiếp hướng nhóm lớn hắc vương nhện vọt mạnh mà đi. Sự khác biệt, hắc vương nhện vừa thấy lưng sắt con bọ ngựa, lập tức tự lộ ra sợ hãi ý, vào tới trước tốc độ thoáng cái trở nên chậm chạp, tựa hồ đang tại do dự, muốn hay không quay đầu bỏ chạy. Cứ như vậy một trì hoán, mấy chục đầu lưng sắt con bọ ngựa đã muốn giết vào nhện bầy bên trong, trong chốc lát chỉ thấy màu xanh biếc chất lỏng tứ tán vẩy ra, chi chi, gọi bậy không ngừng bên tai. Tiêu phàm ở giữa không trung đè lại độn quang, ngay hỏa vân cung đều thu vào, hai tay ôm ngực, bắt đầu với ở ngoài đứng xem, rất thoải mái nhàn nhã. Trận này nhìn về phía trên thế lực ngang nhau đại chiến, kỳ thật không dùng bao lâu tựu phân ra thắng bại. Hai đầu tam giai đại thành hắc vương nhện dẫn đầu không địch lại hai đầu tam giai con bọ ngựa, bị lưng sắt con bọ ngựa phong duệ vô cùng đại đao cắt thành mấy khối, trong khoảnh khắc liền đem máu huyết chất lỏng thôn vệ sạch sẽ, chỉ còn lại có hai cỗ khô quát trùng thuế. Mặt khác cấp hai con bọ ngựa cũng như hổ vào bầy dê giống nhau, gió cuốn mây tan một trầu giết hại, hắc phương nhện tộc đàn vi còn có hơn 10 đầu tam giai linh trùng, cũng hoàn toàn không phải lưng sát con bọ ngựa đối thủ, phút chốc tự bị tàn sát hơn phân nửa. Còn lại non nửa thấy không địch lại, trong chớp mắt bỏ chạy. Tại tiêu phàm ước thúc phía dưới, lưng sắt con bọ ngựa thật cũng không có đổi giết tại nguyên chỗ hưởng dụng chi chu bữa tiệc lớn, đem giết hại rơi hơn nửa hắc phương nhện đều ăn sạch sẽ. Mắt thấy bọn này hắc phương nhện trong chốc lát đã bị giết được hoa rơi nước chảy, quảng dương tử hòa đơn nghĩa khiếp sợ trong lòng, quả thực không cách nào hình dung. Lúc trước may mắn không có cùng tiêu phàm động thủ, bằng không thì riêng là bọn này hung tàn đến cực điểm con bọ ngựa, tự cũng đủ đưa hắn sư huynh đệ bầm thây vạn đoạn liếu tương đương. Thật tình không biết bọn hắn nhưng cũng là đánh giá cao lưng sắt con bọ ngựa sức chiến đấu, Hắc Phương nhện bởi vì là trời sinh bị lưng sát con bọ ngựa khắc chế, trong nội tâm đã sớm e sợ rồi, thập thành uy lực còn phát huy không xuất ra hai thành đến, đã bị chém dưa thái giao loại chu diệt hơn phân nửa. Nếu thật là ngang tay giao phong, tuy nhiên cuối cùng nhất còn có thể là lưng sát con bọ ngựa chiến thắng, thực sự tuyệt đối không có khả năng thắng được như vậy gọn gàng. Chỉ có điều trong lúc này, còn có người nào tâm tình đến tinh tế tự định giá trong chuyện này khác nhau. Sớm đã sợ tới mức trong lòng run sợ rồi chương 1043 quẻ tượng chỉ dẫn. Và tiên sinh, tiêu tiên sinh, y thánh. Cổ tính tu sĩ kinh hỉ nảy ra, đứng ở nơi đó, lớn tiếng gọi quát lên, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Chỉ là đỉnh đầu như ý bảo Tarik quang trận trận, đưa bọn chúng thầy trò mấy người chăm chú bao phủ tại hạ. Cổ tính tu sĩ cảm nhận được cái này lôi võng thượng phát ra cực lớn uy lực, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá tiêu phàm đem cái này như ý bảo tháp phóng xuất, rõ ràng cho thấy vì bảo vệ bọn hắn, cổ tính tu sĩ trong nội tâm cảm kích, càng sẽ không tùy tiện xông loạn. Tiêu phàm ống tay áo run lên, đêm đầy mà hắc vương nhện hài cốt cuốn vào chữ vật vòng tay trong, đừng nhìn những này hài cốt có chút đống bừa bộn, trên thực tế thật đúng là là đồ tốt, những kia chi chu kiên giáp cùng đầy bụng tơ nhện, trải qua hảo hảo tế luyện về sau, có thể chế thành thượng đẳng áo giáp, phòng hộ lực mạnh, không tại hắn huyền tinh giáp phía dưới. Về phần hắc vương nhện tinh hạch cùng máu huyết, tự nhiên sớm đã bị lưng sắt con bọ ngựa ăn sạch bong, nguyên một đám nhe răng nhếch miệng, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Những ngày này, tiêu phàm một đường hoành quét tới, các loại xà chuột độc trùng, sụp đổ hỏng bét, ao ao trở thành lưng sắt con bọ ngựa khẩu trung mỹ thực, bất quá chính là mấy ngày quang cảnh, lưng sắt con bọ ngựa khí tức trên thân, lại cùng lúc trước có chút bất đồng, càng cường đại hơn ba phần. Xem ra loại này sức chiến đấu đặc biệt cường hãn linh trùng, tại chiến đấu liên miên cùng thôn vệ trong quá trình, tiến giai tốc độ có thể sâu sắc nhanh hơn. Những này tam giai đại thành hắc phương nhện cùng phần đông tam giai cấp 2 độc trùng, đối với lưng sắt con bọ ngựa mà nói, đúng vậy đại bổ vật. Tiêu phàm lại đem diếu võ dương oai lưng sắt con bọ ngựa kể hết thu vào linh thú hoàn, lúc này mới cử động tay khẽ vẫy, đem như ý lôi quang tháp thu trở về. Cổ tính tu sĩ hai tay ôm quyền, lại dài đến mà, cung kính thanh âm, đa tạ tiêu tiên sinh ân cứu mạng. Cổ mỗ vô cùng cảm kích, cái kia vài tên kim đan tu sĩ lại càng hai đầu gối quỳ xuống đất, nạp đầu liền bái. Cảm kích tiêu tiền bối đại ân cứu mạng, cảm ơn không thôi. Tiêu phàm khoát tay áo, nói ra cổ đạo hiếu, các vị đạo hiếu, những này khách khí lời nói đừng nói liễu tương đương. Thấy nghĩa không là, là vì không dũng, đã tại hạ đụng phải cái này việc sự tình, nhất định là phải ra khỏi tay đích. Ta xem chư vị đạo hiếu đều chúng chi chu chi độc, ta trước điều phối một tề giải độc dược chất A. Nói xong, lúc này theo chữ vật vòng tay ở phía trong lấy ra hơn 10 chủng trồng, linh thảo linh dược, để vào một tòa tiểu trong đỉnh, một ngụm màu lam nhạt anh hỏa phun ra. Trong chốc lát liền đem dược chất luộc tốt, phân cho cổ tính tu sĩ thầy trò mấy người mỗi người một chiếc, tại chỗ ăn xuống dưới, rất nhanh, hắc phương nhện chi độc liền bị giải hết liếu tương đương. Cổ tính tu sĩ thầy trò lại càng cảm kích, không ngất lời cảm ơn, cực lực tán thưởng tiêu phạm y thuật cao minh, tu vi tinh thâm, không hổ là danh chấn Tây Nam nhất đại y thánh. Lúc trước Kim Châu thành y thánh đại hội, cổ tính tu sĩ cũng từng tự mình trình diện xem lễ đích, thấy tận mắt chứng nhận Tiêu Phàm dũng đoạt y thánh tôn hàm quá trình, đối với Tiêu Phàm ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Chỉ là lại không nghĩ tới, tại đây tánh mạng nguy ngập thời điểm, là Tiêu Phàm kịp thời đuổi tới, cứu bọn hắn thầy trò mấy người tánh mạng. Cho đến lúc này, Quảng Dương Tử Hòa đơn nghĩa hai người mới tới cùng Tiêu Phàm chào. Thân sắc trong lúc đó Tổng có vài phần ngượng ngùng đích. Không được tự nhiên, nhìn về phía Tiêu Phàm trong ánh mắt, sớm đã không có lúc trước khinh thường cùng căm thù, mà chuyển biến thành đích, là một loại che giấu rất khá đích, thật sâu sợ hãi ý. Mặc dù mọi người cùng là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, Tiêu Phàm thậm chí vừa mới tiến dài không lâu, nhưng không hề nghi ngờ, Tiêu Phàm so với bọn hắn cường đại đắc nhiều lắm, tung tính toán hai người liên thủ, cũng chưa hẳn là Tiêu Phàm chi địch. Có người này gia nhập liên minh, đợi một thời gian chỉ sợ danh tiếng thật sự hội lấn át hạnh lâm. Tu chân giới chính là như vậy, đã người ta nắm tay quả đấm đủ cứng rắn, ngạch giống như. Nữa trước kia như vậy ôm căm thù thái độ, tự quá không sáng suốt liếu tương đương. Bất kể thế nào nói, cùng lăng vân tông vẫn có hỗ trợ minh ước đích. Tiêu phàm ôm quyền hoàn lễ, phi thường khiêm tốn mà khách khí vài câu, không có chút nào nửa điểm kể công tự ngạo ý tứ. Quảng Dương tử hòa đơn nghĩa lúc này mới an quyết tâm đến, vừa rồi hai người còn thật lo lắng tiêu phàm hội ỉ vào ân cứu mạng tại hắn lưỡng trước mặt huynh hoang, cái kia thật có thể là chán ghét người liễu tương đương. Thấy tiêu phàm như thế khiêm tốn khách khí, sư huynh đệ hai người không khỏi đối với cái này hậu sinh sinh ra vài phần hào cảm đến. Tiêu phàm không có ở tại đây dừng lại quá lâu, lại cẩn thận cho mọi người kiểm tra một chút thân thể, xác định không có trở ngại, liền là chắp tay cáo từ. Mọi người mặc dù có tâm muốn cùng hắn đồng hành, thấy tiêu phàm hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có ý tứ này, cũng liền không tiện mở miệng, chỉ phải mà thôi. Tiêu phàm xác thực không có ý định cùng người đồng hành, hắn phải một mình hành động. Ba ngày sau đó, hắn từ nơi này tấm trước kia theo không có người giao thiệp với qua trong khu vực ghé qua ra. Cái này mấy ngày quang cảnh, tiêu y thánh có thể nói thu hoạch tương đối khá. Chẳng những lưng sát con bọ ngựa đại khoái cắn ăn, ở chỗ này thập toàn đại bổ, tiêu y thánh cũng tìm được không ít linh thảo linh dược, tuy nhiên trong đó một bộ phận vẫn chỉ là cây non nhưng cũng bị hắn tất cả đều cấy ghép đến nam cực tiên ông linh dược trong viên trừ lần đó ra tiêu phàm còn thu thập đến vài chủng trồng hiếm thấy linh trùng những này linh trùng đều là loại sản phẩm mới ngay ngũ độc đường đều chưa từng đào tạo qua đích nhưng trong đó một loại nhưng lại đào tạo cao đẳng dai bạo tạc nổ tung trùng ắt không thể thiếu sau so trước mắt ngũ độc đường sử dụng tốt nhất còn tốt hơn nếu như mang về cho cơ lụa mỏng đại quy mô sinh sôi nảy nở về sau nhất định có thể nhanh hơn bạo tạc nổ tung trùng đào tạo. Một khi đào tạo ra tam giai đại thành bạo tạc nổ tung trùng, đây tuyệt đối là siêu cấp sát khí, đủ để đền bù cơ lụa mỏng công lực thượng khiếm khuyết, có hộ thân lợi khí. Nhưng đó cũng không phải tiêu phàm muốn một mình hành động nguyên nhân. Tại một chỗ không người trong sơn cốc, tiêu phàm tiện tay bố trí xuống ảo trận, sau đó khoanh chân ngồi ở huyễn trong trận, lấy ra 50 đầu thái hạo thần thi tự bói một quẻ. Và phương bắc hướng, Cẩn thận châm trước xem bói kết quả, Tiêu Phàm trong miệng thì thào tự nói một tiếng, lập tức vươn người đứng dậy, thu ảo trận, dưới chân độn quang cùng một chỗ, hướng đông bắc phương hướng kích bắn đi. "Và xem, là Tiêu tiên sinh. Và Y Thánh. Và tốt rồi, Tiêu Y Thánh đến rồi, tất cả mọi người có đường sống." Hai ngày sau đó, Tiêu Phàm tại một cái khác tấm đầm lầy trong đất, húc đầu đập lấy Kim Châu thành một đám tu sĩ, trong đó có vị kia cùng một chỗ cho Liêu Thừa chỉ qua bệnh béo đại hòa thượng chỉ có điều, ngày bình thường y quan sở sở, vênh váo tự đắc một đám đẳng cấp cao tu sĩ, giờ phút này nhưng lại chật vật vạn phần, nguyên một đám quần áo rách dưới, trên người nổi lên một mảng lớn tất cả lớn nhỏ bong bóng, màu đỏ tía sắc đích, diễm lệ dị thường. Nhưng xem ánh mắt của bọn hắn, lại một chút cũng không thoải mái, rõ ràng đứng đắn thụ lấy nào đó khó có thể chịu được thống khổ tra tấn. Chờ bọn hắn thấy được tiêu phàm, lập tức nguyên một đám kinh hỉ vạn phần, hoàn hô lên. Tiêu Phàm lại là giật mình lại là buồn cười, vội hỏi rốt cuộc quả nhiên. Cái kia béo đại hòa thượng oán hận nói, còn không phải bị cái kia yêu nữ lừa. Lại nguyên lai bọn hắn một nhóm người này men theo thiên hay tiên tử lưu lại khí tức, một đường truy tung đến tận đây, cho rằng hội bắt được ngày đó hay tiên tử, lập nhiều đại công, ai ngờ lại là một cái phân thân, giấu ở một đoàn không biết tên độc trùng trong ổ, bọn hắn không nghĩ qua là tựu đút độc này trùng ổ, lập tức liền rước lấy một hồi đại chiến. Tuy nhiên bọn hắn một chuyến này người có bốn gã nguyên anh tu sĩ, khổ chiến về sau, rốt cục đem đại bộ phận độc trùng diệt sát, thực sự nguyên một đám bị độc trùng chập tổn thương, trên người vừa đau lại ngứa, liên tiếp ăn xong vài trùng trồng, giải dược, cũng không trông thấy hiệu, mắt thấy chúng độc càng ngày càng sâu, muốn rót vào trong ngũ tạng lục phủ, lập tức nguyên một đám mắt choáng váng, vừa sợ vừa giật, không biết nên làm thế nào cho phải. Chiếu cái này tình hình, cho dù hiện tại chạy về Kim Châu Thành, đó cũng là khẳng định không còn kịp rồi. Còn không biết đường về bên trong lại hội đụng với cái gì độc trùng xà chuột các loại. Ai ngờ tiêu phàm trùng hợp từ nơi này trải qua, đoàn người tự nhiên đều mừng rỡ. Vị này tân y thánh giải độc tuyệt kỹ, bọn hắn đều là thấy tận mắt thức qua đích, quả nhiên là thần hồ kỳ kỹ. Hiểu rõ duyên do, tiêu phàm tự nhiên không chút nào tiếc rẻ, vì bọn họ đều phối thuốc giải độc vật, luộc tốt dược chất, phân cho mọi người uống béo đại hòa thượng bọn người rất nhanh giải trên người trùng độc, tự làm một cái cái đối với tiêu phàm cảm kích không thôi, liên tục cảm ơn. Tiêu phàm lại cho bọn hắn một ít tị độc đan dược, cáo từ mà đi. Lại là hai mươi mấy người thời thần trôi qua, tiêu phàm khống chế độn quang, đi tới một chỗ núi đá trên không. Chỗ ngồi này núi đá trụi lùi đích, cùng thần Long Uyên đầm lầy những thứ khác gò núi hoàn toàn bất đồng, không có sống lâu lên lão làng, cũng không thấy hoa hoa thảo thảo, chỉ có tất cả lớn nhỏ tảng đá xây lấy, hoang vu vô cùng. Không biết là nguyên nhân gì, chỗ ngồi này núi đá không có nửa phần linh khí, chỉ có một cổ hung ác phách đạo hoang dã khí tức, thỉnh thoảng theo chân núi trong huyệt động xuất hiện. Tiêu phàm tuy nhiên người tại giữa không chung, cũng có thể cảm giác được, cái này núi đá ở chỗ sâu trong, khẳng định cất giấu cái gì cực kỳ lợi hại độc trùng hoặc là yêu thú, ngay lưng sắt con bọ ngựa đều ở linh thú hoàn ở phía trong cảm thấy bất an, cũng không có như dĩ vãng đồng dạng, gặp được cường đại độc trùng liền vội khó dằn nổi mà nghĩ muốn lao tới đại khoái căn ăn. Có thể khiến cho tam giai con bọ ngựa cũng không bảo an độc trùng, thật sự không đơn giản. Bất quá tiêu phàm cũng không có như vậy rời đi, ngược lại chậm rãi đè xuống độn quang, đáp xuống trên núi hoang, khoanh chân ngồi xuống, hai tay niết quyết, hai mắt khép hờ, vậy mà ngồi xuống nhập định liễu tương đương. Mà khổng lồ thần niệm chi lực, đã từ từ thò ra, đem trọn và ngồi, núi đá đều bao phủ ở bên trong. Tiêu phàm lần này dùng thần niệm chi lực điều tra cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Dĩ vãng điều tra là chủ động phóng ra một xích 033 mét xích một tắc thốn mà tiến hành tìm tòi. Lúc này đây điều tra lại gần kề chỉ là bị động tiếp thu. Hắn đang chờ đợi huyền vũ giáp tin tức. Huyền vũ giáp bị thiên hay tiên tử lấy đi nhất định phải tìm trở về mới được. Huyền vũ giáp chính là vô cực môn chấn giáo tam bảo một trong qua nhiều năm như vậy đã sớm cùng tiêu phàm tâm thần tương thông, thần niệm tương liên. Lại không biết ngày đó hai tiên tử dùng loại nào diệu pháp, vậy mà ngạnh xanh xanh chặt đứt huyền vũ giáp cùng tiêu phàm thần niệm câu thông. Thẳng đến mấy ngày trước, mới ngẫu nhiên cảm ứng được một tia như có như không khí tức. Tiêu phàm lập tức khởi quẻ, quẻ tượng chỉ thị, huyền vũ giáp tại đông bắc phương hướng. Bên này một đường đuổi đi theo, cái này núi đá đúng vậy quẻ tượng chỗ chỉ mục chính là. Thiên hay tiên tử tuy thần thông kinh người, có thể ngạnh xanh xanh chặt đứt huyền vũ giáp cùng hắn thần niệm câu thông, lại vô luận như thế nào đều cách trở không được quẻ tượng chỉ dẫn. Dưới mắt, tiêu phàm thiên nhân tương đã muốn tu luyện đến đệ tứ trọng, xem bói tạo nghệ độ cao, sớm đã xưa đâu bằng nay. Xem bói những vật khác, đều cực kỳ linh nghiệm lại càng không cần phải nói xem bói huyền vũ giáp tung tích liễu tương đương. Cũng không biết đi qua bao nhiêu thời điểm, tiêu phàm hai hàng lông mày có chút dương lên, mở mắt ra, trong mắt sạch bong lập lẹp ống tay áo run lên, thiên huyễn mặt di động hiện ra, tiêu phàm một phát bắt được, chậm rãi gắn vào trên mặt, miệng lẩm bẩm sau một lát, khí tức trên thân tựu trở nên cực kỳ mỏng, như có như không, cả người đều theo tại chỗ biến mất không thấy. Trường 1044 giống như đã từng quen biết. Tiêu phàm cảm giác cũng không có phạm sai lầm, tại đây dưới núi hoang, xác thực nằm sấp lấy một đầu bàng nhiên cự vật. Đen kịt trong sơn động, vật kia dài đến mấy trượng, toàn thân ngâm đen, như cùng một cái phóng đại vô số lần thần lằn, lẳng lặng gục ở chỗ này ngủ, ngáy. Theo quái thú này trên người phát ra khí tức đến xem, ít nhất cũng có tam giai đại thành cảnh giới, thậm chí đang tại hướng tứ giai xuất phát. Khó trách ngay lưng sát còn bọ ngựa đều ở linh thú hoàn trong cảm thấy bất an, cái này thần lằn xác thực tương đương cường đại. Đương nhiên, dùng tiêu phàm hiện tại tạo nghệ, không chỉ nói cái này thần lằn tạm thời còn không có tiến hóa đến tứ giai, cho dù thật là một đầu tứ giai độc trùng tiêu phàm cũng có nắm chắc có thể lấy được xuống. Bất quá hiện tại, hắn lại không thể quấy nhiễu cái này thần lằn. Che đậy chính mình thân hình khí tức tiêu phàm, trong miệng niệm dùng tài hùng biện quyết, theo sơn động hơi nghiêng chậm rãi thâm nhập dưới đất đi. Tiêu phàm thổ độn thuật xa không bằng phong độn thuật cùng thủy độn thuật như vậy tinh thông, miễn cưỡng có thể độn xuống dưới đất, nhưng là đang thi triển độn thuật thời điểm lại quyết không thể cùng người giao thủ, một khi giao thủ, kiên trì không được bao lâu, độn thuật lập phá, mà thi triển phong độn thuật cùng thủy độn thuật cùng người chém giết nhưng lại như hổ thêm cánh nhưng mà lại để cho tiêu phàm phiền muộn chính là hắn chủ tu hạo nhiên chính khí hết lần này tới lần khác lại là dùng giày thổ thuộc tính làm chủ công pháp pháp lực thâm hậu khí lực lâu dài là có thể nhất bền bỉ công pháp theo tiêu phàm biết tượng hắn tình hình như vậy cực kỳ hiếm thấy chỉ có thể nói thể chất của hắn thật sự là quá đặc dị rồi nghe tiêu phàm chính mình dạng tinh thông y thuật cho tới nay cũng không có làm minh bạch, mình rốt cuộc ra sao trùng trồng, linh thể, giống như trong cơ thể hắn ẩn chứa tất cả linh căn, là toàn bộ linh căn đầy đủ hết cửu linh thể. Nhưng điều đó không có khả năng. Căn cứ điển tịch ghi lại, như vậy linh thể, căn bản không thể xem như linh thể. Cho dù tại phổ thông trong phàm nhân, đều là tư chất hàng thấp nhất nhất pha tạp, hỗn tạp không tinh khiết đích. Dần ra, tiêu phàm đơn giản đem chuyện này ném ra, đến sau đầu, không để ý tới hội liễu tương đương cái kia thằn lằn giống nhau độc trùng tuy nhiên khí tức rất cường đại nhưng lại không phát giác theo sơn động hơi nghiêng lặng lẽ trải qua tiêu phàm chỉ lo ngủ gà ngủ gật ngược lại giảm đi tiêu phàm một phen tay chân cùng tiêu phàm trong tưởng tượng đồng dạng cái này thạch dưới núi là một cái cực lớn sơn động nghiêm khắc mà nói là một cái sơn động bầy đại động phủ lấy lỗ nhỏ kéo dài không dứt giống như mê cung giống nhau thạch dưới núi bình thường đều là như vậy địa hình hình dạng mặt đất. Đi vào trong sơn động, tiêu phàm tay phải nhẹ động, tự chiếm bài học, lập tức hướng nam bên cạnh một cái trong thạch động đi đến. Quyền vũ giáp truyền tới tin tức, chỉ là một lập tức, lập tức liền mất đi tung tích. Tiêu phàm có thể khẳng định, cô gái áo đen tự ẩn núp tại đây thạch dưới núi, lại không thể xác định cụ thể ẩn núp vị trí. Cũng may thiên nhân tương tu luyện tới đệ tứ trọng về sau. Xem bói thuật chi tinh chuẩn, đã đến một cái toàn bộ cảnh giới mới. Tại như vậy gần trong khoảng cách, xem bói cùng mình tâm thần tương thông chấn giáo chi bảo, không có khả năng phạm sai lầm. Theo tình lý đến phân tích, trốn ở chỗ này cũng nhất định là cô gái áo đen chân thân, huyền vũ giáp bảo vật như vậy, nàng không có khả năng lại để cho một cụ phân thân mang theo khắp nơi chạy loạn. Hơn nữa tiêu phàm cũng tuyệt không tin, một cụ phân thân tự có năng lực áp chế huyền vũ giáp khí tức. Cứ việc núi đá ở dưới sơn động rất lớn, Tiêu Phàm lại không dùng bao lâu liền đến mục chính là. Một cái nhìn về phía trên đã không có bất luận cái gì đường đi sơn động. Nếu quả thật có người đến nơi này, hơn phân nửa cũng là đường cũ phản hồi, bởi vì nơi này đã là cuối cùng. Tiêu Phàm ánh mắt lại yên lặng nhìn về phía phía Đông thạch bích, trong đầu vang lên Hắc Lân thanh âm, chủ nhân, nên vậy đang ở bên trong rồi, có muốn hay không ta ra tay. Hắc Lân tu vi cũng đã đến cửu cấp đại thành cảnh giới, ông tính toán ẩn thân tại linh thú hoàn ở phía trong, cũng có thể cảm nhận được ra ngoài tình hình. Trên thực tế, Hắc Y nữ tử bố đưa cái này ảo trận vô cùng đơn giản. Cũng không biết nàng là tự tin không người có thể tìm tới nơi này, có lẽ hay là quá mức vội vàng, không kịp bố trí quá phức tạp ảo trận che đậy khí tức, có lẽ hai người cùng có đủ cả. Dù sao bị Huệ Thiên Hào đánh chúng một cái nặng tay, khẳng định bị thương không nhẹ, cử động nữa dùng bí thuật đào tẩu, bổn nguyên chi lực tiêu hao quá mức nàng phải lập tức chữa thương. Tiêu phàm do dự bắt đầu đứng dậy, nói ra ta tới tìm nàng, cũng không có ác ý, cứng như vậy xông vào, được chứ. Và có thể cùng nàng giải thích rõ ràng sao? Hắc lân hỏi ngược lại, trực chỉ chỗ hiểm. Và a, à, tiêu phàm không do dự nữa, lập tức thì có quyết đoán. Hắc lân nói đúng, dùng cô gái áo đen hiện tại chỗ này cảnh, vô luận hắn nói như thế nào, đều là giải thích không rõ ràng lắm đích, phải giải quyết dứt khoát ống tay áo run lên, hắc lân bắn ra, thân thể run lên, một đạo hắc sắc mãnh thú hư ảnh bay lên trời, lập tức dưới lên bổ nhào về phía trước, dung nhập đến hắc lân trong thân thể, không thấy bóng dáng. Sau một khắc, hắc lân cái chán cái kia rúm màu ngân bạch bộ lông liền là dạng rỡ sáng chói, một đạo màu ngân bạch trùm tia sáng bắn thẳng đến ra, nặng nề đánh vào phía đông trên thạch bích. Một hồi vần nước loại vặn vẹo hiện lên, tạm thời bố trí ảo trận lập tức sụp đổ, hiện ra một cái nho nhỏ huyệt động đến, cô gái áo đen chính khoanh chân ngồi trong huyệt động, hai tay nhiết quyết, vận khí chữa thương. Hắc lân cái chán chùm tia sáng bắn ra đồng thời, thân thể sớm đã hướng phương hướng ngược nhau kích bắn đi, núp ở tiêu phàm sau lưng. Coi hắn trước mắt cửu cấp linh thú tu vi, nhưng tuyệt đối ngăn không được nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ chính diện một kích, dù cho vị này đại tu sĩ đã muốn thân phụ trọng thương, nguyên khí đại thương. Tung xem như tiêu phàm, cũng tuyệt không dám chạm tại nguyên chỗ bất động, ảo trận xé mở lập tức, dưới chân độn quang cùng một chỗ, thân thể nhanh như thiểm điện loại hướng tiểu trong huyệt động gấp phốc mà đi. Pháp lực của hắn tuy nhiên xa so cùng giai tu sĩ muốn hùng hậu nhiều lắm, cuối cùng chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới, cùng một vị hậu kỳ đại tu sĩ liều mạng pháp thuật, tuyệt đối là nhất không sáng suốt đấu pháp. Với tư cách phàm nhân thế giới đã từng võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ, lại tu luyện qua yêu đao tông ẩn nạc thuật cùng chém giết chi ký tăng thêm đã đem cự linh tộc cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt hai đại thiên phú thần thông tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới, tiêu phàm không chút do so dự lựa chọn cận thân chém giết. Căn cứ hắn đi vào thoi ma giới như vậy kinh nghiệm nhiều năm, tiêu phàm sớm đã thập phần tinh tường, có rất ít tu chân giả luyện tập phàm tục thế giới võ thuật. Cận thân chém giết là triệt tiêu cảnh giới tranh lệch tốt nhất lựa chọn. Cái này vài cái ra tay động tác mau lẹ, công tác liên tục, nhanh như thiểm điện nhưng ngay tại tiêu phàm chen vào tiểu huyệt động lập tức cô gái áo đen mãnh liệt mở hai mắt ra phi thân lên trong tay đã muốn cầm chuôi này chật vật trường nguyễn kiếm ngay sau đó tiêu phàm trước mắt hàn lóng lánh cô gái áo đen vậy mà trước hắn một bước phát động đoạt công cứ việc cô gái áo đen ra tay cực nhanh kiếm quang soàn soạt tại tiêu phàm thiên nhãn thần thông phía dưới nàng mỗi một chiêu mỗi một thức đều thấy nhất thanh nhị sở và khả năng dù là tiêu phàm trước sau như một chấn định cái này đương lúc cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô, như là nhìn thấy gì tuyệt đối làm cho người khó có thể tin tình hình. Nhưng kinh ngạc quy kinh ngạc, sống chết trước mắt, tiêu phàm thuộc hạ nhưng lại nửa điểm cũng nghiêm túc, ra tay như điện, vậy mà tại đây lập tức thi triển ra tay không nhập giao sắc tuyệt kỹ, năm ngón tay kia hướng về lòe lòe trong kiếm quang tâm, mãnh liệt cắm đi vào. Một hồi làm cho người hoa mắt giao thủ qua đi, cô gái áo đen bỗng nhiên một tiếng buồn bực, hừ, hàn lóng lánh nhuyễn kiếm, vụt, mà một tiếng, rời tay bay ra, thật sâu cắm vào đỉnh đầu thạch bích bên trong, nàng tinh xảo cổ tay trắng, bị tiêu phàm một mực nắm trong tay, hai tay giao nhau, ôm ở trước ngực, tiêu phàm thì tại phía sau của nàng, dính sát ở phía sau lưng của nàng, hai người cứ như vậy ôm cùng một chỗ. Và khả năng, lần này, nhưng lại theo cô gái áo đen trong miệng tóe ra như vậy nửa câu lời nói đến. Nàng thật sự không nghĩ tới, vậy mà hội là kết quả như vậy, nàng rõ ràng hội thua ở một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trong tay. Cứ việc chỉ là cận thân chém giết, nhưng cái này cũng không có lý do a hát. Người này giống như đối với nàng mỗi một chiêu mỗi một thức đều rõ như lòng bàn tay, có thể liệu trước tiên cơ. Hắc y nữ tử bình sinh cùng người giao thủ vô số lần, chưa từng có cái đó một lần, như hôm nay như vậy trói chân trói tay, hoàn toàn thi triển không mở. Hiện nay, nàng lại bị người nam nhân này chăm chú ôm vào trong ngực, tự ngực đến bụng, dính sát tại nàng sống trên lưng, đầy đặn kiều đồn, ngay động cũng không dám động, chỉ cần vừa động, sẽ đụng chạm lấy nam nhân bí ẩn nhất bộ vị. Lần này đệ, sao một cái, xấu hổ, chữ rất cao minh. Ngay tại cô gái áo đen vừa thẹn vừa giận chi tế, tiêu phàm mãnh liệt buông ra hai tay, thân thể sau này lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi mấy trượng xa. Cô gái áo đen mãnh liệt xoay người lại, gắt gao nhìn thẳng hắn, hai mắt như dục phun ra lửa, tay phải vừa nhấc, một mảnh rét lạnh xương trắng bốc hơi mà dậy, nhỏ hẹp trong thạch động, độ ấm lập tức giảm xuống đến băng điểm, hàn khí tập kích người. Cùng lúc đó, cô gái áo đen vốn là cũng không hồng nhuận phơn phớt sắc mặt càng thêm trở nên tái nhợt, cho thấy đắc động tác này đã muốn hao phí nàng quá nhiều chân nguyên, tác động thương thế. Và vũ liên hoàn thất tuyệt chém. Ngay tại cô gái áo đen sắp nén giận ra tay lập tức, tiêu phàm trong miệng nhẹ nhàng hộp ra một câu như vậy lời nói, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc cô gái áo đen tay phải một trầu, sắp phát ra công kích ngạnh xanh xanh thu trở về. Và làm sao biết? Tiêu phàm nhẹ nhàng hít vào một hơi, nói ra, nói như vậy, cái này thật sự là phi vũ liên hoàn thất tuyệt chém. Phi vũ liên hoàn thất tuyệt chém. Cái này sáu kiếm pháp tiêu phàm lại quen thuộc bất quá, đây là tân lâm tuyệt kỹ. Cũng là thất diệu cung truyền thừa. Hôm nay, hắn vậy mà ở chỗ này lần nữa gặp được bộ này phi vũ liên hoàn thất tuyệt chém, theo một cái lạ lẫm nữ tử trong tay thi triển đi ra. Tiêu phàm cơ hồ không hề nghĩ ngợi, tự thi triển ra tay không nhập giao sắc công phu. Ở địa cầu thời điểm, hắn không biết cùng tân lâm luận bàn qua bao nhiêu lần, sớm đã thu cực như lưu. Ngay từ đầu, hay là thật luận bàn, càng về sau chính là đùa giỡn liếu tương đương. Mỗi lần luận bàn kết quả, đều là hắn một mực bắt lấy tân lâm hai tay, đem nàng thon thả cao mất thân thể mềm mại chăm chú ôm vào trong ngực. Ai biết tại đây dị giới tha hương, kết quả có lẽ hay là giống như đúc, không có nửa điểm bất đồng. Chỉ có điều người và vật không còn. Thất Diệu cung, Thất Diệu cung thánh nữ, đời sau cung chủ đương nhiên người thừa kế. Thiên hay cung, thiên hay tiên tử, đương đại thiên hay cung cung chủ. Trong lúc này, khẳng định có lấy nào đó tất nhiên liên lạc, rất có thể Thất Diệu cung chính là thiên hay cung lưu trên địa cầu chi nhánh truyền thừa. Lẫn nhau trong lúc đó, Đồng Tông Đồng Nguyên nhất mạch tương thừa. Tiêu phàm cơ hồ lập tức liền nghĩ đến tầng này, hơn nữa biết rõ suy đoán của mình nên vậy phi thường tiếp cận thậm chí chính là chân tướng. Một loại trước nay chưa có cảm giác thân thiết, tại tiêu phàm giữa ngực bỗng nhiên bay lên. Bởi vì tân lâm, cũng bởi vì là quá khứ cái kia đoạn vĩnh viễn khó có thể quên được Mỹ hảo trí nhớ. Trường 1045 vô cực bí mật. Và là ở đâu vô cực truyền thừa? cô gái áo đen cũng không có vội vã ra tay, ngược lại đem thần thông thu liếm, lạnh lùng hỏi. tiêu phàm cảm thấy kinh ngạc, hỏi tiên tử lời ấy, xin thứ cho tại hạ khó hiểu. chẳng lẽ vô cực truyền thừa còn có rất nhiều chủng trồng sao? cô gái áo đen nhăn lại lông mày, kinh ngạc nói, người là thật không biết hay là giả không biết. tuy nhiên lời nói có lẽ hay là lạnh lùng đích, lại rõ ràng không có lại mang theo địch ý, thậm chí vẻ này xấu hổ tức giận cũng đã biến mất. Tiêu phàm nghiêm mặt nói ra, tại hạ xác thực không đại thanh sở, thỉnh tiên tử chi tiết cáo chi. Cô gái áo đen nhìn từ trên xuống dưới hắn, nhàn nhạt, nhạt nói ra, người coi như là cái hoa tuyệt thế liễu tương đương. Tu luyện vô cực môn công pháp, đến nguyên anh cảnh giới, nhưng lại ngay cả vô cực môn chuyện gì xảy ra cũng không biết. Tiêu phàm trong nội tâm mãnh liệt nhảy dựng. Từ đi vào thoi ma giới về sau, hắn vẫn đều ở siêu tầm có quan hệ vô cực môn tin tức, lại không thu hoạch được gì, cơ hồ tất cả trong điển tịch, đều chưa từng thấy đã có quan vô cực môn miêu tả, phải có lời mà nói cũng chỉ có ngàn năm trước huy hoàng tình hình, sau đó liền bỗng nhiên chặt đứt, không còn có giới văn. Tựa hồ vô cực môn tại ngàn năm trước liền đột nhiên biến mất, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cũng không thấy nữa bất cứ tin tức gì. Chuyện này, một mực lệnh tiêu phàm kinh ngạc không thôi. Hôm nay nghe cô gái áo đen ngụ ý, nàng vậy mà biết rõ vô cực môn nội tình và hạ những năm này một mực đều đợi tại lệ thú dãy núi dùng tây vắng vẻ chi địa, đối với Nam. Châu Đại Lục phát sinh đại sự, cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, kính xin tiên tử cáo chi. Tiêu phàm liền ôm quyền, rất thành khẩn nói. Cô gái áo đen càng thêm kinh ngạc, trầm ngâm nói ra, lệ thú dãy núi dùng tây. Nhạc tây khu rõ ràng còn có vô cực môn chi nhánh truyền thừa. Ta đây ngược lại cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Tiêu phàm càng thêm kết luận, hôm nay hai tiên tử thật sự biết rõ vô cực môn nội tình, lại ôm quyền chắp tay. và năm trước kia vô cực môn là nam châu đại lục thập đại chính đạo tông môn một trong. hơn nữa cho tới bây giờ đều xếp hạng tiền tam giáp trong điểm này. ngươi tổng nên biết a. À. tiêu phàm có chút vuốt cằm nói ra tại hạ nghe sư môn trưởng bối nhắc tới qua. nghe nói năm đó bổn môn cực kỳ hưng thịnh, được công nhận chính đạo đứng đầu lãnh thụ tông môn. và nói thì nói như thế nhưng cũng chính là cái này chính đạo đứng đầu, lãnh tụ tông môn chụp mũ, hại là các ngươi vô cực môn. Ngàn năm trước kia, chính ma đại chiến, đi thông trung thổ giới không gian thông đạo sụp đổ. Các ngươi vô cực môn trưởng giáo tổ sư thái hứng chân nhân, xuất lĩnh vô cực môn tất cả cao thủ cản phía sau, kết quả đình trệ tại không gian trong thông đạo, không còn có trở về. Điểm này, người nghe nói qua sao, tiêu phàm mặt sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi lắc đầu. Kỳ thật hắn từng nghe tuyên bố rõ ràng chân quân cùng uy linh lão ma đề cập tới việc này, nhưng thái hứng chân nhân cùng vô cực môn mặt khác cao thủ phải chăng về tới thoi ma giới, vây hãm trên địa cầu tuyên bố rõ ràng chân quân cùng uy linh lão ma cũng là một mực không biết. Tiêu phàm thông qua không gian bão táp đi vào thoi ma giới về sau, nhưng vẫn cha không được có quan hệ những điều này ghi lại. Hiện tại cuối cùng từ cô gái áo đen trong miệng nhận được rồi tin tức xác thực. Năm đó thái hứng chân nhân cùng vô cực môn tiền bối cao thủ, đều bị chiếm đóng rồi chưa có trở lại thoi ma giới đến và tính toán như thế vô cực truyền thừa cũng không nên như vậy hoàn toàn thất truyền cô gái áo đen khóe miệng hiện lên một tia nụ cười chế nhạo nhàn nhạt, nhạt nói ra cái kia thật không có hôm nay tại tề quốc vẫn có vô cực môn nghe nói tại địa phương khác cũng có một chút vô cực môn chi nhánh bất quá tề quốc vô cực môn hiện tại tu vi cao nhất đích hình như là một gã kim đan tu sĩ Tiêu phàm không khỏi ngây ngẩn cả người. Kim đan tu sĩ, đây là vô cực môn tu vi cao nhất cao thủ. Và cái gì có thể như vậy? Hơi khoảnh, tiêu phàm hỏi, ngữ khí rất là phiền muộn. Cô gái áo đen lạnh lùng nói ra, bởi vì có người không hy vọng chứng kiến vô cực môn đông. Sơn tái khởi, vô cực môn năm đó danh tiếng thật sự là quá kình sức lực liễu tương đương. Và liễu tương đương, làm sao người biết phi vũ liên hoàn thất tuyệt chém? Tiêu Phàm nói ra, tại hạ bạn gái, xuất thân từ Thất Diệu cung, nàng Việt Chiêu chính là phi vũ liên hoàn thất Việt chém. Cùng tiên tử vừa rồi ra tay, giống như đúc, tại hạ cùng bạn gái trước kia luận bàn quen đích, chỗ đắc tội, tiên tử chớ trách. Và cô gái áo đen hừ lạnh một tiếng, nhưng có xấu hổ ý, bất quá nghe cái kia ý tứ, trong nội tâm vẻ này khí, rốt cục vẫn phải thoải mái rất nhiều. Nàng đường đường một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, lại bị một gã hậu sinh khinh bạc quả thực lẽ nào lại như vậy có câu này lý do thoái thác coi như là cho mình một cái công đạo và hay cung là cái gì truyền thừa tiêu phàm nói ra thất diệu cung là một cái phàm tục giới giang hồ truyền thừa nhưng là cất dấu tu chân công pháp cái này phi vũ liên hoàn thất tuyệt chém tại phàm tục võ thuật tiết đại đại hữu danh tại hạ bạn gái cũng rất tinh thông cái này tuyệt kỹ cô gái áo đen nhẹ gật đầu không hề hỏi thăm thiên hay cung có chút đệ tử cấp thấp, bởi vì tự biết tiến dai vô vọng, liền trở lại phàm tục thế giới, sáng lập chính mình tông môn, với tư cách phàm tục giới giang hồ môn phái một mực truyền thừa dưới đi. Cái này thất diệu cung, rất có thể chính là như vậy đến đích. Cùng loại tình hình, tu chân giới diễn ra vô số kể, coi như là thấy nhưng không thể trách liễu tương đương. Vốn là phi vũ liên hoàn thất tuyệt chém là cô gái áo đen tại hẹp hòi trong khu vực, cận thân chém giết đòn sát thủ, đã từng không hướng mà không lợi, không ngờ hôm nay lại bị tiêu phàm đoạt được tiên cơ. Cái này thất diệu cung đệ tử, có thể đem phi vũ liên hoàn thất tuyệt chém luyện đến như thế cao minh trình độ, thế cho nên tiêu phàm dễ dàng tự phá vỡ nàng cận thân chém giết tuyệt kỹ, có thể thấy được cái này chi nhánh truyền thừa cũng rất có chính mình chỗ độc đáo. Và xem tiên tử tựa hồ có thương tích trong người, ngày nay chuyện quá khẩn cấp, tại hạ hay là trước cho tiên tử xem mạch chữa thương nói sau. Cô gái áo đen lạnh lùng nói ra, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi tiêu phàm kinh ngạc nói ra tiên tử dựa vào cái gì không tin ta chẳng lẽ cho rằng tại hạ là ham treo giải thưởng loại người sao và hạo thiên tông treo giải thưởng ngay tự chính mình đều động tâm tự lại càng không cần phải nói những người khác có tốt như vậy nơi chuyện gì làm không được và làm không được tiêu phàm nhàn nhạt, nhạt nói ra tựa hồ hết thảy đều là như vậy đương nhiên trong thạch động lập tức lâm vào trong trầm mặc cô gái áo đen lại không thấy phản bác cũng không có hử lạnh, không lên tiếng. Khơi khoảnh, ống tay áo dương lên, một đạo tia ánh sáng trắng hướng Tiêu Phàm bay vụt mà đến. Tiêu Phàm mắt sắc, thoáng một tí tự nhìn ra, đúng vậy Huyền Vũ Giáp. Lúc này chảo trong tay, một chút cảm ứng, hoàn hảo không tổn hao gì, liền là ôm quyền vừa chắp tay, nói ra, đa tạ tiên tử. Cô gái áo đen không để ý tới hắn, phối hợp khoanh chân ngồi xuống, nhàn nhạt, nhạt nói ra, ta ít nhất được 8 lần tổn thương, bổn mạng chân nguyên lỗ lã không ít rất khó trị. Và luận như thế nào, luôn muốn thử một lần đích. Tiêu phàm trầm giọng nói ra, chậm rãi đi qua, tại cô gái áo đen hơi nghiêng ngồi xuống, duỗi ra tay phải ba ngón tay, khoác lên cô gái áo đen tinh xảo mạch trên cổ tay. Xúc tua nơi, một mảnh lạnh buốt. Cô gái áo đen vẫn không nhúc nhích, tùy ý hắn bắt mạch. Hạo nhiên chính khí chậm rãi từ cô gái áo đen mạch cổ tay gian thấu đi vào, theo kinh mạch, từ từ hướng tiền. Tại loại tình hình này phía dưới, cô gái áo đen có can đảm buông ra mạng của mình môn, giao cho tiêu phàm trong tay, thật sự cần mặc đại dũng khí. Nhưng ở tiêu phàm xem ra, nhưng lại lại bình thường bất quá. Đã muốn trị bệnh, người lại không tin được lang Trung, cái này bệnh như thế nào chị? Mặc kệ cô gái áo đen là bực nào tội ác tay trời, giờ phút này tại tiêu phàm trong mắt, cũng chỉ có người bệnh cùng lang Trung tiêu phàm cũng tuyệt đối làm không xuất ra đem cô gái áo đen giao cho hạo thiên tông đi lĩnh thưởng sự tình quân tử có cái nên làm có việc không nên làm rất nhanh tiêu phàm lông mày liền chăm chú nhân bắt đầu đứng dậy cô gái áo đen nói được hời hợt nhưng thực tế tình hình tự nhiên muốn không xong nhiều lắm há dừng lại là rất khó trị mà thôi tiêu phàm rất khó tưởng tượng một người bị thương nặng như vậy rõ ràng còn có thể ngàn dặm xa xôi theo đại tề quốc chạy đến kim châu thành đến còn có thể theo hai vị cùng giai đại tu sĩ thủ hạ bình yên chạy thoát. Dựa theo lang trung yêu cầu, cô gái áo đen cần tuyệt đối nằm trên giường tĩnh dưỡng. Chút bất chi bất giác, tiêu phàm tăng lớn hạo nhiên chính khí đưa vào, vô thành vô tức mà làm dịu lấy cô gái áo đen bị thương trầm trọng trong kinh mạch bẩn. Ngay từ đầu, tiêu phàm có lẽ hay là cẩn thận từng ly từng tí đích. Dù sao hạo nhiên chính khí là chính tông nhất chính đạo công pháp, đường hoàng chính đại, cô gái áo đen tu luyện tuy nhiên không thể tính toán là ma đạo công pháp, thực sự thật sự mang theo vài phần tà khí, kiếm đi nhập đề. Hơn nữa tiêu phàm hạo nhiên chính khí là thổ thuộc tính công pháp, mà cô gái áo đen tựa hồ là tươi ngon mọng nước thể, tu luyện chính là băng thuộc tính đến hàn công pháp. Hai người trong lúc đó, vạn nhất cũng không, truyền hình hai trong một, hiệu quả khả năng tự hoàn toàn ngược lại liễu tương đương. Ai ngờ lại không có chút nào không ổn. Cô gái áo đen thân thể, đối với hạo nhiên chính khí không có bất kỳ bài xích mặc cho hắn tốc hành kinh mạch tạng phủ các nơi thật lâu tiêu phàm mới chậm rãi thu tay lại chỉ cô gái áo đen trên mặt tái nhợt thoảng qua hiện ra một tia đỏ ửng và từ chỗ được các loại nội thương chỉ cần dùng dược đúng bệnh hảo hảo điều trị thật cũng không khó khỏi hẳn chính là chân nguyên hao tổn quá lợi hại tương đối khó giải quyết hơi khoảnh tiêu phàm chậm rãi nói ra cau mày Cấp thấp tu sĩ hao tổn chân nguyên cũng không khó trị, bệnh như vậy lệ, trăm hùng đường hàng năm đều muốn trị thượng mấy trăm lệ, kinh nghiệm có thể nói rất phong phú. Đa số thời điểm đều là phía dưới lang trung ra tay, rất ít muốn phiền toái đến Tiêu Phàm. Nhưng cô gái áo đen rõ ràng không giống với. Nàng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, pháp lực chi thâm hậu, không gì sánh kịp. Dù là Tiêu Phàm pháp lực hơn xa cùng giai tu sĩ, tại vừa rồi điều tra chính giữa, cũng xem thế là đủ rồi ít nhất tại trước mắt, hắn thì không cách nào tới đánh đồng đích. Tung tính toán hiện tại chân nguyên giảm nhiều thiệt thòi lớn cũng như trước không phải bình thường nguyên anh tu sĩ có thể so sánh đích. Muốn bổ sung nàng lỗ lã chân nguyên, độ khó thật sao không nhỏ. Tiêu phàm thủ đoạn một phen, một cái hộp ngọc di động hiện ra, nhẹ nhàng đưa tới cô gái áo đen trước mặt, nói ra tiên tử, chỗ này của ta có một cây mấy ngàn năm hỏa hầu băng hải đường, đối với tiên tử thương thế có một chút hiệu quả trị liệu, trước luyện hóa đi à nha. Cái này cây băng hải đường, có lẽ hay là tiêu phàm tại lệ thú cánh đồng hoang vô cuối cùng lấy được, lúc ấy cái kia cây băng hải đường bị hắn dùng đến luyện chế thành đoạn trường thảo giải dược, trùng trồng tử đô giữ lại, trồng tại nam cực tiên ông linh dược viên gấp trăm lần khu, hôm nay bốn mười mấy năm đi qua cái này băng hải đường dược linh, đã đạt đến hơn bốn nghìn năm, dược hiệu chi dai, cực kỳ hiếm thấy, cùng thiên hay tiên tử lúc trước chính mình yêu cầu năm nghìn năm băng hải đường trên cơ bản không có bao nhiêu khác nhau liễu tương đương. Lúc ấy tại trăm hùng đường, tiêu phàm đối mặt cô gái áo đen uy hiếp, không chút nào vì chỗ động, hôm nay lại không nói hai lời, tự lấy đi ra, giao cho cô gái áo đen trước mặt. Tình huống bất đồng, tự nhiên phương thức xử trí tựu bất đồng. chương 1046 Thiên Hương Ngọc Lộ Cô gái áo đen thân thủ tiếp nhận băng hải đường, cũng không có vội vã mở ra hộp ngọc đến xác nhận, càng không có lập tức nuốt, mà là móc ra cái kia cái chữ vật vòng tay, đưa tới tiêu phàm trước mặt. Cái này chữ vật vòng tay ở phía trong, chứa 5.000 khỏa thượng phẩm trung giai linh thạch, là cô gái áo đen đã từng muốn đưa cho tiêu phàm trả thù lao. Tiêu phàm lắc đầu, nói ra ta không phải vì linh thạch mà đến, ta chính là muốn biết rõ ràng, tiên tử thiên hay cung cùng vô cực môn là loại quan hệ nào. Và cái gì quan hệ? Thiên hay tiên tử nhàn nhạt nói ra. Và không tin. Tiêu phàm trả lời cũng thập phần trực tiếp. Thiên hay tiên tử trầm mặc thoáng một tí, mới lên tiếng tiền bối tổ sư ở giữa nam nữ tình hình, không phải chúng ta những này hậu bối đệ tử có thể tùy tiện phỏng đoán đích. Tiêu phàm sừng sốt một chút, yên lặng nhẹ gật đầu. Cô gái áo đen lý do này rất lớn, thoáng cái tựu thuyết phục hắn. Thật giống như hắn một mực không phải rõ ràng như vậy, sư phụ hắn chỉ thủy tổ sư cùng thất diệu cung đời trước cung chủ, rốt cuộc là loại quan hệ nào. Ngẫu nhiên nghe sư phụ tại giữa những hàng chữ nhà lộ ra tưởng niệm, tiêu phàm cảm thấy nhất định cùng nam nữ yêu có quan hệ, mà hắn và Tân Lâm trong lúc đó lại càng có ra thịt chi thân, vợ chồng chi thực. Như vậy nam nữ hoan ái, hậu bối đệ tử xác thực không được tốt đi miệt mài theo đuổi. Bất quá có thể khẳng định chính là, tại thoi ma giới, dùng vô cực môn tại chính đạo trận doanh bên trong hiển hách huy danh, trưởng giáo chân nhân hoặc là mặt khác đẳng cấp cao chân nhân cùng thiên hay cung cung chủ trong lúc đó nếu quả thật đã xảy ra nam nữ hoan ái tình hình, chỉ sợ ai cũng sẽ không trắng trợn trương dương đích. Và chỉ biết là, các người vô cực môn thứ 32 đời trưởng giáo tổ sư Long Tượng chân Nhân, tại uy vọng nhất như ngày trung thiên thời điểm, bỗng nhiên tuyên bố thiền vị. Không hề qua hỏi tới chuyện của Giang Hồ, từ đó về sau, tự triệt để nhạt ra tu chân giới. Có rất ít người đã từng gặp hắn tiên tung, không lâu về sau, chúng ta thiên hay cung đương đại cung chủ cũng thối vị nhượng chức. Vân Du Giang Hồ đi, cô gái áo đen tiếp tục nhàn nhạt, nhạt nói ra. Tiêu phàm hoảng sợ, Long tượng tổ sư là vô cực môn cực kỳ nổi danh một vị trưởng giáo chân nhân, đã từng tự mình sửa sang lại qua vô cực môn tất cả điển tịch, đi vu tồn tại tinh, tuy nhiên chưa nói tới là khai sáng chi công, cũng tuyệt đối là trung hưng đứng đầu tại lịch đại trưởng giáo tổ sư bên trong, huy vọng cực cao. Do Long tượng tổ sư tự mình sửa sang lại qua, vô cực chín tương thiên bị hậu bối đệ tử xưng là Long tượng bản so sáng lập ra môn phái tổ sư vô cực thiên tôn tự viết thiên tôn bản còn muốn lưu truyền càng rộng nhưng có quan hệ long tưởng tổ sư cái này đoạn bí mật. Tiêu phàm lại không biết chút nào, vô cực thuật tàng bên trong cũng không có bất kỳ ghi lại. Hôm nay cô gái áo đen như vậy miêu tả, rất rõ ràng, long tượng tổ sư cùng ngay lúc đó thiên hay cung chủ trong lúc đó, tuyệt đối không có ai biết tình cảm. Thậm chí hai người kết bạn mà đi, vân du giang hồ, đều vô cùng có khả năng. Chiếu nói như vậy, vô cực môn cùng thiên hay cung trong lúc đó quan hệ chi mật thiết ít thấp hơn trên địa cầu vô cực môn cùng thất diệu cung quan hệ trong đó. Khó trách Thiên Hay Tiên Tử biết được hắn là vô cực truyền thừa về sau, liền là lưu thủ không phát, không có thống hạ sát chiêu. Thấy Tiêu Phàm thủy chung không chịu tiếp cái kia cái chữ vật vòng tay, Thiên Hay Tiên Tử lập tức liền không nói một lời mà đem hộp ngọc lui trở về. Tiêu Phàm không khỏi cười khổ một tiếng. Cái này vì Thiên Hay cung chủ tính tình thật đúng là bướng bỉnh. Nửa phần cũng không nguyện chiếm người tiện nghi cái kia lạnh như băng thần thái, cùng với ít nói ít lời tính tình, cùng Tân Lâm rất có chỗ tương tự. Và a, à, cái này thù lao ta tiếp nhận rồi. Tiêu phàm chỉ phải đem chữ vật vòng tay thu tới, lập tức lại trao nổi lên hai hàng lông mày. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Và lời nói nói thẳng. Thiên hay tiên tử ngữ khí có lẽ hay là lãnh lãnh đạm đạm đích. Tiêu phàm trầm ngâm nói, ta tại tiên tử trong cơ thể cảm nhận được mặt khác một cổ bất thường khí tức, giống như phi thường kỳ lạ xin thứ cho ta nói thẳng, đây mới thực sự là uy hiếp tiên tử an toàn mấy cái gì đó. Cảm giác, cùng thần hồn chi lực có một chút quan hệ. Thứ này, giống như đang tại tìm muốn xâm nhập đến tiên tử thần trong thức hải đi. Một mực đều lãnh lãnh đạm đạm thiên hay tiên tử thần sắc biến đổi, lập tức cười lạnh nói. Ngay người đây cũng có thể điều tra được đi ra, xem ra người trở thành Kim Châu Thành y thánh thật đúng là không phải may mắn. Tiêu phàm khoát tay áo, Nói ra, cái đó và Y Thánh không quan hệ, cùng Hạo Nhiên chính khí tương quan. Hạo Nhiên chính khí là nhất chính đại đường hoàng công pháp một trong, bất luận cái gì tà mị khí tức, tại Hạo Nhiên chính khí điều tra phía dưới, cũng không có chỗ che giấu, ẩn trốn. Kim Châu thành những thứ khác Y Thánh, vô luận là bính lão tiên sinh có lẽ hay là đinh Sán, không có tu luyện qua Hạo Nhiên chính khí, chỉ sợ rất khó điều tra ra thiên hay tiên tử trong cơ thể loại này dị thường. Loại này thần hồn xâm hại là nhất đau đầu người khác đích ngay tiêu phàm đều không có gì biện pháp tốt. Thuốc và kim châm cứu chi lực khó có thể có hiệu quả. Nhưng thứ này lại thật sự sẽ ảnh hưởng đến thiên hay tiên tử tính nết. Nghiêm trọng nói chút ít lời mà nói, thiên hay tiên tử rất có thể hội, nổi điên. Có lẽ nổi điên thời gian không biết rất lâu, nhưng mà một khi mất đi khống chế thời điểm, cả người sẽ trở nên không thể nói lý, cực kỳ nguy hiểm, vô luận là ai cũng có thể lọt vào công kích của nàng. Cái này nhưng thật là muốn chết. Thiên Hay Tiên Tử liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, sợ hãi. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Tiêu Phàm cũng không tức giận, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thật cũng không là sợ hãi, chỉ là lo lắng. Nếu như chế xử trí, loại tình hình này hội càng ngày càng nghiêm trọng. Ta rất khó hiểu, dùng tiên tử tạo nghệ, làm sao sẽ bị loại vật này xâm vào thể nội hay sao? Thần hồn xâm nhập, thường thường phát sinh ở tu vi tương đối cách xa tu chân giả trong lúc đó thiên hay tiên tử dĩ nhiên là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, ai có thể đối với nàng tạo thành thần hồn thương tổn. Chẳng lẽ là ngộ linh kỳ đại năng người? Cái kia tựa hồ càng thêm không có khả năng. Nếu thật là ngộ linh kỳ đại năng người, trực tiếp ra tay đem thiên hay tiên tử bắt giữ chính là, làm gì như thế quanh co lòng vòng. Và mà lại, không dối gạt tiên tử nói, ta đối với hạo thiên tông treo giải thưởng, cùng với huệ môn chủ ngàn dặm đuổi giết đều cảm thấy khó có thể giải thích, vô luận là hạo thiên tông có lẽ hay là hạo ngày môn, không đến mức nhìn trời hay cung cùng tiên tử thống hận đến tình trạng như thế. Tuy nhiên Huệ môn chủ nói tiên tử đã thương hạo thiên tông thiếu tông chủ, nhưng lý do này thật sự không đủ đầy đủ. Tu chân giới tranh đấu là chuyện thường xảy ra. Thực tế hạo thiên tông treo giải thưởng nói được thập phần minh bạch, nhất định phải bắt giữ tiên tử mới có thể năng lực lĩnh thưởng. Tiêu phàm cũng không cấm kỵ, trực tiếp đem nghi vấn trong lòng đều hỏi lên, thần sắc nghiêm nghị vấn đề này phải muốn biết rõ ràng rồi hắn có thể quyết định kế tiếp phải nên làm như thế nào mặc dù nói thầy thuốc nhân tâm nhưng tiêu phàm cũng không phải không hề nguyên tắc người nếu như thiên hay tiên tử quả nhiên là tội ác tài trời mỗi người đắc mà giết chi tiêu phàm cũng chắc chắn sẽ không che chở nàng thiên hay tiên tử nhàn nhạt, nhạt mà nhìn qua hắn hỏi nếu như ta thật sự là giết người như ngoé yêu nữ người có phải hay không liền định phẩy tay áo bỏ đi và tiêu phàm không chút do dự đáp và quản vô cực truyền thừa hiện tại sự suy thoái đến loại tình trạng nào tổ sư di huấn tuyệt đối không thể vi thiên hay tiên tử trong mắt lộ ra một tia cực kỳ kỳ lạ thần sắc tựa hồ tuyệt không nghĩ tới tiêu phàm sẽ cho nàng như vậy trả lời thuyết phục sau một lát thiên hay tiên tử mới chậm rãi nói ra thiên hương ngọc lộ người nghe nói qua chưa và hương ngọc lộ tiêu phàm hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhíu lại và đạo lần này giới thực sự loại này nghịch thiên mấy cái gì đó. Thiên hay tiên tử hai đầu lông mày cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Tiêu Phàm rõ ràng biết rõ Thiên Hương Ngọc Lộ, bất quá ngẫm lại Tiêu Phàm chính là Kim Châu Thành Y Thánh, cũng cũng không phải là như vậy kỳ quái. Và Hương Ngọc Lộ mặc dù là trong truyền thuyết của quý, nhưng ở rất nhiều năm trước kia, quả thật có người tìm được qua đích. Loại này linh vật, được xưng là thoi ma giới đệ nhất tiên lộ, nghe nói tìm được Thiên Hương Ngọc Lộ người ăn xuống dưới về sau, vô luận loại nào bình cảnh đều lập tức biến thành đường bằng phẳng, không hề trở thành bất luận cái gì chướng ngại. Hơi khoảnh, Thiên Hay tiên tử chậm rãi nói ra. Tiêu Phàm lập tức ngây ngẩn cả người. Thiên Hay tiên tử cái này giải thích, cùng hắn tại Nam Cực sách thuốc thượng nhìn thấy tương quan ghi lại, khác nhau rất lớn. Nam Cực sách thuốc ghi lại, Thiên Hương Ngọc Lộ là chữa bệnh thuốc tiên, còn số người chết thịt bạch cốt thần kỳ công hiệu. Đây không phải hình dung, mà là thật sự công hiệu chỉ cần linh hồn không tiêu tan, dù cho tìm được một ít đoạn xương cốt thì có khởi tử hồi sinh khả năng. Nhưng Tiêu Phàm vẫn cho rằng, đây chỉ là nào đó nghe đồn. Dược y không chết người. Điểm này, Tiêu Phàm vẫn luôn là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ đích. Vô luận là với tư cách lang trung cũng tốt, có lẽ hay là với tư cách thuật sư cũng tốt, Tiêu Phàm đều cảm thấy, đây mới là khoa học luận chứng. Thiên Hương Ngọc Lộ có lẽ thực sự thập phần thần kỳ công hiệu lại quyết không đến mức thật có thể đủ sinh tử thịt người bạch cốt. Cái kia không được thần tiên tiên đan rồi. Nhưng mà hiện tại thiên hay tiên tử nói ra được những lời này, lại càng làm cho hắn kinh ngạc. Điều này sao có thể? Cái gọi là bình cảnh tồn tại, đúng vậy trời phạt chi lực tại tu chân giới lớn nhất thể thể hiện, cũng là thiên đạo cân đối nhất định phải có điều tiết thủ đoạn. Nếu không nghe lời, đẳng cấp cao tu sĩ chẳng phải là muốn kín người hết chỗ. Cần biết tu sĩ cùng bậc càng cao, hàng ngày tu luyện phải cần linh khí lại càng muốn nồng đậm. Tại linh khí tương đối mỏng manh địa phương, một gã nguyên anh tu sĩ một mình chiếm cứ phạm vi mấy ngàn dặm linh mạch thập phần bình thường. Đương làm bình cảnh không hề trở thành bình cảnh thời điểm, thiên đạo cân đối lập tức cũng sẽ bị đánh vỡ. Đây mới thực là nghịch thiên. Tại các loại giao dịch hội đấu giá hội thượng, chỉ cần có trợ ở đột phá bình cảnh đan dược, một khi xuất hiện, lập tức sẽ tranh giành phá đầu. Nếu như thiên hương ngọc lộ loại vật này thật sao tồn tại, chỉ sợ sẽ quấy được thiên hạ đại loạn. Thiên hay tiên tử nhàn nhạt nói ra, người không cần lo cho thật sự hay là giả đích, nếu như loại vật này thật sự tồn tại, người có thể hay không động tâm. Tiêu phàm nở nụ cười khổ, nói ra, chỉ cần là tu chân giả có thể không động tâm sao. Với hắn mà nói, ngộ linh kỳ có lẽ hay là rất xa xôi sự tình, nhưng đối với thiên hay tiên tử mà nói, ngộ linh kỳ lại là có thể chạm đến lấy được cảnh giới. Mọi người công nhận, Nguyên Anh Kỳ đến Ngộ Linh Kỳ bình cảnh, mới thật sự là rãnh trời. Một trăm tên kim đan hậu kỳ tu sĩ bên trong, có lẽ có thể xuất hiện một cái Nguyên Anh tu sĩ, nhưng một trăm tên Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ bên trong, quả quyết không xảy ra một cái Ngộ Linh Kỳ tu sĩ. Mà tu sĩ một khi đặt chân Ngộ Linh Kỳ, tự ý nghĩa có phi thăng huyền linh thượng giới cơ hội. Đây mới thực sự là vĩnh sinh đại đạo. Nếu như đây hết thảy đều cùng thiên hương ngọc lộ bộ mặt thật quan, ngược lại giải thích đắc thông liễu tương đương điều kiện tiên quyết là có quan hệ thiên hương ngọc lộ nghe đồn đều thật sự bất quá tung tính toán cái kia gần kề chỉ là một nghe đồn theo không có người nghiệm chứng qua chỉ cần có như vậy nghe đồn sẽ dẫn phát điên cuồng và hứa ngươi không tin trong truyền thuyết vài ngàn năm trước tìm được qua thiên hương ngọc lộ vị tiền bối kia cao nhân chính là vô cực thiên tôn mắt thấy tiêu phàm có chút không tin tưởng lắm thiên hay tiên tử lại chậm rãi nói một câu như vậy chương 1047 có mới nới cũ. Và cực thiên tôn, tiêu phàm lại lắp bắp kinh hãi. Và sai, trong truyền thuyết, vô cực thiên tôn là một người duy nhất tại hạ đợi giới diện đột phá ngộ linh hậu kỳ bình cảnh, tiến vào hóa hư kỳ đại cao thủ, là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt. Và không có khả năng, tiêu phàm không khỏi bật cười, nhẹ khẽ lắc đầu. Hắn đến thoi ma giới nhiều năm như vậy, đọc qua sách cổ không tại số ít, vô luận loại nào trong biển tịch, đều minh xác ghi lại ngộ linh hậu kỳ là thoi ma giới như vậy hạ đẳng giới diện tu chân giả có khả năng đạt tới cảnh giới cao nhất trên lý luận chỉ cần thành công bước vào ngộ linh kỳ tự có cơ hội phi thăng huyền linh thượng giới cho nên tu chân giới rất ít nhìn thấy ngộ linh kỳ tu sĩ bên ngoài hành tẩu chính là như vậy nguyên nhân thứ nhất tự nhiên là bởi vì ngộ linh kỳ tu sĩ cực kỳ hiếm thấy ít càng thêm ít thoi ma giới hàng tỷ sinh linh bất kể là nhân loại tu sĩ có lẽ hay là yêu thú hoặc là các loại linh trùng, có thể đột phá nặng nề gian nan hiểm trở, đặt chân ngộ linh kỳ đích, ít càng thêm ít, không phải vạn chung không một, mà là trăm triệu chung không một. Điểm này, theo nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hiếm thấy, tự có thể thấy được lốm đốm. To như vậy hoắc sơn quốc, tu sĩ ngàn vạn, đạt đến tại nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đích, cũng cũng chỉ có vũ văn thứ hai người mà thôi. Ngộ linh kỳ tu sĩ rất thưa thớt, có thể nghĩ. Thứ hai, là mỗi một vị ngộ linh kỳ tu sĩ, cơ hồ đem toàn bộ thời gian đều dùng tại tu luyện cùng tiến trên bậc. Bình thường mà nói, một khi bước vào ngộ linh hậu kỳ cảnh giới, tự cũng tìm được thượng giới chỉ dẫn, tự động phi thăng. Nhưng ngộ linh kỳ tiến dai, so sánh với nguyên anh kỳ lại càng ngàn khó muôn vàn khó khăn, hoàn toàn không tại một tầng thứ phía trên. Đa số ngộ linh kỳ tu sĩ, cuối cùng cả đời, đều dừng lại tại sơ kỳ cảnh giới. Sốt cuộc khó có tiến thêm. Nhưng mà, ngộ linh sơ kỳ tu sĩ cũng có một chút tỷ lệ có thể phi thăng thượng giới đương nhiên điều này cần tiến hành đại lượng công tác chuẩn bị tìm kiếm hai cái giới diện trong lúc đó không gian áp lực nhất điểm yếu dùng bí pháp cưỡng ép hiếp xé rách không gian mượn nhờ không gian bão táp chi lực phi thăng thượng giới bất quá làm như vậy tính nguy hiểm tại phía xa bình thường phi thăng phía trên ngộ linh kỳ tu sĩ cuối cùng cả đời đều ở rất cố gắng mà tiến hành như vậy công tác chuẩn bị một khi phát hiện mình vô pháp tiến giai, như vậy nhất định tu cường ép hiếp phi thăng liễu tương đương. Đã tới rồi huyền linh thượng giới, chỗ đó linh khí nồng đậm trình độ. Là hạ đẳng giới diện mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần đã ngoài, có như vậy sung túc thiên địa linh khí, lại mưu cầu tiến giai chi đạo, dĩ nhiên là so tại thoi ma giới hy vọng muốn lớn. Nhưng là, thiên hay tiên tử nói hóa hư kỳ, đã muốn vượt ra khỏi hạ đẳng giới diện có khả năng thừa nhận cực hạn. Hóa hư kỳ tu sĩ, hoàn toàn không có khả năng tại hạ đợi giới diện sinh tồn, cực lớn giới diện chi lực, hội đem xé thành mảnh nhỏ. Đây là thiết giới diện pháp tắc, tuyệt sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào lực mà thay đổi. Thiên hay tiên tử nói ra, rất nhiều người cũng không tin, nhưng có một chút thật sự, năm đó giới diện đại chiến, thoi ma giới đồng thời tổng số cái giới diện trọng điệp. Là đại chiến thảm thiết nhất giới diện, cho tới nay tại còn bảo tồn lấy không ít cấm khu, đều là do năm không gian sụp xuống về sau hình thành tử tuyệt chi địa vốn là thoi ma giới đã muốn gặp phải diệt tộc họa. Cuối cùng nhất bởi vì vô cực thiên tôn ngang trời xuất thế, liên tiếp đánh bại giới diện khác mấy vị ngộ linh trung hậu kỳ đại năng người. Lúc này mới vãn hồi rồi tình thế nguy hiểm, làm cho chúng ta thoi ma giới có thể kiên trì. Mãi cho đến giới diện tách ra mới thôi. Tiêu phàm gật gật đầu, nói ra tung tính toán như thế, cũng không thể chứng minh tổ sư ra năm đó ở hạ giới đột phá đến hóa hư kỳ. Thiên hay tiên tử nói ra, vô cực thiên tôn tiến giai ngộ linh hậu kỳ, cuối cùng nhất thành công phi thăng thượng giới, đây là không tranh giành sự thật. Đồn đãi đều nói, vô cực thiên tôn bởi vì ăn thiên hương ngọc lộ, thực tế tại hạ giới thời điểm cũng đã có thể đột phá ngộ linh hậu kỳ, tiến vào hóa hư kỳ. Chỉ có điều vì giới diện đại chiến, ngạnh xanh xanh áp chế cảnh giới của mình. Một mực đợi cho giới diện đại chiến sau khi chấm dứt, mới phi thăng thượng giới đích. Bất kể thế nào nói, trong lúc này khẳng định có thiên hương ngọc lộ công lao đối với cái này tiêu phàm từ chối cho ý kiến dù sao đó là phát sinh ở năm sáu vạn năm sự tình bổn môn trong điển thì cũng không thấy tương quan ghi lại tạm thời chỉ có thể còn nghi vấn và sao tiên tử bị thương thiên hay cung bị hủy sự tình cùng thiên hương ngọc lộ lại có cái gì liên quan và nhưng có liên quan người biết chúng ta thiên hay cung cùng, cùng hạo ngày môn trước kia là loại quan hệ nào sao và chủng chồng quan hệ và sư muội là huệ thiên hào song tu bầu bạn Thiên hay tiên tử ngữ ra kinh người. Tiêu Phàm hai hàng lông mày, bỗng nhiên gian dương bắt đầu đứng dậy. Như vậy quan hệ, hắn thật đúng là không tưởng được. Và Quan Thiên Hương Ngọc lộ tin tức, chính là Huệ Thiên Hào trước hết nhất lấy được. Lúc ấy liên thủ đi tìm manh mối người, tổng cộng có 8 cái. Huệ Thiên Hào cùng Hạo Thiên Tông thiếu tông chủ đều tham gia, ít nhất đều ở nguyên anh trung kỳ đã ngoài tu vi, hậu kỳ tu sĩ cũng có 3 người cái này thật đúng là rất xa hoa tầm bảo đoàn. Hậu kỳ đại tu sĩ thì có ba người, hơn nữa năm tên trung kỳ tu sĩ, trên căn bản là thiên hạ to lớn, nơi nào đều có thể đi được liễu tương đương. Chỉ cần không phải liên quan đến đến sinh tử tồn vong đại sự, hẳn là không có bất kỳ bang phái tông môn có can đảm ngăn cản bọn hắn tầm bảo. Và cuối cùng nhất kết quả như thế nào? Các người tìm được thiên hương ngọc lộ sao? Dù là tiêu phàm trước sau như một đối với mấy cái này ngoài thân bên ngoài thấy rất nhạt, cũng không khỏi bị thiên hay tiên tử khơi gợi lên đầy ngập lòng hiếu kỳ. Thiên hay tiên tử khóe miệng nhếch lên, hiện lên một vòng nụ cười chế nhạo, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Không có, bất quá, chúng ta tìm được rồi một phần địa đồ. Nói xong, thủ đoạn một phen, một mặt tàn phá ngọc bài di động hiện ra. Mặt này ngọc bài hiện lên màu vàng nhạt, không trọn vẹn không được đầy đủ, xem xét chính là năm xưa vật cũ, không biết trong lòng đất vùi giấu bao nhiêu năm, nhưng như cũng lóe ra nhàn nhạt linh khí có thể thấy được không phải bình thường đồ trang sức và chính là phần địa đồ và nhìn xem chẳng phải sẽ biết liễu tương đương tiêu phàm cười cười nói ra bản đồ này liên quan trọng đại tại hạ có lẽ hay là không nhìn tốt xem chừng thiên hay tiên tử hòa huệ thiên hào bọn người cũng là bởi vì phần này địa đồ mới trở mặt thành thủ đích hôm nay hắn một cái ngoại nhân tùy tùy tiện tiện tự nhìn bản đồ này chỉ sợ sẽ tự rước lấy hỏa Thiên Hay Tiên Tử lãnh đạm mà cười một tiếng, nói ra, như thế nào, sợ rước hỏa vào thân. Kỳ thật ngươi truy đến nơi này, nếu như không chào ta mà nói, cũng đã gây tai họa liễu tương đương. Lại càng không cần phải nói, ngươi trả lại cho chữa bệnh chữa thương. Cùng ta đi được gần như vậy, còn muốn theo chuyện này chung bước ra trở ra, ngươi không biết là vô cùng lạc quan đến sao. Tiêu Phàm mỉm cười, thân thủ tiếp nhận ngọc bài, lập tức dán tại trên chán. Cầu phú quý trong nguy hiểm nếu như thế gian thực sự thiên hương ngọc lộ loại này nghịch thiên linh vật, như vậy vì chi bốc lên lớn hơn nữa phong hiểm, đều là đáng giá đích. Nếu như đồn đãi là thật, vô cực thiên tôn năm đó cũng bởi vì được cái này cái cọc đại tạo hóa, do đó bước lên tu chân giới đỉnh phong nhất, thành công phi thăng thượng giới, chứng nhận đạo trường sinh. Ngọc bài ở phía trong cất dấu đích, quả nhiên là một bộ địa đồ, nghiêm khắc mà nói, hẳn là một bộ không trọn vẹn địa đồ. Sốt cuộc tàn thiếu bao nhiêu, đã có thể không được biết. Tiêu phàm tiện tay đem ngọc bài trả lại cho thiên hay tiên tử, hỏi tiên tử, như vậy ngọc bài, tổng cộng có mấy khối? Và khối? Và khối tự là một bộ nguyên vẹn địa đồ sao? Và biết rõ? Và biết rõ? Rất hiển nhiên, đáp án này xác thực rất vượt quá tiêu phàm dự kiến. Chẳng lẽ lúc trước tìm được những này ngọc bài thời điểm, sẽ không có hợp cùng một chỗ xem xét qua? Và đám bọn họ ba gã hậu kỳ tu sĩ, một người một khối ngọc bài sau đó huệ thiên hào tự bỗng nhiên ra tay đánh lén ta và cái gì và vì lúc kia huệ thiên hào kỳ thật đã muốn hại chết ta sư muội hắn biết rõ ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ liền thừa dịp tầm bảo cơ hội mua được những người khác tại quan trọng hơn trước mắt đánh lén ta tiên hạ thủ vi cường và tử xin chờ một chút tiêu phàm nhịn không được liên tục khoát tay kêu lên và sư muội không phải huệ thiên hào xong tu bầu bản sao làm sao sẽ bị huệ thiên hào hại chết đâu này thiên hay tiên tử liếc nhìn hắn một cái nhàn nhạt, nhạt nói ra có mới nới cũng những lời này ngươi không có đã từng nghe nói chưa đàn ông các ngươi không đều là như thế này ta sư muội là si tình hạt giống trong mắt không được phép một hạt hạt cát tiêu phàm liền đổ mồ hôi một cái hắn chợt phát hiện nữ nhân này vô luận tu vi cao thấp chỉ cần nói chuyện đến chuyện nam nữ thượng nhất định đều là cùng một cái làn điệu đàn ông các ngươi không đều là như thế này Tiêu phàm thật đúng là có chút ít khó hiểu, không biết tại sao có thể như vậy, độ cao nhất trí. Và huống chi cái kia thiên hương ngọc lộ có thể thiếu một người phân tự ít đi một người phân, Huệ Thiên Hào người này, cho tới bây giờ đối với hết thảy đều tính toán đắc thập phần khôn khéo. Lúc trước ta liền cho nhắc nhở qua sư muội không cần phải quá mức tín nhiệm người nam nhân này, nàng chính là không nghe, đúng là vẫn còn đem mình hại chết. Thiên hay tiên tử bình tĩnh nói, tựa hồ tại kể rõ một kiện cùng mình hoàn toàn không thể làm chung sự tình kỳ thật chính ngươi tựa hồ cũng không thể so với sư muội của ngươi tốt hơn chỗ nào đúng là vẫn còn lên huệ thiên hào đương làm chỉ có điều ngươi tu vi cao hắn không có thực hiện được mà thôi cũng may tiêu phàm là người khiêm tốn tự không biết đem nói như vậy nói ra miệng đến nếu không vậy thì thật là tìm tai và tiết tấu rồi và nói vậy đến huệ môn chủ thật đúng là vị kiêu hùng vì thế không tiếc phát động một hồi đại chiến. Chẳng những giết mình xong tu bầu bạn, lại đánh lén thiên hay tiên tử, cuối cùng nhất còn liên hợp mặt khác chính đạo tông môn, nhất cử đem thiên hay cung diệt môn. Cái này có mới nới cũ cả ra tới động tính, thật sự quá lớn điểm. Thiên hay tiên tử lạnh lùng nói ra, có thể đi đến hắn vị trí kia đích, cái nào không phải kiêu hùng. Tiêu phàm có chút vuốt cằm, lạnh nhạt nói ra kiêu hùng không phải anh hùng. Nhìn ra được, Tiêu Phàm đối với Huệ Thiên Hào sở tác sở vi, rất không ưa. Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều không cho là mình là thánh nhân, nhưng tượng Huệ Thiên Hào như vậy, vì bản thân chi tư, không tiếc đem một cái chuyển lưu tính ra trên vạn năm môn phái diệt môn, Tiêu Phàm vô luận như thế nào cũng không thể nhận đồng. Thiên hay tiên tử nhìn hắn một cái, chậm rãi nói ra, hôm nay bản chính là một kiêu hùng thế đạo, chính thức anh hùng, luôn rất có hại chịu thiệt đích. Người có năng lực, đa số đều lựa chọn thành là kiêu hùng, và vẫn sẽ có người kiên trì đích. Tiêu phàm nhẹ nhàng nói ra, nữ khí kiên định. Và tử, người trước ăn vào băng hải đường A, ít nhất có thể tạm thời ổn định thương thế của ngươi không hề chuyển biến xấu. Chờ ngươi luyện hóa băng hải đường dược lực về sau, ta cho ngươi thêm bắt mạch, căn cứ người thực tế tình huống mở lại mới đơn thuốc. Thần hồn ấn ký nhất thời vô pháp khả thi, trước đem thân thể thương thế điều trị tốt rồi, cũng là tốt. Căn cứ thiên hay tiên tử miêu tả, cái này thần hồn ấn ký rất có thể chính là tại tầm bảo trong quá trình bị tà khí ăn mòn mà tạo thành đích. Cũng may tình hình như vậy, cũng chưa chắc có thể thật sự khó được ở Tiêu Phàm. Tiêu chân nhân chẳng những là y thánh, còn là một vị đại thuật sư. Chương 1048 đuổi giết tới. Trong động không nhật nguyệt những năm tháng, cũng không biết đi qua bao nhiêu thời điểm, đang tại khoanh chân ngồi xuống, thổ nạp điều tức, luyện hóa băng hải đường dược lực thiên hay tiên tử xinh đẹp thân hình bỗng nhiên nhẹ nhàng run rẩy không thôi vốn là hơi có chút hồng nhuận phơn phớt sắc mặt lập tức chuyển thành tái nhợt hô hấp cũng thoáng cái trở nên trầm trọng bắt đầu đứng dậy tại nàng cách đó không xa ngồi xuống điều tức tiêu phàm mở hai mắt ra thân thể nhoáng một cái bỗng nhiên gian đã đến thiên hay tiên tử sau lưng xòe bàn tay ra chống đỡ tại nàng phía sau lưng tâm du trên huyệt hạo nhiên chính khí chậm rãi đưa vào liền vào lúc này tiêu phàm cảm giác có một sợi kỳ lạ khí tức tự thiên hay tiên tử trong cơ thể lộ ra, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, cảm giác, đây là nào đó ẩn núp lấy, truy tung dấu hiệu, bình thường bị thiên hay tiên tử dùng pháp lực áp chế, vô pháp nhúc nhích, lúc này thiên hay tiên tử bản thân xảy ra vấn đề, cái này dấu hiệu liền áp chế không nổi rồi, đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Cái này đương lúc, tiêu phàm cũng bất chấp rất nhiều, chỉ có thể kiệt lực tương trợ thiên hay tiên tử chữa thương, đem hỗn loạn chân khí nội tức, một chút nhét vào bình thường quỹ đạo. Trong lúc cấp bách, tiêu phàm run lên ống tay áo, một cổ bão cát tịch đi lên, đảo mắt liền chui xuống đất ngọn nguồn, không thấy tung tích, đúng vậy đã muốn bước vào nguyên anh cảnh giới thổ ma ngỗ. Hắc lân đồng thời hiện thân ra, mang theo tiêu phàm giao cho nàng trận bàn trận kỳ, lập tức bố trí ra một cái hoa đào ảo trận, đem kề bên này đều che đậy bắt đầu đứng dậy. Thiên hay tiên tử chân nguyên trong cơ thể pháp lực không ngừng quay cuồng bắt đầu khởi động, thật giống như nấu phí nước sôi giống nhau, tại tứ chi bách hải trung khắp nơi tán loạn. Tiêu phàm không ngừng tăng cường hạo nhiên chính khí đưa vào, trong nội tâm thầm giật mình. Xem ra thiên hay tiên tử thương thế, còn lớn hơn đại vượt qua hắn vừa rồi chẩn đoán bệnh. Cái này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ quả nhiên không giống người thường, cứ việc hắn dùng hạo nhiên chính khí một chút điều tra qua, vẫn còn có chút địa phương điều tra không đến. Tu vi đến nơi này chính là hình thức cảnh giới, không ít bộ vị yếu hại đều là tự hành phòng hộ đích. Trừ phi, thiên hay tiên tử có thể 100% đối với hắn buông ra. Khó giữ được lưu chút nào lòng đề phòng. Nhưng hắn lưỡng dù sao mới được là lần thứ hai gặp mặt, thiên hay tiên tử có thể làm đến như bây giờ. Đã muốn cho tiêu chân nhân mạc đại mặt mũi. Bỗng nhiên trong lúc đó, không hề báo hiệu đích, thiên hay tiên tử trong cơ thể bỗng nhiên truyền đến một cổ cực lớn hấp lực, vốn là vẫn còn chậm rãi đưa vào hạo nhiên chính khí, tựa như vỡ đê hồng thủy giống nhau, mãnh liệt hướng lên trời hay tiên tử trong cơ thể phóng đi, tiêu phàm dưới sự kinh hãi, liên tục không ngừng vận khí thu về, lại không hề có tác dụng. Thiên hay tiên tử trong cơ thể vẻ này hấp lực, lớn đến khác tầm thường. Dù là thiên hay tiên tử trước sau như một lạnh như băng đích, cũng không nhịn phát ra nhẹ nhàng rên rỉ thanh âm, tràn đầy thống khổ ý. Cứ theo đà này, chẳng những tiêu phàm sẽ rất nhanh bị hút khô toàn thân tinh nguyên pháp lực, vốn là chân nguyên tự hỗn loạn không chịu nổi khắp nơi tán loạn thiên hay tiên tử lập tức sẽ tổ hỏa nhập ma, thậm chí chân nguyên bạo thể khá lắm tiêu phàm, gặp nguy không loạn. Tay trái run lên, hơn 10 miếng diệp đao nhỏ di động hiện ra, khẽ quát một tiếng. Diệp đao nhỏ kích xạ về phía trước, lập tức đâm vào thiên hay tiên tử phía sau lưng hơn 10 nơi đại huyệt. Thiên hay tiên tử toàn thân rung mạnh, vẻ này khổng lồ hấp lực lại thoáng cái biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Tiêu phàm nhẹ nhẹ thở vào một cái, vội vàng khu sử hạo nhiên chính khí. Chậm rãi dẫn đạo thiên hay tiên tử trong cơ thể hỗn loạn chân nguyên pháp lực, chuyển hướng các nơi trong kinh mạch. Và tung lỏng, không cần khẩn trương, không cần phải kháng cự, hoàn toàn buông lỏng, tiêu phàm nhẹ nói nói, ngữ khí nhu hòa, tràn đầy nam tính hấp dẫn. Không hổ là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cứ việc bổn mạng chân nguyên hao tổn nghiêm trọng, pháp lực lỗ lã lợi hại, trong cơ thể pháp lực chi khổng lồ, cũng như trước vượt ra khỏi. Tiêu phàm ngoài ý liệu, tại phía xa bình thường nguyên anh tu sĩ phía trên tung tính toán tiêu phàm pháp lực xa so với bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hùng hậu nhiều lắm nếu như không có thiên hay tiên tử chủ động phối hợp muốn dẫn đạo trong cơ thể nàng pháp lực nhét vào quỹ đạo cũng là cực kỳ tốn sức liền vào lúc này đỉnh đầu núi đá bỗng nhiên phát ra ầm ầm nổ mạnh cùng với độc trùng phẫn nổ tiếng ssi y ngắn y ngắn âm thanh tiêu phàm nghe được rõ ràng đúng vậy đầu kia tam giai đại thành đang tại hướng tứ giai dảo bước tiến lên thần lần cái này thần lần tuy nhiên dài đến mấy trượng là quái vật khổng lồ nhưng lại độc trùng chi thuộc cũng không phải yêu thú hắn sức chiến đấu cường hãn tại phía xa bình thường yêu thú phía trên cũng không biết là ai kinh động quái vật kia đang tại đại chiến vượt quá tiêu phàm dự kiến chính là trận này đại chiến vậy mà cũng không có tiếp tục bao lâu một thời gian uống cạn chung trà tổ phân ra thắng bại theo một tiếng sắp chết tiếng ssi y ngắn y ngắn âm thanh tam giai đại thành độc trùng khí tức, bỗng nhiên biến mất. Tiêu phàm âm thầm lắp bắp kinh hãi. Lai giả bất thiện. Vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, tự giải quyết hết một đầu tam giai đại thành độc trùng, rốt cuộc quả nhiên khó lường. Sau một lát, ầm ầm một tiếng, cả hoa đào ảo trận đều chấn động lên. Diệt sát thần lần cái kia người, đang lấy cậy mạnh phá trận. Và người, hắc lân hiện thân ra, trên mặt lộ ra kinh sợ thần sắc. Và Huệ Thiên Hào ảo trận chịu không được bao lâu đích. Vừa rồi từ phía trên hai tiên tử trong cơ thể lao ra cái kia đạo ấn ký, dĩ nhiên là Huệ Thiên Hào lưu lại đích. Khó trách hắn có thể một mực truy tung đến thiên hay tiên tử tung tích. Tiêu phàm cái này hoa đạo ảo trận, chỉ là khởi cái che đậy tác dụng, thân mình cũng không có quá mạnh mẽ phòng hộ lực. Dưới tình huống bình thường, nếu như Huệ Thiên Hào không phải tinh thông trận pháp lời mà nói, rất khó phát giác được cái này ảo trận tồn tại, nhưng hắn là men theo ấn ký truy tung tới, tự nhiên khác đương làm đừng luận. Tại một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trước mặt, hoa đào ảo trận cơ bản thùng rỗng kêu to. Không đợi tiêu phàm nghĩ kỳ ứng đối kế sách, trong ầm ầm nổ vang, trận kỳ trận bàn tứ tán bay vụt, hoa đào ảo trận đã bị Huệ Thiên Hào cưỡng ép hiếp công phá. Đang tại khoanh chân chữa thương tiêu phàm cùng thiên hay tiên tử, thình lình ra hiện tại Huệ Thiên Hào trước mắt. Và tiêu đạo Hữu cũng ở nơi đây. Nhìn thấy khoanh chân ngồi ở thiên hay tiên tử sau lưng tiêu phàm, Huệ Thiên Hào cũng cảm thấy kinh ngạc. Và môn chủ, tiêu phàm một tay tiếp tục chống đỡ tại thiên hai tiên tử trên lưng, một bên hướng Huệ Thiên Hào gật đầu thăm hỏi, ánh mắt lại sẽ cực kỳ nhanh tại Huệ Thiên Hào bên người hai người trên người đảo qua. Hai người kia dáng người cao gầy, nhìn về phía trên phi thường trẻ tuổi, bất quá chừng 20 tuổi, lớn lên cơ hồ giống như đúc, xem xét chính là huynh đệ sinh đôi, khác biệt duy nhất ngay tại phục sức phía trên, một người đang mặc áo bảo xanh, một người khác tắc chính là ăn mặc áo vàng. Đương nhiên đây không phải lại để cho tiêu phàm thầm giật mình nguyên nhân, mà là trên người hai người này khí thức phi thường cổ quái, ở vào khoảng chính tà trong lúc đó ẩn ẩn mang theo lôi linh chi lực. Tuy nhiên hai người cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi, cảm giác so với đại đa số nguyên anh trung kỳ tu sĩ còn muốn càng thêm nguy hiểm. Cái loại này thì huyết ánh mắt, tại tiêu phàm cùng thiên hay tiên tử trên người đổi tới đổi lui giống như hai cái độc xà giống nhau, làm cho người ta vừa thấy phía dưới cũng rất không thoải mái. Áo bào xanh nam tử trên người còn dính nhuộm mới lạ vết máu, bằng khí thức tiêu phàm có thể cảm ứng được, tam giai đại thành thần lằn hẳn là chết ở trong tay người này. Và đạo hiếu, không nghĩ tới người so với ta còn vượt lên trước một bước. Ha ha, hảo hảo, tiêu đạo hiếu chỉ cần đem cái này yêu nữ chế trụ giao cho ta, chúng ta đại tề quốc chính đạo tông môn treo giải thưởng, chính là đạo hiếu đích. Ha ha, chúc mừng tiêu đạo hiếu. Huệ Thiên Hào vừa thấy trong sơn động tình hình, liền là ngửa mặt lên trời cười ha hả, không ngớt lời tán thưởng. Tiêu phàm tự cười. Huệ Thiên Hào quả nhiên không hổ là là nhất môn chi chủ, cáo già, rõ ràng nhìn ra hắn là tự cấp thiên hay tiên tử chữa thương, lại luôn mồm kéo đến treo giải thưởng phía trên. Mặc kệ có hữu hiệu hay không, cái này kế phản gián trước dùng tới đến nói sau. Và môn chủ chỉ sợ hiểu lầm, ta là tự cấp thiên hay tiên tử chữa thương chữa bệnh treo giải thưởng vân vân, Huệ môn chủ có lẽ hay là nhà mình dùng a. À. Tiêu phàm vừa cười vừa nói, ngữ khí chẳng những nhẹ nhàng như thường, thậm chí mang theo ba phần trêu chọc ý. Tại đây quan trọng hơn trước mắt, lại bị một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cùng hai gã thị huyết cổ quái nguyên anh tu sĩ ngăn ở cái này sâu trong lòng đất hẹp hòi trong sơn độc, tình hình chi không xong, quả thực tột đỉnh. Nhưng mà càng là như thế, tiêu phàm liền càng là chấn định, tuyệt sẽ không lộ ra nửa phần thất kinh thần sắc cái kia chỉ biết tự loạn trận cước, tự nhanh chóng hắn tử. Và huynh, người này là ai? Tốt hung hăng càn quấy. Huệ Thiên Hào chưa trả lời, tên kia trên người dính vết máu áo bảo xanh nam tử đoạt tại trước, nghiêm khiết lấy tiêu phàm, lẻ lưỡi tại bên miệng thêm một vòng. Cái kia bờ môi hồng diễm diễm đích, giống như nhiễm máu tươi giống nhau. Áo vàng nam tử cũng tà tà chầm chầm vào tiêu phàm, ánh mắt so áo bảo xanh nam tử càng thêm tà ác. Huệ Thiên Hào cười hắc hắc, Nói ra, nói lên vị này, cái kia thật đúng là đại danh đỉnh đỉnh, chính là Kim Châu Thành mới tuyển ra tới Y Thánh, Tiêu Phàm Tiêu đạo Hiếu. Hai vị mộ dung hiền đệ có lẽ hay là đầu một hồi nhìn thấy ít như vậy năm tuấn kiệt a. Lời nói thật nói, vị này, Tiêu Tiên Sinh tại Hoắc Sơn tu chân giới danh vọng, thật đúng là không thấp. Hai vị mộ dung hiền đệ coi như là chúng ta đại Tề quốc nổi tiếng thiếu niên tuấn kiệt rồi, nhưng so với Tiêu Tiên Sinh đến, tựa hồ còn. Hắc hắc. Huệ Thiên Hào lời còn chưa dứt, nhưng ngôn từ ở giữa ý tứ, mặc cho ai đều nghe được rõ ràng. Và sao, vậy thì tốt quá, ta liền cho ưa thích cố chấp hò hét ra hỏa, càng hung hăng càng quấy ta càng thích. Áo bào xanh nam tử khạc khạc xxxxx mà nở nụ cười, giống như một đầu lừa được bị giết một đau, tắt thở lúc trước cái loại này tiếng ssi. Y ngắn, y ngắn, âm thanh thanh âm, nghe vào tai chung muốn đều chói tai thì có nhiều chói tai. Và huynh, đã nói rồi, vị này tiêu y thánh quy hai huynh đệ chúng ta liễu tương đương. Ta giết nhiều người như vậy, còn cho tới bây giờ không có giết qua y thánh, giết bắt đầu đứng dậy nhất định rất thú vị. Huệ huynh, người cũng không thể theo chúng ta đoạt a hát Áo vàng nam tử cũng khặc khặc xxxxx mà cười, tiếng cười cùng áo bảo xanh nam tử đồng dạng, đều là cái loại này sắp chết lửa được bay hơi tiếng kêu. Hai huynh đệ nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt, thật giống như chính đang đánh giá lấy một đầu dê đợi làm thịt, đang lo lắng muốn từ nơi nào hạ đao mới tốt. Huệ Thiên Hào nghiêm mặt nói ra, hai vị hiền đệ ngàn vạn không cần phải khinh thường tiêu đạo hữu. Tiêu đạo hữu tuy nhiên tuổi trẻ, lại tiềm lực cực lớn. Phú Văn Chu đã nói với ta, tiêu đạo hữu tương lai rất có thể đạt tới cái kia chính là hình thức cảnh giới, trở thành hoác sơn quốc vị thứ hai hậu kỳ đại tu sĩ. Và đến, mộ dung huynh đệ đồng loạt quái cười rộ lên. Và không, Huệ huynh, ngươi nói sai rồi, tuyệt đối nói sai rồi. Và không có tương lai rồi. Và vào hôm nay, ở chỗ này, Hoắc Sơn Quốc vị thứ hai hậu kỳ đại tu sĩ, vĩnh viễn đều không có tương lai liếu tương đương. Khắc khắc xxxxxx. Hai người dung đùi đắc ý, tấm tắc không ngớt lời. Tiêu phàm thần tình lạnh nhạt, không rên một tiếng, chỉ là khóe miệng thoảng qua hiện lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Và không chúng ta đánh cuộc a à liền vào lúc này, ngồi xếp bằng điều tức thiên hay tiên tử thật dài thở vào một cái, mở mắt ra, lãnh lãnh đạm đạm nói. Và đánh bạc hai người các ngươi phế vật ghé vào một khối, cũng không phải tiêu phàm đối thủ. Và sao dạng, dám đánh bạc sao? Trường 1049 một quyền là đủ rồi. Mộ dung huynh đệ yêu dị tiếng cười, trong sơn động thật lâu quanh quẩn. Và hay phu nhân, chúng ta coi như là người quen cũ, trước kia như thế nào không biết như người vậy ẩn giấu, như vậy hội giảng chê cười đâu này. Thiên hay tiên tử lý đều không để ý bọn hắn, trực tiếp đem ánh mắt chuyển đến Huệ Thiên Hào trên mặt, lạnh lùng nói ra, Huệ Thiên Hào, qua nhiều năm như vậy, người cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, cuộc sống như vậy, rất tốt qua sao. Và sống khá giả, Huệ Thiên Hào thành thành thật thật nói. Và dùng, ta đây sao chạy ngược chạy xuôi, ngàn dặm xa xôi theo đại tế quốc đuổi tới cái này chim không ỉa phân tây nam khu vực đến, chính là muốn sau này thời gian có thể trôi qua thoải mái một điểm sư tỷ ta quá quen thuộc tính cách của ngươi ta biết rõ ngươi tuyệt sẽ không thiện bỏ đi bỏ qua thay ta cũng giống như vậy huệ thiên hào thanh âm rất bình tĩnh như trước có lẽ hay là để bảo toàn trước kia nhìn trời hay tiên tử xưng hô cùng hắn xong tu bầu bạn đồng dạng gọi hắn là sư tỷ và vậy thì phân cái thắng bại a à. thiên hay tiên tử chậm rãi đứng dậy đối mặt huệ thiên hào nhàn nhạt nói ra và cái thắng bại, Huệ Thiên Hào trên mặt lộ ra thập phần thần sắc kinh ngạc, kinh ngạc nói ra, sư tỷ, người không có ý định tiếp tục chạy sao. Ở chỗ này phân thắng bại, người cảm thấy người có vài thành thắng tính toán. Và thành, thiên hay tiên tử bình tĩnh nói, không chút nào như là tại trêu chọc hắn. Huệ Thiên Hào mọi nơi nhìn một cái, trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm, sư tỷ, ta không thấy như vậy, người có tám phần phần thắng. Tại đây giống như không có gì cổ quái. Cái sơn động này có phải là có cái gì cổ quái, Huệ Thiên Hào thân là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, không có lý do nhìn không ra. Thiên hay tiên tử lạnh lùng nói ra, ta hiện tại chân nguyên lỗ lã đắc rất lợi hại. Nếu như một trọi một, ta ngay cả hai thành nắm chắc đều không có. Nhưng là hai đối với một, vậy thì hoàn toàn không giống với lúc trước. Và đối với một, sư tỷ, người hồ đồ rồi a, à, là hai đối với ba. Thiên hay tiên tử tự nở nụ cười dáng tươi cười rất lạnh rất nhạt khinh thường nói chỉ bằng mộ dung huynh đệ hai tên phế vật kia người cảm thấy bọn hắn sẽ là tiêu phàm đối thủ sao nếu như tại bên ngoài có lẽ bọn hắn còn có trốn chạy để khỏi chết đào mệnh cơ hội ở chỗ này tuyệt đối là chỉ còn đường chết tự xem tiêu phàm ý định như thế nào giết bọn hắn rồi cái này lời nói được quả thực có thể sống sống đem người tức chết áo bào xanh nam tử khạc khạc xxxxxx mà quái cười rộ lên âm hiểm nói huệ huynh ta nhớ được các ngươi huyền thưởng lệnh đã nói qua muốn sống thiên hay phu nhân nhưng cũng không có nói nhất định phải nguyên vẹn không tổn hao gì thiên hay phu nhân đúng hay không đợi tí nữa bắt được cái này yêu nữ ta muốn nàng và tăng thêm ta áo vàng nam tử lập tức lấy cớ nói ra và hai anh em chúng ta xong rồi lại giao cho ngươi huệ thiên hào khóe miệng vểnh lên bắt đầu đứng dậy vừa cười vừa nói không có vấn đề ta chỉ muốn sống là được. Hai vị nhớ kỹ, sống thiên hay phu nhân mới có treo giải thưởng, tử không đáng một xu. Bóng đen lóe lên, tại chỗ bỗng nhiên mất đi thiên hay tiên tử tung tích, trong nháy, ngay tại áo bảo xanh nam tử bên người hiện thân ra, nằm ngón tay như cái móc. Vào đầu bắt xuống dưới, áo bảo xanh nam tử không chút nào sợ, khạc khạc xxxxx một tiếng cười quái dị, xét đánh một tiếng. Tại chỗ lôi quang lóe lên, liền không thấy bóng dáng thiên hay tiên tử nhìn như nhanh như thiểm điện một kích. Chộp vào không nơi. Mộ dung huynh đệ tuy nhiên chỉ có nguyên anh sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao, tại hai gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trước mặt không chút nào luống cuống. Quả nhiên cũng là có chút ít bản lĩnh thật sự đích. Đổi một người bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ rất khó nhẹ nhàng như vậy mà tránh thoát thiên hay tiên tử một trào. phàm tỷ, đối thủ của ngươi là ta. Như vậy chỉ hoãn đắc dừng một chút, một đạo kim sắc tia chớp liền bỗng nhiên hướng phía thiên hay tiên tử hung ác bổ mà xuống. Tại đây chật trội trong sơn động, càng thêm có vẻ uy không thể đương làm. Thiên hay tiên tử phản giơ tay lên, trong huyệt động bỗng nhiên băng hàn rét thấu xương, một đạo màu ngà sữa cột sáng, không sợ hãi chút nào về phía lấy màu vàng lôi điện nghinh đón tiếp lấy. Hai gã hậu kỳ đại tu sĩ trong khoảnh khắc chiến làm một đoàn. Mộ dung huynh đệ bốn con mắt hung dữ mà nhìn chằm chằm thiên hai tiên tử một hồi, trong miệng tấm tắc có tiếng, hơi khoảnh, mới rất không cam lòng mà nghiêng đầu lại nhìn về phía cách đó không xa tiêu phàm áo bảo xanh nam tử khóe miệng hiện lên một tia ý vị thâm trường vui vẻ nói ra lão nhị ta dám đánh cuộc tiểu tử này mấy tháng trước mới vừa vạn tiến dai ngay cảnh giới đều không có vững chắc chính là một đứa con nít và khỏi phải nhiều lời xử lý hắn chúng ta sống khá giả đi giúp bắt tay tránh khỏi cái kia yêu nữ lại chạy mất áo vàng nam tử rất không kiên nhẫn nói và tâm nàng chạy không thoát nơi này chính là nơi tuyệt địa. Đã sớm nghe nói lịch đại thiên hay cung chủ đều là khó gặp tuyệt sắc mỹ nữ, lúc này thật muốn tốt kiến văn rộng rãi kiến thức, khạc khạp xxxxx. Nói xong, áo bào xanh nam tử lại liếm liếm hồng diễm diễm mở môi, trong mắt lộ ra sói đồng dạng hung ác quang mang. Và phàm, cái này mộ dung huynh đệ là hạo thiên tông bàng chi đệ tử, trời sinh dị lôi linh thể, đặc biệt am hiểu liên thủ hợp kích chi thuật, thuấn di lôi độn thuật suốt thần nhập hóa, hai người liên thủ đã đánh bại không ít trung kỳ tu sĩ thực tế tại đây dạng chật trội trong không gian phải đặc biệt coi chừng liền vào lúc này tiêu phàm vang lên bên tai thiên hay tiên tử truyền âm thanh âm đừng nhìn thiên hay tiên tử trong miệng nói được nhẹ nhàng linh hoạt kỳ thực nhưng nửa điểm cũng chưa từng xem thường cái này huynh đệ hai người vừa rồi cái kia khinh thường thoại ngữ rất rõ ràng tựu là muốn triệt để chọc giận mộ dung huynh đệ làm cho bọn họ nén giận ra tay thì có thể xuất hiện sai lầm chữa thương thời điểm, bị Huệ Thiên Hào ngăn ở cái này tuyệt địa, muốn toàn thân trở ra là rất khó đích, chỉ có thể một trận chiến. Nhưng mà một trận chiến này thắng bại, lại hoàn toàn quyết định bởi tại tiêu phàm phải chăng có thể tại trong thời gian ngắn giải quyết hết mộ dung huynh đệ. Dung thiên hay tiên tử dưới mắt tình huống, trên thực tế không đại khả có thể kiên trì quá lâu. Tiêu phàm chậm rãi gật đầu, hai mắt bình tĩnh nhìn thẳng cách đó không xa đối thủ, sắc mặt bình tĩnh như trước dị thường. Và như vậy chừng mắt ta, giống như người thật có thể đánh thắng ta đám bọn họ tựa như, thật sao buồn cười. Đón tiêu phàm chuyên chú ánh mắt, áo bào xanh nam tử khinh thường mà lắc đầu, thủ đoạn một phen, một thanh phong duệ đoạn đao di động hiện ra. Chui, này đoạn đao bất quá hơn một xích đến trường, hậu bối mỏng lưới kiếm, càng giống là một thanh dao găm. Nguyên Anh Kỳ đã ngoài đẳng cấp cao tu sĩ, có rất ít người sử dụng ngắn như vậy binh khí. Loại này dao găm, giống như là thế tục giới phàm nhân dùng để phòng thân sử dụng đích, tiêu phàm đồng tử lại bỗng dưng có rút lại một chút từ nơi này chui vẻ ngoài cực kỳ bình thường đoàn trên đao hắn cảm ứng được nào đó không giống người thường nguy hiểm khí tức chui này đoàn đao tựa hồ cực kỳ yêu tà vừa vừa hiện thân tiêu phàm hộ thể cương khí liền bất an mà rung động bỗng nhúc nhích phảng phất có đơn giản đâm thủng hộ thể thần công năng lực và áo vàng nam tử cũng phản cầm một thanh đồng dạng đoàn đao chỗ này nho nhỏ trong sơn động nhiệt độ lần nữa gấp gáp giảm xuống. Và đạo hiếu, người hiện tại đầu hàng còn kịp, mộ dung huynh đệ thủ hạ, cho tới bây giờ đều không lưu người sống đích. Bên kia mái hiên vang lên huệ thiên hào dù bận vẫn ung dung chiêu chọc thanh âm. Hắn cũng không có đem hết toàn lực, rất hiển nhiên là đang chờ mộ dung huynh đệ giải quyết hết tiêu phàm, sau đó ba người liên thủ, nhất cử nắm bắt thiên hay tiên tử. Tại hắn xem ra, đại tề quốc đại danh đỉnh đỉnh mộ dung song hung, sắp đặt chân nguyên anh trung kỳ cảnh giới hai đại cao thủ, hợp lực đối phó một cái vừa mới tiến dai đến Nguyên Anh sơ kỳ hậu sinh vãn bối, cơ hồ chính là dễ như trở bàn tay. Và đã không kịp, áo bào xanh nam tử cười quái dị một tiếng, lôi quang lóe lên. Thân thể đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiêu phàm đáy mắt lục mang lập lè, thiên nhãn thần thông vận chuyển tới cực hạn, cũng chỉ tại trong hư không chứng kiến một đạo hoa Mỹ tia chớp trong khoảnh khắc đã đến phụ cận. Là chân chính nhanh như thiểm điện. Và, lưỡi dao sắc bén vạch phá không khí chính là tiếng rít thanh âm bỗng nhiên tại vang lên bên tai. Tiêu phàm bên người gần trong gang tất địa phương bỗng nhiên dần hiện ra một thanh phong duệ yêu tà đoản đao, trực tiếp hướng hắn cùng lúc cắt gọt mà đến, ngay sau đó hiện ra cầm đao cánh tay, xa hơn hậu, áo bảo xanh nam tử yêu dị khuôn mặt tươi cười cũng tại trong hư không lộ ra hiện ra, khạc khạc xxxxxx tiếng cười quái dị không dứt bên tai. Tiêu phàm sớm đã có bị, dưới chân độn quang cùng một chỗ, sẽ cực kỳ nhanh về phía sau đi vòng quanh, bạch sáng lóng lánh, huyền tinh giáp, trong khoảnh khắc đưa hắn toàn thân đều bao vây lại. Nhất định dày đặc mũ bảo hiểm, di động hiện tại đầu trên mặt. Liền vào lúc này, sau lưng không khí một hồi chấn động. Tiếng sét đánh ở bên trong, một cái khác chuôi đoạn đao mau lẹ vô luân về phía hắn phần gáy cắt tới. Đúng vậy áo vàng nam tử. Hai người một chính nhất bên cạnh, phối hợp cực kỳ ăn ý. Mấu chốt là động tác cực nhanh, quả thực nhanh đến đối thủ của bọn hắn ngay suy tư công phu đều không có. Tiêu phàm vừa mới lui về phía sau, thứ hai chuôi đoạn đao tựu cắt tới, xa xa xem xét, thật giống như hắn cố ý đem cổ của mình tiến đến áo vàng nam tử trên lưỡi đao đi. Và đao là được rồi. Cùng lúc đó, hắn vang lên bên tai áo vàng nam tử lãnh khóc thanh âm, cái kia lạnh như băng tử vong khí tức, tịch cuốn tới. Và, phong duệ đoạn đao, dễ dàng mà cắt ra huyền tinh giáp mũ bảo hiểm hộ giáp, Đao Phong đã muốn thêm đến tiêu phàm cái cổ trên da thịt. Sau đó, phát ra kim loại cắt thanh âm. Rõ ràng là đoạn đao cắt tại trên cổ, phát ra nhưng lại kim loại giao kích thanh âm. Ở này nhìn cân treo sợi tóc lập tức, áo vàng nam tử kinh ngạc mà chứng kiến, tiêu phàm thân thể bỗng nhiên cao lớn vài thốn, rõ ràng hẳn là cắt đến tiêu phàm trên cổ đoạn đao, lại cắt tại huyền tinh giáp giáp vai thú nuốt phía trên, đây là cả kiện khôi giáp cứng rắn nhất chỗ dù là áo vàng nam tử đoàn đao phong nhuệ vô cùng, còn mang theo nào đó cực kỳ yêu dị lực lượng, cũng rất khó một đao đem dày đặc chắc chắn giáp vai thú nuốt mở ra. Hơn nữa, cho dù hắn áp đặt mở thú nuốt cũng không hữu dụng. Tại đây trong khoảng khắc, tiêu phàm đã muốn kích phát cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt đại thần thông, thân thể cường hoành trình độ, nháy mắt tăng lên tới một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng trình độ. Bình thường binh khí pháp bảo, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không khả năng đối với hắn tạo thành cái gì thương tổn. Áo vàng nam tử chấn động. Mấy trăm năm qua, hắn dựa vào cái này lôi độn thuật thuấn di thần thông, giết người vô số, thậm chí có không ít cùng bậc so với hắn cao đối thủ đều chết ở hắn đoạn dưới đao, nhưng lại chưa bao giờ đụng phải qua tình hình như vậy. Tại lưỡi đao gần người lập tức, đối thủ vậy mà cao lớn vài thốn. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Bất quá hắn chém giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú, mắt thấy tình hình không đúng, lập tức muốn thi triển thuấn di thuật viễn độn mà đi nhưng tựa hồ có chút không còn kịp rồi vừa lúc đó dưới chân của hắn bỗng nhiên duỗi ra một đôi hữu lực bàn tay lớn một mực cầm hắn mắt cá chân lập tức cả người đều giống như bị một cái vòng sắt bóp chặt rồi mặc cho hắn ra sao dùng sức dãy giụa đều không làm nên chuyện gì thổ ma ngẫu sáp nhập vào đại lượng mà nguyên trọng thạch lại tiến giai nguyên anh thành công khí lực to lớn sớm đã đến trình độ cực kỳ kinh khủng ngay kích phát cự linh biến thân tiêu phàm, đều chưa hẳn so ra mà vượt. Áo vàng nam tử thất kinh phía dưới, lại ở đâu dẫy được. Không đợi áo vàng nam tử phục hồi tinh thần lại, hô, mà một tiếng, một cực lớn thiết quyền đã muốn oanh đến bên tai của hắn. Và, đầu tượng như dưa hấu bạo liệt ra đến. Và quyền là đủ rồi. Đây là áo vàng nam tử rơi vào vô tận hắc ám trước kia nghe được câu nói sau cùng. Tiêu phàm ngữ khí như trước nhàn nhạt đích, bình tĩnh như trước. Trường 1050 xong giết. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngay đang tại kịch liệt giao chiến huệ thiên hào cùng thiên hai tiên tử đồng loạt ngừng tay đến, đồng loạt nhìn về phía bên này, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiêu phàm chiến thắng áo vàng nam tử, tuy nhiên cũng tương đối lệnh người bất ngờ, nhưng dù sao song phương đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi, tóm lại còn có thể làm cho người ta tiếp nhận. Nhưng mà vừa rồi giao thủ, một cái đối mặt, Áo vàng nam tử liền bị diệt sát, thật sự cũng quá nhanh chút ít. Cái này ảo thuật như thế nào biến thành, thậm chí ngay Huệ Thiên Hào cùng Thiên Hay Tiên Tử hai vị này đại tu sĩ đều không có nhìn rõ ràng. Giật mình nhất có lẽ hay là áo bào xanh nam tử, mở to lấy hai mắt, sau nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến, gắt gao nhìn thẳng áo vàng nam tử không đầu thi thể, tựa hồ còn đang chờ hắn Nguyên Anh bỏ chạy, nhưng lại không hề có động tĩnh gì. Và đợi, hắn đã chết, thần hồn câu diệt Tiêu phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía áo bảo xanh nam tử, nhàn nhạt, nhạt, nói ra, trong đôi mắt bắn ra đạo hàn mang. Chút bất chi bất giác, thân hình của hắn lại cao tới đâu vài thốn, so bình thường có vẻ cao hơn đại cường tráng rất nhiều, khí tức trên thân, càng là cùng trong ngày thường hoàn toàn bất đồng, một cổ cuồng dã hoang dã khí phách, phún dũng ra. Và thể thuật, yêu thú luyện thể thuật. Huệ Thiên Hào dẫn đầu theo chố mắt chung dư vị tới, giật mình mà kêu một tiếng dùng hắn nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ ánh mắt, tự nhiên liếc có thể nhìn ra được, tiêu phàm tại luyện thể thuật thượng tạo nghệ, đã đạt đến một cái làm cho người giật mình tiêu chuẩn. Thân thể cường hãn, so sánh với biến hóa yêu thú cũng không kịp nhiều lại để cho. Mạnh như thế hung hãn luyện thể thuật, đang ép chắc trong không gian cận thân chém giết, phải có lẽ đã dựng ở thế, buồn cười mộ dung huynh đệ lại vẫn đem người ra sản thành chip hôi. Cuống chi, giống như dưới mặt đất còn có chút cổ quái. Huệ Thiên Hào cũng không có nhìn rõ ràng thổ ma ngẫu ra tay, tại dưới mặt đất. Thổ ma ngẫu cơ hồ cùng đại địa hòa thành một thể, ngay Huệ Thiên Hào lớn như vậy tu sĩ. Tại không có hết sức chăm chú dưới tình huống, cũng chỉ có thể phát giác dưới mặt đất khác thường. Trong khoảng thời gian ngắn lại khó có thể làm minh bạch tình huống cụ thể. Áo bào xanh nam tử lại đã nhận ra. Hắn và áo vàng nam tử là huynh đệ sinh đôi, qua nhiều năm như vậy sinh hoạt chung một chỗ, đã sớm tâm ý tương thông, giống như nhất thể. Áo vàng nam tử trước khi vẫn lạc, bị thổ ma ngẫu bắt lấy hai chân, vô pháp di động, hắn cũng có thể cảm giác được. Và bối, người dám ngầm chiêu gọi. Tiêu phàm tự nở nụ cười, khóe miệng nhẹ nhàng trên lên nhếch lên. Lạnh nhạt nói ra, sinh tử chém giết, cái gì gọi là âm cái gì gọi là dương. Hai vị chiêu số, rất quang minh chính đại sao, và ngươi hung hăng càn quấy. Áo bào xanh nam tử lửa giận công tâm, trong tay đoàn đao dương lên, tay trái bãi xuống, một thanh ngân sắc lôi trùy di động hiện ra, trùy thượng lôi lóng lánh, thanh thế kinh người. Và mệnh đến, gầm lên giận dữ, lôi quang lóe lên, cả người tiểu tại nguyên chỗ biến mất không thấy. Làm cho người giật mình chính là, hắn vừa mới một thi triển ra lôi độn thuấn di thuật, đối diện tiêu phàm cũng không thấy bóng dáng, trong nháy mắt. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Và phong dấu hình, Huệ Thiên Hào hai hàng lông mày nhẹ nhàng dương bắt đầu đứng dậy. Như thế Cao Minh phong độn thuật, Huệ Thiên Hào cũng thấy không nhiều lắm. Tuy nhiên tại đường dài phi độn phương diện, khẳng định không bằng hắn lôi độn thuật. Nhưng mà đó là giới hạn trong cảnh giới bất đồng, nếu như Tiêu Phàm cùng hắn đồng dạng đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Lôi độn thuật cùng phong độn thuật rốt cuộc ai mạnh ai yếu, thật đúng là khó mà nói. Nhưng ít ra tại trong phạm vi nhỏ cận thân chém giết, Huệ Thiên Hào tự nhận tiêu phàm phong độn thuật xa so với hắn lôi độn thuật muốn cao minh. Mộ dung huynh đệ xuất thân cùng mộ dung thế gia, cùng bọn họ hạo ngày môn đồng giảng, đều là hạo thiên tông chi thứ chi nhánh. Đương nhiên hạo ngày môn quy mô tại phía xa mộ dung thế gia phía trên, nghiễm nhiên đã muốn trở thành đại tề quốc chính đạo hàng loạt. Bất quá mộ dung huynh đệ là trời sinh dị lôi linh thể, tại thuấn di thuật trên có lấy cực cao thiên phú. Nhiều năm qua, mộ dung huynh đệ nương tựa theo khủng bố cận thân chém giết thủ đoạn, cùng biến thái tâm ngoan thủ lạt, chiếm được to như vậy thanh danh. Thậm chí rất nhiều nguyên anh trung kỳ tu sĩ nhìn thấy cái này hai huynh đệ đều nhượng bộ lui binh, không muốn tới tranh phong. Đây cũng là mộ dung huynh đệ hai cái tại hắn vị này đại tu sĩ trước mặt đều thần thái ngạo nghễ nguyên nhân căn bản. Tại đây dạng phong bế trong hoàn cảnh, muốn bắt sống thiên hay tiên tử, xác thực cần muốn nhờ mộ dung huynh đệ xuất quỷ nhập thần thuấn di thuật. Về phần Kim Châu thành cái kia người trẻ tuổi lang trung, vô luận là Huệ Thiên Hào có lẽ hay là mộ dung huynh đệ, ai cũng không có đưa hắn để ở trong lòng. Loại này vừa mới tiến giai hậu sinh, trong mắt bọn hắn, thuộc về còn gần kề chỉ là một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, nếu là thức thời đầu hàng, tự nhiên tốt nhất. Không thức thời lời mà nói, tiện tay tiểu diệt giết chết, cũng ngại không cái gì sự tình. Ai ngờ một cái đối mặt, mộ dung lão nhị tự chết lành bà lành bình rồi. Tiêu phàm cũng không vận dụng cái gì nghịch thiên pháp bảo, đã gần thân chém giết, lấy cứng trọi cứng, một quyền đem mộ dung lão nhị đầu oanh đắc nhảo nhẹt. Hôm nay lại càng cho thấy như vậy tinh diệu phong độn thuật, Huệ Thiên Hào một lòng, lập tức trầm xuống. Có lẽ, chính mình gần kề mang theo mộ dung huynh đệ tự vội vã chạy tới, là phạm vào sai lầm. Một cái không nhỏ sai lầm. Sau một khắc, mộ dung lão đại theo trong hư không hiện thân ra, nhưng không thấy tiêu phàm bóng dáng, không khỏi giận tím mặt, quát tiểu bối, co đầu rụt cổ, tính toán cái gì hảo hán cho lão tử lăn ra đây. Trong tay ngân sắc lôi chùy dương lên, lập tức xét đánh chi tiếng nổ lớn, đầy trời lôi quang chúc xuống mà hạ, đem hơn phân nửa huyệt động đều bao phủ hắn xuống. Tại đây chính là hình thức lôi điện oanh kích phía dưới, bất luận cái gì ẩn nặc thuật đều sẽ lập tức mất đi hiệu lực. Bóng trắng lóe lên, tiêu phàm tại ngoài mấy trượng hiện thân ra. Và áo bào xanh nam tử thân thể nhoáng một cái, trong tay đoạn đao phá toái hư không, trong khoảnh khắc đã đến tiêu phàm trước mặt huynh đệ bị diệt, kinh sợ phía dưới, áo bào xanh nam tử đem thuấn di thuật phát huy đến cực hạn. Tiêu phàm nhưng chỉ là lạnh lùng mà nhìn xem hắn, chút nào đều không có lần nữa thuấn di tránh né ý. Ánh mắt kia, làm lòng người chung bồn chồn. Nhưng vào lúc này, mộ dung lão đại chỉ cảm thấy bên người không khí bỗng nhiên một hồi vặn vẹo, một cổ làm cho người sởn hết cả gai ốc nguy hiểm khí tức bỗng nhiên gian đã đến gần trong gang tắc địa phương. Và sao gì đó, áo bào xanh nam tử toàn thân bộ lông đứng đấy, lên tiếng kinh hô. Lúc này hắn rốt cục nhìn rõ ràng rồi, là màu gì xét sắc khổng lồ côn trùng, dơ lên cao phong duệ vô cùng chân trước, đồng loạt về phía hắn cắt gọt xuống. Đúng vậy cái kia hai đầu tam dai con bọ ngựa. Nói đến chật trội trong không gian cận thân chém giết, tung xem như tiêu phàm, cũng muốn cam bái hạ phong. Đây mới là lưng sắt con bọ ngựa chính thức chỗ đáng sợ. Và tốt, Mộ dung lão đại rốt cuộc là nguyên anh kỳ tu sĩ, cận chiến chém giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú, tại đây cấp bách lập tức, gấp vận pháp lực, đem trong cơ thể lôi linh lực đều kích phát ra đến, trong chốc lát toàn thân lôi lóng lánh, cho mình phủ thêm một kiện lôi bào. Đây là hắn dưới mắt duy nhất có thể làm được. Chỉ tiếc như vậy phòng ngựa thủ đoạn, đối với đã muốn tiến hóa đến tam giai lưng sắt con bạo ngựa mà nói, có lẽ hay là quá yếu chút ít. Và suy, liên tục không ngừng xé rách thanh âm không dứt bên tai nương theo lấy áo bảo xanh nam tử chói tai có tiếng kêu thảm thiết, tại nho nhỏ trong sơn động chấn động tiếng vọng. Áo bảo xanh nam tử thanh âm vốn là cực kỳ khó nghe, hôm nay như vậy sắp chết kêu thảm thiết, dù là huệ thiên hào thiên hay tiên tử trải qua vô số thảm thiết tràng diện, cũng hiểu được từng đợt hàn ý tập kích người, không tự chủ được nổi lên tầng một nổi da gà. Lưng sắt còn bọ ngựa ra tay nhanh như thiểm điện, trong khoảnh khắc liền đem áo bào xanh nam tử mở ngực bể bụng, tháo thành tám khối, biến thành một đống mơ hồ thịt nát và mà một tiếng, một đạo xanh đầm địa ánh sáng theo đống kia mơ hồ thịt nát ở phía trong bay nhanh ra, quang đoàn bên ngoài lôi lóng lánh, quang đoàn bên trong bao vây lấy một gã vài tấc cao tiểu nhân, diện mục cùng áo bảo xanh nam tử độc nhất vô nhị, đầy mặt vẻ kinh hoàng, ở giữa không chung một cái xoay quanh, liền hướng về Huệ Thiên Hào chỗ phương hướng kích bắn đi. Tiêu Phàm hừ nhẹ một tiếng, ống tay áo run lên, một đoàn xám vân bắn ra, xám vân một người trong vài tấc lớn nhỏ cốt hoàn có vẻ đặc biệt chói mắt. Sám vân bao vây lấy cốt hoàn, lóe lên đã đến lam sắc quang đoàn phía trên, lập tức biến thành mấy trường lớn nhỏ đám mây, màu trắng cốt hoàn cũng chướng lớn đến vài thước lớn nhỏ, bỗng nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ khủng bố khí tức, xuống phía dưới bao phủ mà đi. "Và huynh, cứu mạng." Áo bảo xanh nam tử Nguyên Anh vừa thấy Sám vân hòa cốt hoàn, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, phát ra sắc nhọn vô cùng tiếng kêu. "Chỉ tiếc, cái này đương lúc ở đâu còn kịp." không đợi Huệ Thiên Hào có chỗ động tác, Sám Vân đã muốn ôm lấy cửu âm bạch cốt hoàn gấp phốc mà xuống. Vốn là tu sĩ Nguyên Anh đều có được lấy cực kỳ cao minh thuấn di thuật, xa so thân thể tập luyện thuấn di thuật phải nhanh nhanh nhiều lắm, đây cũng là Nguyên Anh tu sĩ khó có thể bị diệt sát trọng yếu nguyên nhân. Nhưng ở oán linh cùng cửu âm bạch cốt hoàn giam cầm phía dưới, áo bảo xanh nam tử Nguyên Anh thuấn di thuật hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự thi triển không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sám vân đem chính mình hoàn toàn cái bọc trong đó một tiếng sắc nhọn vô cùng rú thảm đi qua sơn động lại khôi phục yên tĩnh xám vân co rụt lại đảo mắt hóa thành một gã ba thước cao bạch béo hải nhi veo mà về tới tiêu phàm trong ngực hai tay bưng lấy cửu âm bạch cốt hoàn trong miệng phát ra mị mị thanh âm giật nảy mình đích tựa hồ cực kỳ thích ý mộ dung huynh đệ từng tại cùng loại trong hoàn cảnh dùng cùng loại phương thức diệt sát qua không ít cảnh giới so với bọn hắn cao tu sĩ hôm nay ngay nửa phần chân thật thần thông đều không có thi triển đi ra, tự song song vẫn lạc tại lần này, ngay Nguyên Anh đều không có chạy thoát, cố nhiên là bởi vì quá mức nắm đại, một mặt xem thường tiêu phàm, cuối cùng nhất gieo gió gạt báo, nhưng coi như là chuyển vần, báo ứng khó chịu. Và là vật gì? Huệ Thiên Hào trong đôi mắt, sạch bong đại thịnh, gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm trong ngược oán linh cùng cửu âm bạch cốt hoàn. Hắn không là quỷ đạo tu sĩ, nhìn trời sinh quỷ linh loại vật này, biết không nhiều lắm. Nhưng oán linh thôn vệ nguyên anh hành vi, lập tức tự lại để cho hắn cảm thấy cực độ uy hiếp cùng bất an. Hơn nữa cửu âm bạch cốt hoàn thượng phát ra trí âm chí hàn khí tức, cũng làm cho Huệ Thiên Hào trong nội tâm lật lật. Cảm giác, cái này bảo vật tuyệt đối không giống tầm thường, làm cho người ta nguy hiểm cảm giác, thậm chí tại phía xa bình thường cực phẩm pháp bảo phía trên. Chẳng lẽ là phỏng chế thông huyền, linh bảo? Nhưng cái này tựa hồ lại không đại khả có thể chính là một gã vừa mới tiến giai nguyên anh sơ kỳ hậu sinh vãn bối, sao có thể có thể có được như thế nghịch thiên pháp bảo. Phòng chế thông huyền, linh bảo tại cả Nam Châu Đại Lục đều là cực kỳ hiếm thấy vật. Và là ta dưỡng linh sủng. Tiêu phàm vuốt ve muội muội cái đầu nhỏ, mỉm cười nói. Và nói tám đạo, cái này rõ ràng chính là quỷ vật. Tiêu phàm, người thân là Kim Châu Thành Y Thánh, coi như là người trong chính đạo, rõ ràng dám chăn nuôi quỷ vật thôn vệ nguyên anh, chẳng lẽ sẽ không sợ đọa nhập ma đạo sao? Tiêu phàm tự nở nụ cười, khóe miệng có chút nhếch lên, mang theo nói không nên lời mỉa mai ý. Và môn chủ, nói như vậy, người rõ ràng đều có thể nói ra khẩu đến. Và ra mặt thực dày. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 1050.